Ầm, Huyền Âm đột nhiên lại một quyền đánh xuống, một quyền này, đại địa đều đang run rẩy, ta nhìn thấy máu tươi ra tới. Oanh, oanh, lại là hai quyền, Thiên Mãn giống như liền cùng một cây cây đồng dạng, đầu hướng xuống chôn vào, đã liền cổ đều nhìn không thấy, nhưng có thể trông thấy máu, vỡ thành cặn bã cốt thép xi măng tất cả đều là máu, Thiên Mãn thân thể triệt để không hề động. Hiện tại toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai dám nói chuyện, thậm chí ngay cả thở đại khí cũng không dám, có loại muốn cảm giác hít thở không thông, vốn cho rằng Thiên Mãn muốn trưởng khống hết thảy, nhưng không nghĩ tới, thế mà bị Huyền Âm mấy quyền đả chết, những cái này đi theo Thiên Mãn âm hành người, giống như quả thực có chút xấu hổ. Thắng sao, ta có chút hoảng hốt, đây không phải nằm mơ à. Âm Dương Thêu quả nhiên lợi hại, liền Thi Ngôn cũng phát ra cảm thán như vậy. Trong màn hình Huyền Âm thẳng tắp đứng vững, mặt không biểu tình, hai mắt hung ác ngang ngược, một thân tinh hồng làn da, giống như một cái quái vật, tóc của nàng rất dài, còn biến sắc, móng ngón tay lóe bén nhọn hàn quang. Ta có chút bận tâm, vội vàng thầm nói, chiến đấu kết thúc, người ngược lại là biến trở về đến A. Huyền Âm giống như không có biến hóa, y nguyên đứng, ta đi, cái này chẳng lẽ. Biến không trở lại đi, cái này thuật tác dụng phụ chính là không thể khống chế sao. Đúng vào lúc này, đột nhiên một trận quỷ dị thanh âm truyền ra, hì hì ha ha, hì hì ha ha. Thanh âm này có điểm giống tiếng cười, nhưng nghe rất là quỷ dị, một hồi nam, một hồi nữ, coi như cách màn hình, ta thế mà cũng một cảm giác sởn cả tóc gáy. Đến rồi, thần Ninh cùng thần Vũ lần này thế mà đồng thời hô, sau đó hai ông cháu khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình, lông mày vặn thành một đoàn. Đến rồi, ai, ta ôm lấy nghi hoặc nhìn về phía màn hình. Lúc này, trận kia tiếng cười đột nhiên đình chỉ, cách 3 giây về sau, đột nhiên vang lên dọa người tiếng ca, kia là vở kịch thanh âm, một hồi giọng nam, một hồi giọng nữ, thanh âm bén nhọn khủng bố, nghe chúng ta tê cả da đầu. Tiếng ca không bao lâu lại đình chỉ, lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to, Hoàng thượng giá lâm. Chính là một tiếng này, để chúng ta rõ ràng thanh âm nơi phát ra, vừa rồi tất cả thanh âm, đều là tại Thiên Mãn trên thân phát ra tới. Cho đến lúc này, ta mới rốt cục nhớ tới tại Hòa thượng Miếu Tân Chủ Cầm nói với ta lời nói, Thiên Mãn trên thân có một cái tà môn đồ vật, phi thường tà môn, vừa ra tới liền sẽ có nam nữ thanh âm, Thiên Mãn sẽ còn hóa thành nữ nhân, mà thiên gia, cũng là bởi vì vật này mới đem Thiên Mãn cho vứt bỏ, nghe nói, Thiên Mãn trên thân cũng bởi vì có vật này, trên thân sẽ có như ẩn như hiện yêu khí, hẳn là, vật này muốn ra tới. Lúc này mặt không biểu tình Huyền Âm đột nhiên nhíu mày, trên mặt cũng nhiều một phần khẩn trương, giống như có cái gì cường địch muốn xuất hiện đồng dạng. Kia một tiếng Hoàng thượng giá lâm truyền tới về sau, Thiên Mãn lưng bên trên đột nhiên nổi lên một cái bọc lớn, cái kia bao lớn bên trong giống như có đổ vật, đồng thời đang liều mạng giãy giụa lấy, giống như muốn phá đất mà lên. Cũng không lâu lắm, đột nhiên Thiên Mãn lưng bên trên phát ra một đạo hắc quang, phốc một tiếng, hai con vừa mảnh vừa dài tay từ Thiên Mãn trên lưng đưa ra ngoài, nhìn xem để người có chút rùng mình. Kia hai cánh tay chống đỡ trên mặt đất, sau đó liều mạng đi lên đỉnh, trải qua tay cố gắng về sau, Thiên Mãn đầu rốt cục bị đỉnh ra tới. Thiên Mãn đầu tất cả đều là máu, đã hoàn toàn thay đổi, còn hòa với rất nhiều thổ hạt, đồng thời đã cúi thấp xuống, không giống còn sống bộ dáng, nhưng ta sai, lúc này, Thiên Mãn đột nhiên mở mắt ra, đồng thời tà mị mà cười cười, trong mắt của hắn toàn bộ biến thành màu đen, trong cổ họng phát ra quỷ dị ha 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 âm thanh. Đột nhiên, hắn đứng lên, sau đó đem phía sau lưng kia hai cánh tay cho làm gãy, ở trước mặt tất cả mọi người, sống sờ sờ đem tay cho nuốt vào. Không sai, là nuốt, không phải ăn, miệng của hắn to đến không thể tưởng tượng nổi, sau đó hai cánh tay liền như thế trực tiếp nhét vào cuống họng, sau đó đến trong bụng, thẳng đến hai cánh tay đều không có. Hiện tại tất cả mọi người là một cái biểu lộ, khủng bố thêm chấn kinh, phảng phất đang hỏi, gia hỏa này, đến cùng là người hay quỷ, thực sự quá khủng bố. Thiên Mãn đem hai con quái dị tay đều nuốt vào về sau, đột nhiên toàn thân đều bốc lên hắc khí, trong bụng phát ra thanh âm cổ quái, tựa như là tại hắc 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 cười, lại hình như là đang hát vở kịch, để người nghe ứa ra mồ hôi lạnh, lại thêm Thiên Mãn trên thân những hắc khí này, liền như là từ trong địa ngục bò lên ác quỷ. Ha ha, ha ha, ha ha, Thiên Mãn giống như đột nhiên cùng một người không có chuyện gì một loại nở nụ cười, vết thương trên người chẳng những không có cướp đi tính mạng của hắn. Thậm chí liền tác dụng phụ đều không có, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ người này, thật sự là ác quỷ hay sao? Thiên Mãn thanh âm rất quái lạ, cùng hồi âm giống như, cũng nghe không ra là nam hay là nữ,
liền Huyền Âm giống như cũng có chút khẩn trương lên, biểu lộ biến rồi lại biến, đã cùng vừa rồi hoàn toàn không giống. Giết, Thiên Mãn cuồng hống một tiếng, một trận cuồng phong thổi lên, trừ Huyền Âm, những người khác kém chút bị thổi làm ngã trái ngã phải, đứng cũng không vững, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, nó vật phẩm của hắn đều bị thổi tới trên trời, giống như tận thế, chúng ta tại màn hình bên ngoài nhìn, đều bốc lên một tiếng mồ hôi lạnh, cái này. Coi như ác quỷ từ trong địa ngục leo ra, cũng không mang khủng bố như vậy. Hắc khí không ngừng từ Thiên Mãn trên thân xuất hiện, cuối cùng biến thành vô số cây xúc tu hướng Huyền Âm nhào tới. Chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, Huyền Âm thân ảnh liền không gặp, chúng ta đều chưa kịp phản ứng, Huyền Âm liền tránh thoát xúc tu công kích, những cái kia màu đen xúc tu lần nữa tản ra, biến thành từng đoàn hắc khí, sau đó gây dựng lại biến thành từng thanh đao nhọn hướng Huyền Âm lại một lần chơi qua tới. Huyền Âm lần này không còn tránh, một quyền đánh tới hướng màu đen quỷ dị đao nhọn, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, đao nhọn bị đánh tan, trên mặt đất cũng bị oanh ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hố, cưới đài vỡ thành tiểu thủy bùn đã biến thành bột phấn. Hắc khí biến mất về sau, đột nhiên Thiên Mãn xuất hiện tại Huyền Âm phía sau, làm sao tới chúng ta không biết, không có người thấy rõ tốc độ của hai người này, chỉ có thể khóe mắt hơi liếc thấy một điểm đỏ cùng một cỗ hắc khí. Thiên Mãn tại Huyền Âm phía sau một trường vỗ xuống dưới. Huyền Âm màu đỏ hình xăm cũng đột nhiên vươn một tay nắm cùng Thiên Mãn đối trưởng, chỉ nghe thấy lại một tiếng oanh, hai người đều tách ra, các lui lại hơn 20 bước, Thiên Mãn biểu lộ dữ tợn, khóe miệng lộ ra cười tà, mắt có hắc khí được, thấy không rõ trong mắt, mà Huyền Âm thì chân mày nhíu chặt, mặt không biểu tình, song quyền nắm chặt hung hăng nhìn chằm chằm Thiên Mãn. Hai người dừng lại mấy giây sau, Thiên Mãn một chảo đánh trên mặt đất, một cỗ hắc khí thuận hắn móng vuốt lan tràn ra, trên mặt đất lập tức vỡ ra ba đầu khe hở. Hắc khí hóa thành xiềng xích, dọc theo khe hở hướng Huyền Âm chói đi. Huyền Âm vội vàng hướng lui về phía sau, nhưng có vẻ như không có tránh thoát đi, sợi xích màu đen chói lại Huyền Âm chân để nàng không thể động đậy. Lúc này lại là một trận màu đen hoảng hốt, Thiên Mãn không biết lúc nào lại một lần nữa xuất hiện tại Huyền Âm lưng về sau, chung quanh hắn đều tràn ngập hắc khí, chờ Huyền Âm phát hiện về sau, Thiên Mãn đã một chân đá vào phía sau lưng nàng bên trên. Ngay tại chúng ta vì Huyền Âm lau một vệt mồ hôi thời điểm, Huyền Âm đột nhiên hét lớn một tiếng, một đạo hồng quang từ trên thân tán phát ra, màu đen cùng sợi xích màu đen bị chấn khai, một cước kia cách Huyền Âm lưng sau còn kém mấy cm thời điểm, nàng tự do. Huyền Âm bằng vào chúng ta thấy không rõ góc độ xoay người lại, sau đó kéo kẹt ổ kẹp lấy Thiên Mãn chân, một quyền hung hăng đánh vào trên đầu gối của hắn. Nhưng lại tại dùng cái này đồng thời, Thiên Mãn cũng cấp tốc một chưởng đánh vào Huyền Âm trên trán. Hai người lẫn nhau kêu thảm một tiếng, đều lẫn nhau bay ngược ra ngoài, Thiên Mãn không có đứng lên, mà là hắc khí còn quấn hắn chân đem hắn cho giơ lên, nói rõ hắn chân bị một kích kia cho chỉnh không nhẹ, Huyền Âm đứng lên thời điểm, trên trán tất cả đều là máu, đem tinh hồng làn da nhiễm phải càng thêm huyết hồng. Thế lực ngang nhau, ta trong đầu toát ra một câu nói như vậy, hai người này đánh cho khó phân thắng bại, đoán chừng thực lực bây giờ tương xứng, có thể để ta cảm thấy không ổn chính là, Huyền Âm giống như tại thở đại khí. Mà lại càng thở càng nhanh, nói rõ nàng tại gượng chống, không biết còn có thể chống bao lâu, nhưng Thiên Mãn lại cùng chúng ta đồng dạng, không gặp có bất kỳ phản ứng nào cùng tác dụng phụ, không gặp đau đớn, có vẻ như càng có ưu thế. Huyền Âm nắm đấm nắm chặt, lần này từ nàng khởi xướng tự động tiến công, chỉ thoáng nhìn một đạo ánh sáng màu đỏ hiện lên, làm hình tượng dừng lại thời điểm, Thiên Mãn thế mà bị đánh trúng hàm dưới, người trên mặt đất dừng lại mấy giây sau, liền bay đến giữa không trung, Thiên Mãn thân thể bỗng nhúc nhích. Muốn phản kháng, nhưng là Huyền Âm tốc độ giống như đột nhiên chiếm cứ thượng phong, một trận như bạo phong vũ nắm đấm cùng chân đá vào Thiên Mãn trên thân không ngừng đập nện, mà hắn giống như tạm thời hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ, chẳng qua rất nhiều hắc khí từ Thiên Mãn thân thể tuôn ra, sau đó ngưng tụ thành một tầng lại một tầng khiên thay hắn ngăn cản tổn thương, nhưng những hắc khí này tại Huyền Âm trước mặt có chút không đáng giá nhắc tới, mấy cái liền đánh tan, Thiên Mãn bị đánh cho máu me khắp người. Mình đầy thương tích, cuối cùng cùng một trang giấy đồng dạng, rơi xuống trên mặt đất. Cân bằng bị đánh vỡ, lần này nên Huyền Âm thắng chứ. Ta cao hứng hô to lên, nhưng Thần Ninh lão đầu lại thở dài, thua. Ta có chút kinh ngạc, cái này nói gì vậy, nhưng khi ta lần nữa nhìn về phía màn hình thời điểm, phát hiện Huyền Âm tình huống thế mà cũng không thể lạc quan. Huyền Âm sau khi hạ xuống, thế mà một gối quỳ xuống, cả người có chút suy yếu, liều mạng thở hào hển. Đồng thời chăm chú che ngực, giống như rất thống khổ. Hỏng bét, âm dương thêu tác dụng phụ đến, chẳng qua hẳn là không sợ, Thiên Mãn bị đánh bại. Không đúng,
gia hỏa này thế mà. Thiên Mãn thân thể run rẩy mấy lần về sau, đột nhiên cùng cương thi đồng dạng đứng thẳng lên, hắn ha ha cười lớn, thanh âm không phân rõ nam nữ, hắc khí không ngừng từ miệng tràn ra, cuối cùng những hắc khí kia biến thành côn trùng hình dạng, toàn bộ tiến vào Thiên Mãn trên mặt, chờ hắc khí tán đi thời điểm, Thiên Mãn mặt thế mà. Biến thành nữ nhân. Thiên Mãn đại quang đầu còn rất dài ra một đầu thật dài tóc đen, trước ngực nâng lên một cái to lớn u cục, một cái nam nhân đột nhiên có nữ nhân những cái này đặc thù, thật là khiến người ta cảm thấy dùng mình đồng thời buồn nôn. Thiên Mãn bóp lấy Lan Hoa chỉ đối Huyền Âm nói, ngươi, chịu chết đi, thanh âm một nữ nhân rơi xuống về sau, Thiên Mãn liền hướng Huyền Âm nhào tới. Huyền Âm cắn răng đứng lên, nhưng Thiên Mãn đã đến trước mặt hắn, Thiên Mãn một cái tay đặt tại Huyền Âm trên mặt, đưa nàng cho nhấc lên. Huyền Âm thuận thế một quyền đánh vào Thiên Mãn trên lồng ngực, nhưng là Thiên Mãn nhưng thật giống như không có việc gì. Ta cảm thấy có chút khó tin, cái này sao có thể, lấy Huyền Âm thực lực bây giờ, một quyền này khẳng định đủ Thiên Mãn uống một bình. Không đúng, Huyền Âm hình xăm biến mất. Huyền Âm làn da khôi phục bình thường, cái khác cũng khôi phục bình thường, trên người nàng nữ nhân kia hình xăm cũng lùi về lúc đầu lớn nhỏ, trong lòng ta lạc một tiếng, hỏng bét, thời gian đến. Huyền Âm khôi phục bình thường về sau, tự nhiên không phải Thiên Mãn đối thủ, Thiên Mãn bóp lấy mặt của nàng nhấc lên, sau đó vung đến không trung, một chân làm bóng đồng dạng đá ra ngoài. Huyền Âm bay ra ngoài rất xa, đụng vào một cái đỉnh trên cây cột lớn, cây cột đoạn mất, Huyền Âm từ giữa đó đụng ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, máu me khắp người, người không biết là chết hay sống, dù sao đã không có động tĩnh. Huyền cô nương, a, à, Hoàng Hinh giống lớn một tiếng, song quyền nắm chặt. Người bi thương tới cực điểm, loại kia cảm giác bất lực để nàng kém chút sụp đổ, nhưng là chúng ta còn không thấy rõ ràng chuyện gì, Hoàng Hinh cũng bay ra ngoài, cùng Huyền Âm một cái hạ tràng, sau khi hạ xuống sống chết không rõ, trên mặt đất tất cả đều là máu, liền tóc đen nhánh cũng biến thành tinh hồng, mà Thiên Mãn thì một chân nâng cao, nâng lên vừa rồi Hoàng Hinh vị trí, rất rõ ràng, Hoàng Hinh là hắn một chân đưa ra ngoài. Hắc hắc, hắc hắc, kết thúc, kết thúc, Thiên Mãn thanh âm rất vui vẻ. Là một nữ nhân âm thanh, nhưng hắn lại không lộ vẻ gì, giống như nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ, lại hoặc là, câu nói này không phải hắn nói. Đột nhiên, Thiên Mãn thân thể bắt đầu vặn vẹo co quắp, thậm chí xương cốt đều giống như tại khiêu vũ, bọn chúng lấy một loại khó mà tin nổi góc độ không ngừng vặn vẹo lên, thấy chúng ta dùng mình, bao quát Thiên Mãn bộ mặt, giống như tản mất đồng dạng, hắc khí lại chui ra, giống như muốn đem Thiên Mãn thôn vệ đồng dạng. Qua không bao lâu, tóc của hắn cũng từng cây rớt xuống, chờ hắc khí bỏ đi, Thiên Mãn giống như biểu lộ lại khôi phục bình thường, người khác đặt mông ngồi trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, mồ hôi trên người cùng máu hỗn hợp lại cùng nhau. Chờ hắn thở đủ khí về sau, đột nhiên ha ha phá lên cười, ha ha, muốn thắng ta, ha ha, nằm mơ, chỉ bằng các ngươi đám này sâu kiến, liền cho ta lau giày tư cách đều không đủ, chẳng qua không thể không thừa nhận, Huyền gia âm dương thêu là tứ đại gia tộc mạnh nhất âm dương thuật. Xứng với cùng ta qua hai chiêu. Lúc này chúng ta minh bạch, Thiên Mãn khôi phục bình thường, Huyền Âm ba người bọn hắn chiến bại, người hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ, thua, chủ lực thua. Còn có ai, kế tiếp còn có ai có thể cứu vớt trận chiến đấu này, có thể ngăn cơn sóng dữ. Thiên Mãn đứng lên tiếp tục nói, nơi này đã nghiêm trọng bị phá hư, hôn lễ rời bước đại đường, người tới, đem cái này ba cái rác rưởi cho ta trói đến đại đường cổng treo, ha ha ha. Thiên Mãn sau khi nói xong, lôi kéo Mã Lâm muốn đi, Mã gia nhất tộc thì bị trói lại với nhau, đi theo hai người bọn họ đằng sau, cái khác âm hành người tân khách thì lau mồ hôi lạnh, sửa sang một chút áo cho về sau, cũng cùng Thiên Mãn đi hướng đại đường, nhưng biểu lộ cũng không tiếp tục cùng trước đó nhẹ nhàng như vậy, cho dù bọn họ đã đảo hướng Thiên Mãn một bên, nhưng giống như ác quỷ Thiên Mãn, hiện tại để bọn hắn lòng còn sợ hãi, bọn hắn không rõ ràng cái này gọi Thiên Mãn người nhà họ Thiên. Đến cùng là người. Vẫn là ác ma. Thiên gia đại đường ngay tại trung đình đằng sau, là một cái rất lớn đình, trang trí cũng rất xa hoa, chẳng qua tất cả đều là cổ phong, ngói đỏ gạch, lớn kim trụ, phía trên còn khắc lấy rồng, trước cửa có bạch ngọc phủ lên, trong nhà không có mỏ, là sửa không nổi phòng ốc như vậy cũng chỉ có thiên gia có thực lực như vậy. Hôn lễ lần nữa tiến hành, Thiên Mãn đi đổi một bộ quần áo, những người khác đi vào chờ đợi, mà đáng thương Huyền Âm ba người bọn họ. Thì bị cả người là máu treo ở trước cửa kim trụ bên trên, người cũng không biết sống hay chết. Lúc này chỉ nghe thấy soạt một tiếng, thần Ninh lão đầu đem màn này chụp lại, sau đó cảm thán nói, tứ đại gia tộc tàn sát lẫn nhau, tam đại gia tộc không địch lại,
lại bị treo ở trước cửa, thật sự là đáng thương. Chẳng qua đây chính là rất chân quý tư liệu, có thể ghi vào âm hành sử sách. Ta hừ lạnh một tiếng, âm hành tứ đại gia tộc, người cảm thấy thiên mãn có thể đại biểu thiên gia sao? Không biết, nhưng là ngươi không có phát hiện một chuyện không? Mặc dù hắn cho thấy thân phận của mình, từ trên xuống dưới nhà họ thiên vẫn là y nguyên vì hắn hiệu lực. Thần Ninh nhắc nhở. Ta sửng sốt một chút, còn giống như thật sự là, thiên mãn cho thấy thân phận, vì cái gì thiên gia những người kia còn không ra chống lại hắn? Chẳng lẽ cũng cùng âm hành những cái kia cỏ đầu tường giống nhau sao? Không có khả năng, thiên gia thế nhưng là đại gia tộc, bọn hắn người, làm sao có thể toàn bộ đều phản bội, loại này xác suất quá nhỏ, làm sao cũng phải có một hai người ra tới phản kháng một chút, coi như sợ chết, không phản kháng, cái kia cũng dù sao cũng phải có người chạy có lẽ cự tuyệt vì hắn tiếp tục làm việc a. Không có, một cái đều không có, những cái kia trên thân có thiên chữ người, tất cả đều nghe thiên mãn, một cái gì nghị đều không có, thậm chí liền kinh ngạc đều không có, chẳng lẽ nói, bọn hắn đã sớm biết rồi. Hay là nói, trước kia những cái kia trung thành tuyệt đối, sớm đã bị sát hại, kỳ thật thiên gia người sớm đã bị đổi quang rồi. Chẳng qua cảm giác cũng rất không có khả năng, thiên mãn đi đâu tìm nhiều người như vậy đổi. Thần Ninh lúc này còn nói thêm, có lẽ, thật trời một đã từng xuống mệnh lệnh, để bọn hắn đều nghe thiên mãn. Thần Ninh lại để cho ta sửng sốt một chút, nếu thật là dạng này, trời một vì sao lại làm như vậy? Tại sao phải đem thiên gia chắp tay nhường cho người? Cho đến bây giờ hắn đều vẫn chưa xuất hiện, đến cùng vì cái gì? Hắn hiện tại lại ở đâu? Hiện tại chúng ta lại quay đầu đến xem những người khác tại thiên gia tình huống, kỳ thật tại thiên mãn cùng huyền âm ba người đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, những người khác liền đã bị triệt để đánh bại, bọn hắn tiến thối lưỡng nan, bị vây chết tại tiền viện cùng hậu viện, còn có rất nhiều người hy sinh, có thể nói là tử thương vô số, 700 người đi vào, tối thiểu đã chết một nửa, có thể thừa hơn 300 đã là nhiều được rồi. Trước nói hậu viện, đội thứ hai người trở ra, bị vây ở hình người pho tượng tạo thành trong mê cung, ba cái người dẫn đầu sau khi đi, có thể nói là rắn mất đầu, nhưng dù sao đều là âm hành tinh anh, mê cung này không bao lâu cũng liền bị bọn hắn cho phá giải. Không gặp địa trung đường bọn hắn, một đám người cũng rất buồn rầu, không biết tiếp xuống nên làm cái gì, về sau kinh thảo luận, vẫn là quyết định trước hết giết đi vào trung đình, mặc kệ ba người đi nơi nào. Đến lúc đó đội thứ nhất Bách Lý Thanh Vân cùng đội thứ ba cửu gia bọn hắn, khẳng định sẽ đi qua tụ hợp. Hạ quyết tâm về sau, những người khác liền lên đường tiến về trung đình, lúc này đột nhiên ngồi tại bên bờ ao một nữ tử nói, uy, uy, thiếu chủ cũng không có nói để các ngươi cũng đi vào. Nữ tử này chính là đem địa trung đường ba người bọn hắn mang ra mê cung Liễu Cầm, thiên gia Chu Tước đường đường chủ. Mọi người hơi kinh ngạc, cái ao này vẫn đang mê cung bên cạnh, nhưng là bọn hắn sau khi ra ngoài. Nhưng không có phát hiện nhiều thêm một vị nữ tử, xem ra đây là cao thủ. Nuôi tiểu quỷ trung chân vội vàng hỏi, ngươi là ai? Về sau nàng nhìn xem Liễu Cầm trang phục, giống như nhớ ra cái gì đó, a, ta nhớ tới, nghe nói thiên gia có bốn cái đường chủ, đều là trong bóng tối là trời một làm việc, cơ bản không lộ diện, chẳng lẽ ngươi là? Liễu Cầm dương mấy lần trong tay nước, sau đó duỗi mấy lần lưng mỏi, không sai, ta chính là Chu Tước đường đường chủ, Liễu Cầm. Địa trung đường bọn hắn đã đi gặp thiếu chủ, mà các ngươi, ngay ở chỗ này ngoan ngoãn chờ lấy, bằng không, chết. Liễu Cầm nói chết cái chữ này thời điểm, hai đầu lông mày nhiều hơn một phần chơi liều, chẳng qua đám người cũng không sợ nàng, trung chân càng là nói, chúng ta nơi này có 300 người, tăng thêm ác quỷ 200, chỉ bằng ngươi một nữ nhân, hừ, dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta. Lúc này mấy nam nhân càng là la hét giết Liễu Cầm, đoạn đường này tiến đến đều không có gặp gỡ đối thủ. Thật vất vả có cái sống, khẳng định phải đem nàng cho làm thịt, bằng không, một điểm niềm vui thú đều không có. Liền tại bọn hắn vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên Liễu Cầm nhếch miệng lên, lộ ra một cái cười xấu xa, nàng tay hướng trong hồ hất lên, sau đó vẩy ra bay ra ngoài một nhóm lớn giọt nước, Liễu Cầm hai ngón bắn ra, vừa rồi kia mấy nam nhân lập tức che lấy cuống họng ngã xuống, trên tay tất cả đều là máu, đoán chừng cuống họng bị xỏ xuyên, vẫn là bị giọt nước xuyên qua. Liễu Cầm một chiêu này, đem tất cả mọi người choáng váng, một đám người hít vào một ngụm khí lạnh về sau, toàn bộ đều lui về phía sau mấy bước, sợ Liễu Cầm lại một lần nữa bắn lên giọt nước, bắn thủng cổ họng của bọn hắn. Chẳng qua một đám người không có lý do sợ một nữ nhân, vốn chính là tiến đánh thiên gia, sợ hãi trả lại cái gì chiến trường, chờ đoàn người tỉnh táo lại về sau, vội vàng đem Liễu Cầm vây lại, nữ nhân này mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn nhiều người,
Sa Luân Chiến cũng có thể đem nàng mệt chết, liền Liễu Cầm trên đỉnh đầu cũng lượn vòng lấy mấy cái ác quỷ, còn có rất nhiều tiểu quỷ bắt lấy chân của nàng cùng leo đến trên vai của nàng. Liễu Cầm đổ tuyệt không hư, đối mặt 300 người thêm 200 con quỷ, y nguyên mặt không đổi sắc, nàng niệm vài câu chú ngữ về sau, những cái kia tiểu quỷ toàn bộ đều bị bắn ra, một chút phù chú tràn ra, đem Liễu Cầm toàn thân bao trùm, nàng bóp một chút lỗ mũi mình, một đầu đâm vào trong ao. Mọi người đem ao nước vây quanh về sau, vội vàng gọi vớt thi dưới người nước, bởi vì ăn người chết trong cơm, liền vớt thi người quen thuộc nhất thủy tính, nếu như có bẫy, bơi lội lại không lợi hại, khẳng định sẽ chết trong nước. Vớt thi người chẳng những không hạ nước, còn lớn tiếng mắng, vớt cọng lông, các ngươi nhìn xem trong ao còn có người không. Quả nhiên, khi mọi người nhìn về phía ao nước thời điểm, không có bất kỳ ai, Liễu Cầm đi đâu rồi. Làm sao tại vạn chúng nhìn chừng chừng chi biến mất, nàng cũng thay đổi thành nước vẫn là làm sao giọt. Trung chân lúc này hô lớn, có khả năng trong hồ có cơ quan. Kinh cái này một nhắc nhở, mọi người mới tỉnh ngộ lại, mặc dù Liễu Cầm biến mất cũng quá nhanh. Cho dù có cơ quan cũng không thể nào làm được, nhưng đây là giải thích duy nhất. Vớt thi người không có cách, chỉ có thể nhảy vào trong ao, bắt đầu tìm kiếm cơ quan, hắn tìm tòi sau một lúc, đột nhiên phát hiện đáy ao dưới có cái nắp giật. Vớt thi người phát hiện cơ quan, vui vẻ không được, vội vàng ra sức kéo động nắp giật, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, đột nhiên có không đếm được tiễn từ dưới đáy nước bay vụt ra tới, vớt thi người tại một giây bên trong bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, cái khác vây xem. Tới gần ao nước, cũng phần lớn bị bắn chết, mạng lớn, cũng bồi lên mắt. Ai, các vị xả điểu, ta ở chỗ này đây. Tìm cái gì, Liễu Cầm lúc này ngồi tại mê cung phía trên, một mặt nhàn nhã gặm chỉ quả, mà âm hành đám người kia, thì hoảng sợ nhìn qua nàng, đây chính là rắn mất đầu chỗ xấu, vừa gặp phải tình huống như thế nào, liền hoảng phải không được, còn không biết làm sao bây giờ. Trung chân có chút không hiểu, ngươi là thế nào ra tới? Vừa mới không phải dưới đáy nước sao? Liễu Cầm nhẹ gật đầu, đúng vậy a, không tin ngươi nhìn đáy nước. Đáy nước tiến bắn xong, có mấy cái gan lớn đưa cổ hướng ao nước dưới đáy nhìn, phát hiện Liễu Cầm thật dưới đáy nước phía dưới, chẳng qua nhìn qua, có điểm giống người bóng ngược, không quá giống chân nhân, nhưng Liễu Cầm hiện tại ngồi tại mê cung phía trên, trong ao làm sao lại có bóng ngược, mà lại ao nước dưới đáy Liễu Cầm đang cùng mấy người kia vẫy tay chào hỏi, mà mê cung phía trên ngồi Liễu Cầm thì đang ăn chỉ quả. Đột nhiên, ao nước dưới đáy Liễu Cầm vươn vài đôi tay, đem mấy cái kia gan lớn nhìn ao nước người kéo vào ao nước dưới đáy, bọn hắn dưới đáy nước bổ nhào xuống đằng mấy cái sau liền phiêu tới, nhưng chỉ còn lại một tấm da người, mà ao nước nước cũng đã bị nhuộm thành huyết hồng sắc, vẩn đục đã sớm không nhìn thấy đáy. Trung chân đem da người vớt lên, còn tưởng rằng là thi thể, nhưng lập tức liền dọa đến văng ra ngoài, lúc này Liễu Cầm ôm bụng cười ha ha, trong mồm còn ngậm lấy chỉ quả. Trung chân run lập cập. Ngươi, đến cùng dùng chính là cái gì âm thuật, lại như thế tà môn. Liễu Cầm trả lời nói, nàng là thiên gia người, tự nhiên dùng chính là thiên gia âm dương thuật. Mọi người lúc này có chút hoảng, thiên gia âm dương thuật lại lợi hại như thế, một cái đường chủ liền ngăn trở vài trăm người, thế này còn đánh thế nào? Chúng ta trốn a? Không thể trốn, nếu như làm đào binh, truyền đi sẽ bị người chê cười. Nhưng chúng ta bây giờ không có phần thắng. Bốn người của đại gia tộc lại không biết đi đâu rồi. Mặc kệ, mệnh so mặt mũi trọng yếu, lại nói, chúng ta ra ngoài tìm cửu thúc, cũng so lưu tại nơi này mạnh. Đúng, nữ nhân này âm dương thuật rất tà môn, chúng ta không có một người phá giải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám người nghị luận ầm ĩ xong, bắt đầu đồng loạt đi cửa sau trốn, nhưng Liễu Cầm không buông tha, giống như căn bản liền không muốn cho bọn hắn rời đi. Liễu Cầm đem chỉ quả quăng ra, phủi tay nói đi. Làm thiên gia là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nghĩ hay lắm, vốn còn nghĩ cùng các ngươi chơi đùa, được rồi, vẫn là trước tiên đem các ngươi chế phục. Liễu Cầm vỗ vỗ tay, đột nhiên những hình người kia pho tượng liền bạo liệt ra, từ bên trong sông ra rất nhiều người xuyên khôi giáp người, những người này trên thân tất cả đều là phù chú, mắt tinh hồng, mặt trắng như xương, bờ môi như giấy trắng, bọn hắn cầm đại đao cùng nhọn thương liền cùng âm hành người xoay đánh lên. Những cái này cũng không biết là người hay quỷ, bọn hắn thân thủ rất tốt, liền đao thương đều là nặng mười mấy cân, mà lại âm dương thuật đối bọn hắn thế mà không có người nào, 300 người rất nhanh đã bị đánh liên tục bại lui, cũng không dám lại trốn, toàn bộ co lại với nhau, sau đó sợ hãi phòng ngự. Đám kia người xuyên khôi giáp người cũng kỳ quái, âm hành người không chạy về sau, bọn hắn cũng không tiến công,
liền giữ cửa ra vào, đi ra liền giết, còn có một bên khác cũng vây quanh, trong triều đình bên kia đi cũng phải chết. Đúng rồi, liền ở chỗ này chờ, chờ đợi thiếu chủ xử lý, ai động ai chết. Liễu Cầm nói, lúc này Trung Trân có chút không cam tâm, nàng cùng một đám nuôi quỷ sư bắt đầu khống chế tiểu quỷ tập kích những cái kia khôi giáp người, có thể để các nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, khôi giáp trên thân người phù chú phát ra một trận kim quang, đem tiểu quỷ đều bắn ra ngoài, nặng tan thành mây khói, nhẹ cũng là lùi về chủ nhân nơi đó đi, run lẩy bẩy. Liễu Cầm hừ lạnh một tiếng, mang tiểu quỷ tới tiến đánh thiên gia chuyện này, là ai kêu? Trung Trân nuốt một ngụm nước bọt trả lời, vâng, địa trung đường kêu. Thật sự là xuẩn tài, chẳng lẽ âm hành lưu hành ngữ không biết sao? Ăn người chết, ai mẹ nó sợ quỷ, thật sự là xuẩn tới cực điểm. Liễu Cầm mắng. Đúng a, ăn người chết cơm, ai còn sợ quỷ, địa trung đường kẻ ngu này, còn mang tiểu quỷ tới làm gì? Một chút tác dụng không có, hành động lần này thất bại nhất một chỗ, chính là chọn địa trung đường làm đại ca, một điểm mưu lược đều không có, còn bỏ xuống một đội người ở đây, quả thực ngốc đến mức bạo. Tiểu quỷ vô dụng, đánh lại không phải là đối thủ, tăng thêm rắn mất đầu, vài trăm người chết thì chết, thương thì thương, còn lại thì núp ở một đống, không dám lên, cũng không dám chạy, giống như bị sói vây quanh bầy cừu đồng dạng, run lẩy bẩy. Liễu Cầm thì một mực đang canh chừng bọn hắn, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh đồng dạng, không có chút nào sốt ruột, những người này trong mắt của nàng, thật giống như dê đợi làm thịt đồng dạng, ta nhìn thấy bây giờ mới hiểu được, thiên gia vì sao có thể vấn đỉnh âm hành mấy trăm năm. Liền một cái đường chủ liền đem vài trăm người giải quyết, thực lực này thật không phải thổi, thiên mãn sở dĩ cuồng vọng, xem ra cũng là có tư cách nhất định. Bốn cái đường chủ, vậy còn dư lại ba cái đi nơi nào đâu? Lần này để chúng ta đưa ánh mắt phóng tới cửu thúc cùng Bách Lý Thanh Vân bên này, cũng chính là tiền viện. Cửu thúc đội thứ ba nhân mã rời đi mộc lều về sau, rất nhanh liền đi vào thiên gia cửa trước, lúc này cửa là đang đóng, mà thiên gia cái cửa này, nặng nề vô cùng. Liền cái kia khóa đều có nặng mấy chục cân, muốn cưỡng ép mở ra xông vào, thật không đơn giản. Lúc này cửu thúc bên người dâu quai nón cũng có chút buồn bực, hắn nói cái này khóa vẫn là thuần ngân chế tạo, phải đánh thế nào mở. Dùng đao chặt cũng vô dụng thôi. Cửu thúc hít một hơi thuốc lá sợi, nói dâu quai nón chính là cái khở oa tử, cái này khóa nếu quả thật muốn so sánh tới cứng, mặc kệ ngươi dùng cái gì, ít nhất đều muốn nửa giờ, chúng ta ăn người chết cơm, phải hiểu dùng xảo kình. Sẽ chỉ dùng rất đầu óc, làm sao chết cũng không biết, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy cương thi, cũng cùng hắn cứng rắn lẫn nhau gặm sao? Dâu quai nón vẫn có chút kính sợ cửu thúc, liền vội vàng gật đầu cúi người nói dậy rất đúng. Lúc này cửu thúc lại đối bên cạnh hắn một người khác nói, cường tử, ngươi mở ra. Cái này cường tử trầm mặc ít nói, dáng dấp không cao, người rất gầy, mặt không biểu tình, người có chút lạnh băng băng, canh sáng vừa có chút giống, chẳng qua một loại người này. Thực lực cũng sẽ không kém, càng là thích trang, càng không có gì bản lĩnh thật sự. Cường tử nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, ta vốn cho là hắn sẽ lấy ra một chút cái gì công cụ ra tới cậy khóa, nhưng làm ta không nghĩ tới chính là, hắn thế mà duỗi ra mình thon dài hai ngón, sau đó trực tiếp cắm vào ổ khóa bên trong. Cái này khóa rất lớn, lỗ khóa là hoàn toàn có thể cho phép hạ hai ngón tay đầu, nhưng là khóa tâm khẳng định cũng rất lớn rất cứng, vẫn là ngân tạo. Liền người hai đầu ngón tay, có thể làm cái gì? Cường tử ngón tay luồn vào về phía sau, đột nhiên uốn éo, trên mặt hắn biểu lộ thậm chí cũng không hề biến hóa, hoàn toàn nhìn không ra tại dùng lực, nhưng lúc này soạt một tiếng, khóa mở, cũng rơi trên mặt đất phát ra oanh một tiếng. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía cường tử, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, hai ngón tay vặn gãy khóa bạc tâm, cái này thực lực gì, tất cả mọi người hẳn là rõ ràng, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Không hổ là có thể đứng ở âm hành đỉnh người. Đều đừng lo lắng, đẩy cửa đi vào, cửu thúc hô. Lúc này mọi người mới từ chấn kinh cùng sùng bái bên trong tỉnh lại, mấy chục người vội vàng xẹt tới, sau đó hợp lực đem đại môn cho đẩy ra. Dâu quai nón khinh miệt cười nói, cái này thiên gia có thể xưng âm hành số 1, nhưng chúng ta còn không phải muốn vào liền vào. Cửu thúc lúc này dùng khói thương gõ gõ đầu của hắn, gọi hắn không cho phép chủ quan, biết đội thứ nhất làm sao lật thuyền sao. Cẩn thận chạy được vãn năm thuyền, tiến cửa liền vui thành dạng này, chờ xuống chết cũng không biết chết như thế nào, thiên gia làm long đầu đại ca nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Gừng càng già càng cay, cửu thúc nói lời, câu câu đều có lý, mặc dù ta cùng hắn có vài câu phân cao thấp lời nói, nhưng không thể không bội phục cái này tiểu lão đầu trí tuệ cùng cẩn thận tâm,
nếu như ngay từ đầu để hắn làm lĩnh đội, mà không phải địa trung đường, kết cục sẽ không sẽ khác nhau đâu. Cửu thúc bọn hắn vào cửa về sau, rất nhanh liền đi vào tiền viện, mà lúc này Bách Lý Thanh Vân bọn hắn đã thương vong thảm trọng, bị huyết anh cùng quỷ cây gảy mài đến đủ thảm, còn có mình mang tới cương thi, hiện tại đã cùng mình bấm, những cái kia chúng hoa ảo giác người, càng là đã đem mình mặt bắt nát, 200 người đội ngũ, bình thường còn sống đã không cao hơn 50 người. Cửu thúc, Bách Lý Thanh Vân nhìn thấy viện binh về sau, cao hứng kêu lên, sau đó mang người sống chậm rãi hướng cửu thúc dựa sát vào. Cửu thúc phun ra một cái vòng khói, biểu lộ một điểm gợn sóng đều không có, giống như cũng không có đem những đồ chơi này để vào mắt. Chờ Bách Lý Thanh Vân cùng cửu thúc tụ hợp về sau, cửu thúc tại tẩu hút thuốc bên trong móc ra một điểm làn khói, sau đó bắn ra, thuốc lá tia đạn đến tiêu tốn mặt, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, làn khói phát ra hỏa tinh tử, không bao lâu, những cái kia có thể khiến người ta sinh ra ảo giác hoa, toàn bộ đốt thành tro. Đem những thi thể này đầu đều cho ta chặt đi xuống. Cửu thúc đột nhiên ra lệnh. Cản thi nhân có chút không vui lòng, những thi thể này đều là gia sản của mình, vì lần này đại chiến, hắn vô tư kính dâng, đem thi thể lấy ra làm chiến lực, liền vì có thể làm nhiều cống hiến, lập xuống chiến công, nhưng cửu thúc vừa đến, không đi giải quyết huyết anh cùng quỷ cây, ngược lại giết thi thể của hắn, cái này khiến hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cản thi nhân vội vàng ngăn cản nói, cửu thúc, không thể, đây đều là ta toàn bộ thân gia, không thể giết. Mà lại thi thể này cũng coi là chiến hữu của chúng ta. Cửu thúc đột nhiên trơ mắt nhìn chằm chằm hắn, cản thi nhân bị cửu thúc chằm chằm đến khắp cả người phát lạnh, run rẩy một chút, người dọa đến lui lại mấy bước, giống như người đều nghĩ nhanh chân chạy. Cửu thúc hỏi, những thi thể này, người còn có thể khống chế sao? Cản thi nhân lắc đầu, cái kia ngồi tại đu dây bên trên mã gia tiểu hài khống thi thực lực ở trên hắn, thi thể đã sớm không nhận hắn khống chế. Cửu thúc nói, cái này đúng. Hiện tại những thi thể này, là người khác chiến hữu, chúng ta phải mau chóng xử lý bọn hắn, các ngươi nhìn xuống đất bên trên thương binh. Cửu thúc chỉ trên mặt đất bị thi thể cắn thành người, những người này nếu như trễ xử lý, thì độc công tâm ngay lập tức sẽ tử vong, sau khi chết thi thể sẽ còn biến dị, đến lúc đó thì biến thi thể càng ngày càng nhiều, cái kia mã gia tiểu hài thủ hạ liền càng nhiều, sau đó cửu thúc mang tới người cũng phải trúng chiêu, cho nên hiện tại việc cấp bách, chính là trước tiên đem những thi thể này cho xử lý. Thế nhưng là, cản thi nhân còn muốn nói gì đó, đột nhiên cửu thúc lại nhìn hắn chằm chằm không ngừng phun vòng khói thuốc, dọa đến hắn rụt rụt đầu, không dám nói nữa. Sơ quay nón, ngươi giải quyết những thi thể này, cửu thúc phân phó nói, sau khi nói xong, móc ra một cái cỡ nhỏ đào mộc kiếm cho hắn, chủy thủ lớn nhỏ, còn gọi dâu quay nón hoặc là đâm tâm, hoặc là đâm cuống họng, như vậy những thi thể này lại không còn đứng lên. Sơ quay nón tiếp nhận đào mộc kiếm, nói một tiếng có ngay. Sau đó mang mấy chục người hướng thi thể nhào tới, không bao lâu, những thi thể này liền bị giết đến lung tung lộn xộn. Dâu quai nón thân thủ rất tốt, giết những thi thể này, liền cùng làm thịt gà đồng dạng, một kiếm một cái. Kia huyết anh cùng quỷ cây làm sao bây giờ? Bách Lý Thanh Vân hỏi. Huyết anh sợ tối cẩu huyết, về phần quỷ cây nha. Cửu thúc lại hút ra một hơi thuốc lá sợi, về phần quỷ cây, phải đâm nó cây, chẳng qua quỷ cây tà mị, cây đều ẩn nấp, không tốt đâm. Lúc này cửu thúc hướng Ngụy Thư Đình phất phất tay, ra hiệu nàng tới, giống như có việc nói với nàng. Ngụy Thư Đình có chút kỳ quái, nàng cùng cửu thúc hẳn là không thế nào quen, cho nên căn bản không rõ cửu thúc muốn làm gì. Ngươi gọi ta, Ngụy Thư Đình chỉ mình nghi ngờ hỏi. Cửu thúc nhẹ gật đầu, nói chính là ngươi, tiểu cô nương, nhanh. Ngụy Thư Đình nhếch miệng, không biết cửu thúc trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến cửu thúc bên người. Cửu thúc đối bên người Ngụy Thư Đình hỏi, người có phải hay không sẽ đâm người giấy âm sống? Ngụy Thư Đình nhẹ gật đầu, cửu thúc còn nói thêm, muốn trừ cái này quỷ cây, nhất định phải đem nó trừ tận gốc rơi, chỉ là quỷ cây tà mị, khẳng định đem cây ẩn nấp, nếu như là lúc bình thường, ta coi như đào sâu ba thước, ta cũng phải đem nó cây đào ra tới, chỉ là hiện tại lúc khẩn cấp đợi, không có công phu kia, người đâm một con sẽ đào động vật, sau đó chui vào đem rễ cây cho đốt, được chứ? Ngụy Thư Đình bộ dạng này, rất rõ ràng là đến đánh xì dầu, chẳng qua cửu thúc mở miệng, nàng cũng sẽ không trì hoãn, chỉ là tiểu hoa có chút không tin, nói quỷ cây chém đứt là được, còn muốn truy vấn như vậy phiền phức, nàng liền không tin, chặt xong còn có thể mọc ra đến không thành. Sau khi nói xong, tiểu hoa đoạt lại một cái lưỡi búa lớn, đối quỷ cây chính là dừng lại chém mạnh, thật không nghĩ đến, rìu chém vào quỷ thân cây bên trên, phát ra âm vang thanh âm, không có mấy cái,
dìu ngược lại đoạn mất, quỷ cây mặc dù chảy ra một chút tinh hồng sắc mủ dịch, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng gì. Tiểu hoa cái này tin tưởng, đem dìu quăng ra mắng câu, thật đúng là tà môn, liền dìu đều chém không đứt, cây này thật thành tinh. Ngay tại tiểu hoa đốn cây khoảng thời gian này, Ngụy Thư Đình đã đóng tốt một đống tê tê, nàng đem giọt máu đang thắt người giấy phía trên về sau, những cái kia tê tê lập tức liền sống, trên mặt đất nhảy nhót tưng bừng, Ngụy Thư Đình niệm một đoạn chú về sau, những cái kia tê tê trong mồm ngậm cửu thúc cho hoàng phù bắt đầu không ngừng đào đất, không đầy một lát liền chui tiến dưới nền đất. Mấy phút đồng hồ sau, tê tê phát ra nhỏ xíu tiếng kêu, mà tất cả quỷ cây đều đang múa may, giống như muốn chạy trốn đồng dạng. Ngụy Thư Đình lúc này đột nhiên vươn hai ngón tay, tại bên môi niệm một đoạn chú ngữ về sau, chống không cái tay kia đột nhiên gấp bóp hai ngón tay, lúc này nghe thấy phốc một tiếng, mặt đất phát ra lúc thì đỏ ánh sáng, những cái kia cây giống như lửa cháy đồng dạng, đang liều mạng cuồng vũ, không đầy một lát, tất cả quỷ cây đều chỗ này, lá cây nhao nhao rơi xuống, giống như sắp chết lão nhân. Cửu thúc đối Ngụy Thư Đình dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, sau đó phất phất tay, ra hiệu hiện tại có thể đốn cây. Người phía sau tại cửu thúc chỉ huy dưới, rất nhanh liền đem quỷ cây từng cái bổ xuống, kỳ quái là, những cái này quỷ cây vừa ngã xuống, liền toàn bộ biến thành tro, rễ cây dưới đáy đen như mực, có vẻ như bị đốt. Quỷ cây giải quyết về sau, thi thể cũng đã bị dâu quai nón toàn bộ giải quyết, cường tử cũng đem máu chó đen từng cái dội tại huyết anh trên thân. Những cái kia huyết anh gặp được máu chó đen về sau, liền cùng nước hầu tử lên bờ đồng dạng, toàn thân bất lực sụi lơ trên mặt đất. Bị âm hành người dùng đao thương đâm chết, trên mặt đất tất cả đều là máu, huyết anh cơ bản một tên cũng không để lại, có chút đầu đều bị chém đứt, nhìn xem có chút tàn nhẫn. Cửu thúc nở nụ cười, phun ra một điếu thuốc vòng, hiện tại toàn bộ vấn đề đã giải quyết, cường tử, người đi đem tiểu nữ hài kia cho ta bắt tới. Cường tử nhẹ gật đầu, nói là, sau đó cũng nhanh bước phóng tới ngồi tại đu dây bên trên mã ra tiểu nữ hài. Cô bé kia vội vàng từ đu dây bên trên nhảy xuống tới. Sau đó trong triều đình bỏ chạy, nhưng bất đắc dĩ không chạy nổi cường tử, đánh cũng đánh không lại, bị níu lấy lỗ tai bắt trở về. Thả ta ra, xú lão đầu, ta thế nhưng là mã gia người, người dám đụng đến ta. Tiểu nữ hài dương nanh múa vuốt mắng, chỉ là bị người nắm chặt lỗ tai, không phải náo lên càng hung. Dâu quai nón không vừa mắt, nói quản ngươi con cái nhà ai, đây chính là âm hành chiến tranh, không là tiểu hài tử sân chơi, coi là đến đùa giỡn sao. Thua liền phải chết, nói xong giơ đao lên liền hướng tiểu nữ hài trên đầu bổ tới. Cô bé này không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như vậy, thấy đao hướng đầu đập tới đến, dọa đến rụt rụt đầu, cả người đều được, đứng nơi đó không nhúc nhích, giống như đã dọa sợ. Lúc này cửu thúc nâng lên tẩu hút thuốc, ngăn trở dâu quai nón đao, sau đó nói, đứa nhỏ này còn hữu dụng, không thể giết, giữ lại chờ xuống làm con tin, lại nói, người một đại nam nhân. Giết một cái tiểu nữ hài, nói ra chúng ta gánh không nổi cái này người. Vâng vâng vâng, dâu quai nón vội vàng cúi đầu nói, sau đó thu hồi đao. Mã gia tiểu nữ hài dọa đến mặt không có chút máu, chân đều đang run rẩy. Cô bé này nhiều nhất 7 tuổi, lá gan đoán chừng còn không có một bông hoa gạo sống lớn, có thể chống đỡ không khóc đã tính không tầm thường á. Đúng vào lúc này, đột nhiên mấy đạo mị ảnh xẹt qua, tiểu nữ hài thế mà ở trước mặt mọi người biến mất. Cường tử phản ứng nhanh nhất, lập tức liền hô, cẩn thận, có cao nhân. Mọi người nghe xong, tất cả đều cảnh giác, lúc này tiểu nữ hài lại ngồi trở lại đến đu dây bên trên, chỉ là đu dây thượng hạng thêm một người, toàn thân áo trắng tóc dài mỹ nữ, ống tay áo của nàng bên trên thêu một con màu trắng đại lão hổ, ngực bên phải còn có một cái chữ thiên. Đu dây trái phải phân biệt đứng hai tên nam tử, một cái quần áo là màu đất, còn thêu một con rùa đen, một cái khác mặc quần áo màu xanh. Phía sau có một đầu xoay quanh giao long. Một đám đại nam nhân, khi dễ một cái tiểu nữ hài, không thích hợp a. Nữ tử áo trắng kia nói. Cửu thúc cười lạnh một tiếng, thiên gia bạch hổ đường đường chủ, bạch vũ hồng, thanh long đường đường chủ, thanh phong, huyền vũ đường đường chủ, xoáy ngọc. Nha, lão đầu tử còn nhận biết chúng ta a. Thanh phong nói, trên mặt cũng là một trận lạnh ý. Cửu thúc nói, đương nhiên nhận biết, thiên gia tứ đại đường chủ là trụ cột. Đều trong bóng tối vì thiên gia làm việc, đã sớm đoán trước các ngươi sẽ ra ngoài, hôm nay xem như kiến thức. Soái Ngọc vỗ vỗ tay nói không hổ là cửu thúc, trách không được thiếu đương gia đem thiên gia tất cả mọi người lưu lại bắt ngươi. Tiếng vỗ tay rơi xuống về sau, đột nhiên từ bốn phương tám hướng xông rất nhiều người, không sai biệt lắm cũng có 200-300, những người này trên thân đều có khắc to to nhỏ nhỏ chữ thiên,
hẳn là thiên ra tất cả chiến lực, đoán chừng lần này là nghĩ Minh Đao Minh Thương làm một cuộc, không giống trước đó như thế, chỉ bố bẫy dập cùng lợi dụng âm thuật, có lẽ biết cửu thúc ở đây, những cái này đều vô dụng. Cửu thúc gõ gõ tẩu hút thuốc, nói còn chờ cái gì, thắng liền có thể đi vào lấy trời một chó mệnh, thua, chúng ta trên hoàng tuyển lộ thấy. Cửu thúc sau khi nói xong, giống to một câu, cho ta, giết. Cửu thúc hò hét dưới, lập tức hai đám nhân mã liền chém giết đang nhìn cùng một chỗ, đao thương côn bổng, âm thuật dương thuật bí thuật, trong màn hình bên cạnh huyết nhục văng tung tóe, nhìn thấy mà giật mình, ta đoán chừng cổ đại đánh trận cứ như vậy, kinh khủng nhất chính là, chân cụt tay đứt trong hình bay khắp nơi, một hồi một cái đầu người bay tới, mắt còn chừng mắt màn hình, một hồi một đầu ngón tay lại bay tới, nhìn xem cực kỳ buồn nôn, nhưng chúng ta vẫn là mục không chuyển trừ chừng mắt nhìn. Thật giống như tại xem phim kinh dị đồng dạng, chẳng qua đây là cực kỳ tàn nhẫn hiện thực. Hai đám người chém giết cùng một chỗ về sau, cửu thúc cùng dâu quai nón bọn hắn lại thờ ơ, mắt gắt gao chừng mắt đu dây bên kia, bắt giặc trước bắt vua, đạo lý này đoán chừng tất cả mọi người hiểu, ba cái đường chủ cũng giống vậy, mắt một khắc đều không hề rời đi qua cửu thúc. Cửu thúc chỉ vào ba cái đường chủ nói, cường tử, dâu quai nón, các ngươi giải quyết kia hai nam nhân, Bách Lý Thanh Vân, kia nữ giao cho ngươi. Ba người nghe cửu thúc mệnh lệnh về sau, không có bất kỳ cái gì dị nghị, đối ba cái đường chủ liền nhào tới, ba cái đường chủ cũng không cam chịu yếu thế, sáu người rất nhanh liền xoay đánh lại với nhau, chẳng qua bọn hắn giống như thế lực ngang nhau, đánh chừng 10 phút đồng hồ đều là khó phân thắng bại, chẳng qua cường tử đổ chiếm một chút thượng phong, nhưng cũng không có bao lớn ưu thế, muốn thắng vẫn có chút khó khăn. Cái này nhưng làm cửu thúc sầu chết, dạng này đánh xuống, phải đánh tới khi nào? Hắn cau mày hít một hơi thuốc lá, giống như đang nghĩ biện pháp. Kỳ thật ngày đó tại nửa đêm trà lâu họp người, trừ cửu thúc ba cái, còn có mấy người, chẳng qua những người kia toàn bộ hành trình đánh xì dầu, không có chút nào tồn tại cảm, thậm chí ngay cả lời cũng không thấy bọn hắn nói một chút, nếu như không tận lực nhấc lên, ta đoán chừng đều quên. Cửu thúc xem ra bọn hắn liếc mắt, cũng là một mặt bất đắc dĩ, những cái này đại lão trong lòng suy nghĩ gì, đoán chừng hắn so ta rõ ràng, thời khắc mấu chốt. Không nhất định có thể phát huy được tác dụng, còn lại, chỉ có Tiểu Hoa cùng Ngụy Thư Đình hai nữ. Cửu thúc vẫy vẫy tay ra hiệu các nàng tới, Ngụy Thư Đình đổ không quan trọng, nhưng Tiểu Hoa rất thích đánh nhau, vừa rồi quỷ cây chỉnh nàng buồn bực chết, hiện tại chính giết đến hưng khởi, đâu chịu bỏ qua, chẳng qua cửu thúc cũng là có thể trị nàng. Cửu thúc đối Tiểu Hoa phun một hơi bạch yên, lúc này ta đột nhiên trông thấy cửu thúc miệng biến thành hồ ly mỏ nhọn, kia khói phun lại xa lại dài, nhìn xem có chút quỷ dị. Chờ khói phun xong, cửu thúc miệng mới khôi phục bình thường. Ta có chút kỳ quái, hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ cửu thúc là một con hồ ly? Thần Ninh nói dĩ nhiên không phải, nếu như cửu thúc là hồ ly, tại âm hành sớm đã bị người cho chặt, người cho rằng âm hành là địa phương nào? Phạm Yêu không phải cửu thúc, là hắn chi kia tẩu hút thuốc, cửu thúc là âm thương, hắn chi kia tẩu hút thuốc có chút thành tựu không lạ kỳ. Ta vội vàng gọi thần Ninh cùng ta nói một chút. Cửu thúc cái này tẩu hút thuốc có manh mối gì? Thần Ninh nói cái này tẩu hút thuốc cố sự hắn nghe qua, nhưng có phải là thật hay không, hắn liền không dám hứa chắc, hỏi ta có phải là muốn nghe. Ta nói đương nhiên nghe, đừng lằng nhà lằng nhằng, tranh thủ thời gian cho ta êm tai nói. Thần Ninh nói, cái này tẩu hút thuốc nghe nói là thanh triều những năm cuối, khi đó có một cái gọi là Lỗ Sơn Phú Nhị Đại, hắn rất không may say mê thuốc phiện, mà lại nghiện thuốc phi thường lớn, về sau đem trong nhà tiền đều bại quang. Còn đem trong nhà thứ đáng giá toàn trộm ra đi bán thành tiền rơi, cha mẹ của hắn cũng bị hắn cho tươi sống tức chết. Sau khi cha mẹ mất, Lỗ gia đã không có tiền, thậm chí liền an táng phí đều không có, Lỗ Sơn đành phải đem phòng ở bán, lúc đầu tiền là dùng để an táng phụ mẫu, nhưng Lỗ Sơn nghiện thuốc một phát tác, lại đem tiền cầm đi hút thuốc phiện, thẳng đến người không có đồng nào mới nhớ tới chết đi phụ mẫu. Cái này lúc sau đã qua một tháng, phụ mẫu thi thể đều đã bốc mùi. Không có tiền Lỗ Sơn đành phải dùng chiếu đem phụ mẫu bao lấy đến, sau đó tại mộ tổ bên cạnh đào hố cho chôn. Về sau Lỗ Sơn chẳng những một phân tiền đều không có, còn liền chỗ đặt chân đều mất đi, chỉ có thể ngồi xổm ở một chút phá trong ngõ nhỏ, dù sao lấy trước là Phú Nhị Đại, lại không bỏ xuống được mặt mũi đi ăn xin, chỉ có thể nằm trên mặt đất đói bụng. Đói hai ngày sau, Lỗ Sơn thực sự là nhịn không được, trên người hắn trừ quần áo, liền thừa một điếu thuốc thương. Cái này tẩu hút thuốc hắn là bất ly thân, trước kia khẽ hấp liền có thể hút vào cả ngày, nhưng lần này không có cách nào, tẩu hút thuốc còn có thể một tháng tiền cơm, bằng không, phải chết đói.
nhưng lại tại Lỗ Sơn đi ngang qua bên đường thời điểm, đột nhiên ống quần giống như bị cái gì cắn, hắn cúi đầu xem xét, là một con màu trắng hổ ly đem miệng duỗi ra chiếc lồng bên ngoài, dùng sức cắn hắn ống quần, giống như tại hướng hắn cầu cứu, mà lại kia nũng nịu trong mắt còn tại chảy nước mắt. Lỗ Sơn thở dài nói, hồ ly a hồ ly, nếu như đổi lại trước kia, ta cứu ngươi đều không mang chớp mắt, nhưng bây giờ ta tự thân khó đảm bảo, còn thế nào cứu ngươi? Ta liền ăn cơm tiền đều không có. Con kia màu trắng hồ ly giống như có thể nghe hiểu tiếng người giống như, miệng chậm rãi buông ra, chỉ là y nguyên nước mắt cộc cộc nhìn xem Lỗ Sơn, bộ dáng cực kỳ đáng thương. Lỗ Sơn đi vài chục bước về sau, đột nhiên liền động lòng trắc ẩn, nghĩ thầm theo cứ theo đà này, mình đoán chừng cũng là kéo dài hơi tàn phế vật, cái này bán tẩu hút thuốc tiền, khẳng định cũng là cầm đi hút thuốc phiện, dù sao cuối cùng đều là chết, còn không bằng làm cuối cùng một chuyện tốt. Lỗ Sơn do dự thật lâu, vẫn là đem tẩu hút thuốc bán, sau đó đem tiền mua xuống cái này bạch hồ ly, tiếp lấy hắn liền đưa đến dã ngoại phóng sinh. Lỗ Sơn đói bụng trở lại phá ngõ nhỏ về sau, người đã không sai biệt lắm choáng đống đống, nằm trên mặt đất một chút khí lực cũng không có, thật vất vả kề đến buổi sáng, nhưng cũng không có sống sót động lực, dù sao không có tiền ăn cơm, tỉnh cũng là chịu đói, còn không bằng chết sớm sớm siêu sinh, dù sao Lỗ Sơn là phú nhị đại, căn bản không chịu khổ nổi đầu. Nhưng khi hắn tỉnh lại thời điểm, bên cạnh thế mà nhiều một túi tiền, còn có mình làm rơi tẩu hút thuốc, cái này nhưng làm Lỗ Sơn vui xấu, còn tưởng rằng thần tiên cứu, vội vàng ba bái chín khấu cảm tạ Bồ Tát. Lỗ Sơn cầm tiền ăn uống no đủ về sau, lại sẽ tiền còn lại cầm đi hút thuốc phiện, ban đêm vẫn là trở lại nghèo ngõ nhỏ ngủ, chẳng qua làm hắn kinh ngạc chính là, sáng ngày thứ hai lại có một túi tiền, dạng này thời gian nhiều lần vài ngày sau, Lỗ Sơn lên lòng hiếu kỳ, thứ hai muộn hắn một mực vờ ngủ, nhìn xem đến cùng là ai cho hắn tặng tiền. Về sau Lỗ Sơn phát hiện, cho hắn đưa tiền thế mà là mình cứu con kia bạch hồ ly. Cái này bạch hồ ly nhìn thấy Lỗ Sơn phát hiện về sau, cũng không sợ, còn huyên thuyên cùng Lỗ Sơn trao đổi, mặc dù Lỗ Sơn nghe không hiểu, về sau Lỗ Sơn đi theo bạch hồ ly đi thẳng, mới biết được nguyên lai nó là muốn mang Lỗ Sơn đến một ngôi nhà trước. Nhà này phòng ở rất phá, nhưng che gió che mưa vẫn là không có vấn đề, bên trong hoang phế thật lâu, căn bản liền không người ở, mà càng thêm để Lỗ Sơn vui mừng chính là, viện tử chôn một cái dương lớn, mà trong dương thì đặt vào một túi lại một túi tiền, toàn bộ phình lên, chính là trước đó Lỗ Sơn dùng những cái kia. Lần này nhưng làm Lỗ Sơn vui xấu, có phòng ở ở, lại có tiền, rất nhanh Lỗ Sơn lại qua về lúc đầu sinh hoạt, cả ngày hút thuốc phiện, liền con kia hồ ly cũng nhiễm lên, cũng cùng theo rút, mà Lỗ Sơn nghiện thuốc thì đến trước nay chưa từng có lớn, một hồi không rút liền toàn thân khó chịu. Thuốc phiện nhưng so sánh hấp huyết quỷ lợi hại, người cho dù có núi vàng núi bạc cũng gánh không được, kia một cái dương tiền rất nhanh liền xài hết, một người một hồ lại sầu muộn, chẳng qua cái này bạch hồ ly qua vài ngày nữa về sau, lại mang tiền trở về, mà lại cách mấy ngày giống như đây, Lỗ Sơn còn tưởng rằng bạch hồ ly là sống tài thần, căn bản liền không nghĩ khác, không hỏi một tiếng lại lấy tiền đi hút thuốc phiện, cũng không từng nghĩ, lần này hắn đem bạch hồ ly cho hút chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có một ngày ban đêm, đột nhiên có một vị đạo trưởng tìm tới, hắn đá văng ra cửa trông thấy Lỗ Sơn về sau, nhướng mày, sau đó tức miệng mắng to, trách không được cái này yêu hồ khắp nơi tổn hại người tiền tài, nguyên lai nuôi cái người nghiện thuốc, quả thực tội không thể tha, chịu chết đi. Người đạo trưởng này rất lợi hại, bạch hồ ly hoàn toàn không phải là đối thủ, rất nhanh liền bị sống sờ sờ đánh chết, Lỗ Sơn dọa đến trốn ở dưới giường không dám ra đến, chờ đạo trưởng rời đi về sau, hắn mới nơm nớp lo sợ từ dưới giường bò ra tới. Nhìn thấy chết thảm bạch hồ ly, Lỗ Sơn cực kỳ bi thương, ôm thật chặt khóc ròng ròng, lúc này bạch hồ ly từ miệng bên trong phun ra cuối cùng một bạc đến Lỗ Sơn trên tay, mới vui mừng cúi thấp đầu xuống. Lỗ Sơn lúc này giống như ý thức được cái gì, hắn cuối cùng đã rõ là mình hại chết bạch hồ ly, cực kỳ bi thương về sau, cầm điếu thuốc thương hung hăng gõ ba cái đầu của mình, thẳng đến máu tươi đem mặt mình đều nhuộm đỏ. Sau đó phát thệ nếu như kiếp này lại hút thuốc phiện, trời đánh ngũ lôi. Cuối cùng, Lỗ Sơn cầm cái này một bạc mua bộ quan tài đem bạch hồ ly hậu táng, vật bồi táng chính là cái này một điếu thuốc thương, còn cho bạch hồ ly lập mộ bia. Về sau Lỗ Sơn quả nhiên giới nghiện thuốc, đến dân quốc thời kỳ thời điểm, hắn còn đi làm binh, cố sự này, chính là tại quân đội lưu truyền tới, rất nhiều lão nhân đều biết, mà hắn con kia tẩu hút thuốc, về sau cũng bị người đào lên. Có một đoạn thời gian mất mùa, dân chúng lầm than, rất nhiều người đều đi đào mộ trộm mộ sống qua, hồ ly quan tài bị đào về sau,
tẩu hút thuốc liền bị trộm ra đến. Chẳng qua cái này điếu thuốc thương rất kỳ quái, người bình thường căn bản hút không được khói, khói miệng giống như có một con hồ ly đồng dạng, hút vào đến khói lại bị nó hô trở về, trọng yếu nhất chính là, người một điểm lấy làn khói, liền sẽ nghe được ầm ầm tiếng sấm, cho nên cái này tẩu hút thuốc rất là tà môn, về sau nghe nói đến cửu thúc trên tay. Cửu thúc là âm thương, loại này tà vật hắn tự nhiên có biện pháp trị, mà lại hắn thích hút thuốc lá sợi, cũng liền để lại cho mình dùng, cửu thúc chẳng những hút thuốc lá hút đi lên, mà lại nhiều năm lão ho khan cũng chữa khỏi, đoán chừng tất cả đều là cái này tẩu hút thuốc công lao, vừa rồi miệng của hắn biến thành hồ ly miệng, thần ninh lão đầu lập tức liền nhớ lại đến. Cửu thúc cái này tiểu lão đầu, liền tà môn như vậy tẩu hút thuốc cũng dám dùng, thật là không đơn giản. Lời nói nhập chính đề, tiểu hoa bị cửu thúc khói phun một hơi về sau, người thế mà mơ mơ màng màng đi tới, thẳng đến cửu thúc búng tay một cái, nàng mới đột nhiên thân thể chấn động, tỉnh lại. Tiểu hoa có chút mơ hồ, đợi nàng kịp phản ứng về sau, nàng mới hung dữ đối cửu thúc mắng, xú lão đầu, ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Cửu thúc cười vài tiếng, gọi nàng đừng kích động, đây chính là đang chiến tranh, nếu như không nghe tướng lệnh, nơi này tất cả mọi người sẽ bị ngươi hại chết. Tiểu hoa ăn nói vụng về, cửu thúc cho nàng vung như thế đại nhất nồi nấu, nàng cũng không biết làm sao phản bác, chỉ có thể nói có lời gì mau nói, đừng lằng nhằng, ta nghe chính là. Cửu thúc chỉ ba cái đường chủ nói, hiện tại bọn hắn mấy cái thế lực ngang nhau, nếu như tiểu hoa các nàng gia nhập liền khác biệt, cường tử thân thủ bất phàm, không phải người bình thường, chỉ cần đánh vỡ cân đối, cường tử sẽ ngay lập tức phản công, đến lúc đó bọn hắn có một cái tan tác, ba cái kia liền phải cùng chết. Cửu thúc ý tứ rất đơn giản, nói trắng ra chính là nhiều người đánh người ít, từng cái cũng dám làm, chính là muốn Ngụy Thư Đình cùng tiểu hoa hỗ trợ, đồ đần đều nghe được. Tiểu hoa nói không có vấn đề. Đánh ai không phải đánh, nói liền muốn lên đi chém giết, chẳng qua lập tức lại bị cửu thúc kéo lại. Tiểu hoa có chút sinh khí, nói người lão nhân này chuyện gì xảy ra, nói hỗ trợ lại kéo ta trở về, người không gây sự làm sao. Cửu thúc đối tiểu hoa làm một cái tiếng hừ động tác, ra hiệu nàng đừng ồn ào, hắn còn nói, cái này ba cái đường chủ không đơn giản, coi như tiểu hoa hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện hỗ trợ, cũng chưa chắc liền có thể nhiều đến tiện nghi, lần này, phải đánh lén. A, cửu gia chính là cửu gia, bởi vì cái gọi là binh bất hiếm trá, cửu gia cái này thương nhân, làm loại sự tình này đoán chừng là quen thuộc, ta xem thường loại hành vi này, nhưng ta không phủ nhận đấy là đúng, lão đầu này hoàn toàn chính xác không đơn giản, loại này lão đạo kinh nghiệm cùng trí tuệ, không phải địa trung đường loại kia tiểu tử có thể có, nếu như là ta, nhiều như vậy người trực tiếp đi lên làm liền xong việc, ai còn sẽ chú ý cẩn thận đến đi đánh lén. Tiểu hoa có chút không vui lòng. Nàng cũng không thích làm loại sự tình này, Ngụy Thư Đình giống như đổ không quan trọng, chỉ cần có thể thắng là được, nàng bản thân cũng là kẻ già đời, rất giàu hoạt. Cửu thúc nói, cái này sự tình ngươi làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm, mấy trăm cái nhân mạng trong tay ngươi, không tuân mệnh lệnh, tự gánh lấy hậu quả. Tiểu hoa cái này đầu óc, căn bản liền chịu không được cửu thúc lão hồ ly này áp bách, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Cửu thúc giao cho tiểu hoa ba cây ngân châm, nói bất kể là ai. Chỉ cần cây ngân châm đánh vào mi tâm, khẳng định đạo hành, võ công mất hết, tiểu hoa thân thủ tốt một chút, cho nên cái này sự tình, phải tiểu hoa đi làm, Ngụy Thư Đình phụ trách hiểm hộ. Hai nữ nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, tiểu hoa thu ngân châm về sau, liền từ ba cái đường chủ phía sau lách đi qua, Ngụy Thư Đình hai ngón về môi, lại bắt đầu niệm chú, lúc này ta nhìn thấy một người áo đen trong đám người xuyên qua, đây là Ngụy Thư Đình ngay từ đầu đâm người giấy, trước đó một mực giấu ở trên cây. Cây đổ về sau, cũng không gặp hắn ra tới, hiện tại rốt cục hiện thân. Tiểu hoa vây quanh ba cái đường chủ phía sau, cường tử cùng dâu quai nón ba người khẳng định là biết, đoán chừng cũng có thể minh bạch ý tứ, bọn hắn cũng tại tận lực dây dưa địch nhân, không bị phát hiện. Trước từ cường tử bên này bắt đầu, hắn đối đầu chính là Thanh Long đường đường chủ Thanh Phong, liền tại bọn hắn đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, đột nhiên tiểu hoa từ phía sau lưng giết ra, có thể để người không nghĩ tới chính là... Cái này Thanh Phong giống như đã sớm biết có người tới gần, lập tức liền nhanh tránh ra. Hỏng bét, bị phát hiện, cùng tiến lên, tiểu hoa chủy thủ vung lên, đi lên liền cùng Thanh Phong xoay đánh nhau, cửu thúc có chút thất vọng, miệng bên trong thẳng mắng lấy bé con này thật có thể chuyện xấu. Cường tử không có cách, đành phải cùng tiểu hoa hợp tay đối phó Thanh Phong, lần này Thanh Phong liền không phải là đối thủ, bị đánh cho liên tục bại lui, đúng vào lúc này, Ngụy Thư Đình người áo đen lại đột nhiên từ phía sau lưng giết ra.
lóe hàn quang kiếm tại Thanh Phong trên lưng lưu lại một đầu thật dài vết kiếm. Thanh Phong không địch lại, muốn chạy trốn, Cường Tử một cái nhảy vọt ngăn chặn Thanh Phong con đường, Thanh Phong chó cùng dứt dậu, muốn sử dụng âm dương thuật, nhưng Cường Tử tay mắt lanh lẹ, đá một chân cho Thanh Phong, sau đó đem hai tay của hắn cho tươi sống vịn đi qua. Dùng ngân châm, nhanh, Cường Tử hô một câu. Tiểu Hoa cũng không làm phiền, hai ngón gấp bóp ngân châm, trực tiếp mạnh mẽ đâm về Thanh Phong mi tâm, ngay tại lúc này, đột nhiên có người từ phía sau lưng ôm chặt lấy Cường Tử, khiến cho hắn trong nháy mắt không thể động đậy. Thanh Phong cũng tại lúc này lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, sau đó đem quay đầu đi, Tiểu Hoa ngân châm trực tiếp liền đâm về Thanh Phong phía sau Cường Tử. Cường Tử không thể động đậy, chỉ có thể hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng qua Tiểu Hoa lại kịp thời ngừng lại tay, ngân châm tại cách Cường Tử mấy cm thời điểm, dừng lại. Đến, tỷ tỷ giúp ngươi đi, đột nhiên một cái tay khoác lên Tiểu Hoa trên tay, ngay sau đó 3 giây về sau, Cường Tử phát ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiểu Hoa tay tại đổ thêm dầu vào lửa dưới, rất tinh chuẩn đâm vào Cường Tử hai đầu lông mày, Cường Tử phát ra một tiếng tan nát cõi lòng gầm thét, cả người hắn đột nhiên giống như chỗ này đồng dạng, một chút khí lực cũng không có, lại nhìn về phía ôm lấy Cường Tử người kia, chúng ta đều kinh ngạc đến ngây người, thế mà là dâu quai nón. Dâu quai nón dù tại Cường Tử lưng về sau, Cường Tử không có nhìn thấy hắn, nhưng Cường Tử lại ẩn ẩn cảm thấy. Tại sao là ngươi? Cường Tử uể oải nói. Hắn bị ngân châm đâm trúng mi tâm, có vẻ như đã mất đi hết thảy, ngay cả nói chuyện cũng có chút tốn sức. Dâu quai nón không nói gì, chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn kẹp chặt Cường Tử, để Cường Tử không thể động đậy, mà Tiểu Hoa tay, vừa rồi thì là bị dâu quai nón đối đầu Bạch Hổ đường chủ Bạch Vũ Hồng khống chế. Nguyên lai các ngươi trước kia liền thông đồng tốt, Tiểu Hoa hận hận nói. Bạch Vũ Hồng cười lạnh một tiếng, sau đó một chưởng đánh vào Tiểu Hoa trên lưng, Tiểu Hoa cả người bay ra ngoài. Sau đó nằm dạp trên mặt đất nhả mấy ngụm máu, mí mắt lật một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Bạch Vũ Hồng phủi tay, cái này chiêu khăng khít kế, thiếu chủ hạ phải thật đúng là rượu. Cửu gia nhìn xem dâu quai nón có chút phẫn nộ, dùng khói thương chỉ vào mũi của hắn mắng, ngươi cái ba ba tôn, thế mà ăn cây táo rào cây sung, ngươi vẫn là không phải là một món đồ. Ăn cây táo rào cây sung, ngươi cái lão gia hỏa, mỗi ngày mắng ta, coi ta là con chó. Ở trước mặt người ngoài cũng mảy may không nể mặt ta, lão tử nhịn ngươi thật lâu, ngoá. Ngươi không coi trọng Cường Tử sao? Lão tử để hắn chết ở trước mặt ngươi, xem hắn lợi hại vẫn là ta lợi hại. Dâu quai nón sau khi nói xong, song trưởng trực tiếp hướng Cường Tử chán vỗ, kia một cái xuất thủ phi thường nặng, Cường Tử toàn bộ đầu, thậm chí bắp thịt trên mặt đều điên cuồng vặn vẹo, run bỗng nhúc nhích, cuối cùng Cường Tử thất khiếu chảy máu, cả người đều ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Cường Tử đổ xuống về sau, dâu quai nón móc ra một tấm thiếp mời ném xuống đất, hôm nay, lão tử từ vừa mới bắt đầu chính là định đến uống rượu mừng, ngươi cái lão già, chơi chết ngươi âm thương thanh âm liền về ta quản, về sau đi theo trời một có ăn có uống, có cái gì không tốt, ai cho ích lợi của ta lớn, ta liền với ai, ngươi cái này đời cũ xử sự làm người, đã không thích hợp thời đại này. Dâu quai nón sau khi nói xong, còn khạc một bãi đàm, biểu thị cực kỳ khinh thường. Thẳng đến dâu quai nón ném ra chương này thiệp cưới, ta mới cuối cùng đã rõ, nguyên lai trước đó tại nửa đêm trà lâu trời đưa một cái thiệp cưới là hắn cầm, gia hỏa này, từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ làm phản, thật đúng là cái dã tâm bừng bừng phản đồ. Cửu thúc đột nhiên che một chút tim, biểu lộ giống như có chút đau khổ, đoán chừng là bị dâu quai nón khí, dù sao niên kỷ cũng lớn. Ngươi tên phản đồ, hôm nay lão tử liền phải thanh lý môn hộ. Cửu thúc cực kỳ phẫn nộ. Nhưng nét mặt của hắn rất vặn vẹo, không biết là bởi vì tim đau đớn vẫn là phẫn nộ tạo thành, sắc mặt của hắn thật không tốt, cầm điếu thuốc thương tay có chút hơi run. Dâu quai nón giống như phát hiện dị thường của hắn, lập tức nở nụ cười lạnh, lão gia hỏa, liền ngươi cái này chết dạng còn muốn thanh lý môn hộ, lão tử một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Cửu thúc cũng không phản bác, giống như rốt cục nhịn không được dáng vẻ, vội vàng đưa tay đi móc túi, mấy giây sau, hắn liền móc ra một bình thuốc. Sau đó mở ra nắp bình hướng miệng bên trong tắc. Nhưng hắn nhai không có mấy lần, đột nhiên liền đem thuốc hướng trên mặt đất phun một cái, người cái cháu trai, thế mà đem thuốc của ta đổi thành bánh kẹo. Dâu quai nón ha ha phá lên cười, đúng, hiện tại mới phát hiện, hết thảy đều quá trễ, hôm nay, liền ngày giỗ của ngươi. Vừa dứt lời, dâu quai nón đột nhiên liền nhảy nhảy lên, sau đó một cái tay bóp hướng cửu thúc cuống họng. Cửu thúc lúc này phun ra một trận bạch yên. Chúng ta lại trông thấy cửu thúc miệng biến thành hồ ly miệng,
còn có màu trắng lông hồ ly. Dâu quai nón giống như biết cửu thúc xáo lộ, vội vàng một cái tay khác che miệng lại, một cái tay khác tiếp tục hướng cửu thúc bóp đi, nhưng tay hắn nhanh đến đạt cửu thúc cuống họng thời điểm, người đột nhiên sửng sốt, còn nói hô một câu kỳ quái lời nói, hồ, hồ ly. Cửu thúc liền thừa dịp hắn sửng sốt này sẽ, lập tức dùng khói thương hung hăng gõ một cái dâu quai nón móng vuốt, dâu quai nón xì. Một tiếng, đau đến lập tức rụt trở về, cửu thúc cắn răng, giơ chân lên hướng hắn lồng ngực hung hăng đạp một chân, dâu quai nón lập tức đổ ra ngoài, người đặt mông ngồi trên mặt đất, khóe miệng chảy máu tia. Dâu quai nón sau khi tỉnh lại, phun một ngụm máu, sau đó mạnh mẽ mắng, từ lão đầu này, bệnh tim phát tác cũng còn có khả năng này, ba vị đường chủ mau đem hắn giết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Soái Ngọc còn tại cùng Bách Lý Thanh Vân giao phong, tạm thời đi không được, Thanh Phong cùng Bạch Vũ Hồng thì từng bước một dựa vào hướng cửu thúc, bọn hắn biết hiện tại là xử lý cửu thúc thời cơ tốt nhất. Cửu thúc bệnh tim phát tác phải càng ngày càng nghiêm trọng, cả người liền đứng vững đều đã khá khó khăn, vừa rồi kia một chút, đoán chừng cũng chỉ là hồi quang phản chiếu. Bách Lý Thanh Vân có chút gấp, nhưng bây giờ Soái Ngọc một mực quấn lấy hắn, đừng nói đi cứu cửu thúc, bởi vì lực chú ý không tập trung. Hắn hiện tại đã bị Soái Ngọc đánh cho liên tục bại lui, chẳng qua hắn vẫn là đối Ngụy Thư Đình xin nhờ nói bảo hộ cửu thúc, hắn chết chúng ta liền xong. Ngụy Thư Đình cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, không còn dám khoanh tay đứng nhìn, những người khác cũng chậm chậm hướng phía cửu thúc tới gần, nghĩ bảo hộ cửu thúc. Ngụy Thư Đình hai ngón vân vê, lại bắt đầu niệm chú chỉ huy nàng người giấy, một đạo hắc ảnh hiện lên, rất nhanh liền xuất hiện một người áo đen ngăn tại Thanh Phong cùng Bạch Vũ Hồng phía trước. Nguyên lai vừa rồi sau lưng ta bên trong một kiếm kia, là cho người giấy chặt. Thanh Phong tự diễu nói. Đâm người giấy thế nhưng là tà thuật, chỉ là nha đầu này miệng còn hôi sữa, không phải chúng ta phiền phức liền lớn. Bạch Vũ Hồng đáp khang đạo. Hai người từng câu từng chữ sau khi nói xong, đột nhiên một người vươn một cái tay, không đợi người áo đen kịp phản ứng liền bị xé thành hai nửa. Ngụy Thư Đình nhìn ngốc, há to mồm đứng tại chỗ, một câu nói không nên lời. Ta tại màn hình bên ngoài cười khổ một cái, thật đúng là miệng còn hôi sữa. Ngụy Thư Đình đâm giấy thuật xác thực có rất nhiều lỗ thủng, nàng âm thuật còn đợi đề cao, tại thiên gia đường chủ loại này cấp bậc trước mặt, thật sự là không đáng chú ý, trước đó nếu không có tiểu hoa cùng cường tử kiềm chế lấy Thanh Phong, cái này người giấy tuyệt đối không gây thương tổn được hắn chút nào, chẳng qua lần này bị hai người dây, đoán chừng Ngụy Thư Đình trong lòng không chịu nhận, liền ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc, cảm giác hẳn là có thể ngăn cản mấy lần. Lại không nghĩ rằng bị cuồng dây người giấy về sau, hai cái đường chủ tiếp tục hướng cửu thúc phát động tiến công, cửu thúc cắn răng đứng thẳng người, tẩu hút thuốc trên tay nhanh chóng quơ, Bạch Vũ Hồng cùng Thanh Phong một quyền một chưởng phân biệt hướng cửu thúc đánh tới, cửu thúc tẩu hút thuốc hất lên, mạnh mẽ nện ở trên tay bọn họ, nhưng bọn hắn giống như không biết đau đớn, càng đánh càng hăng, cửu thúc chân run rẩy lui về sau, giống như gánh không được bao lâu. Rốt cục, mười mấy phiên giao thủ về sau, hai người đồng loạt đá trúng cửu thúc bụng, cửu thúc phát ra rên lên một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi, tay phải hắn còn chăm chú che ngực, bộ dáng phi thường đau khổ. Lần này vấn đề lớn, còn lại mấy cái bên kia âm hành đại lão không thể không ra tay cứu giúp, còn tiếp tục như vậy, cửu thúc hẳn phải chết không nghi ngờ, thật không nghĩ đến chính là, đột nhiên có 1/3 âm hành người bắt đầu phản chiến, bọn hắn điên cuồng thẳng hướng người một nhà, cái này trở tay không kịp, để rất nhiều người đều máu tươi tại chỗ. Còn chết được không rõ, nhưng ta biết, chân chính làm phản bắt đầu, cỏ đầu tường không chỉ dâu quai nón một cái. Ngày đó tại nửa đêm trà lâu họp các đại lão, trừ cửu thúc ba cái, còn có nửa đêm trà lâu mới người nói chuyện đại quang đầu, còn lại 7 cái bên trong, có 5 cái là trước kia chúng ta đại náo nửa đêm trà lâu gặp phải, 5 người này mặc dù không chút biểu hiện, nhưng cũng không có vấn đề gì, mà còn lại 2 cái, lúc này chính là bọn hắn tại làm phản. Hai người này, một cái xấu xí, người gầy nhỏ gầy tiểu nhân, đại khái hơn 30 tuổi, một cái khác lưng còng, mặt rất nhọn, cùng cái rùi đồng dạng, đại khái chừng 40 tuổi, cầm đem loan đao. Khỉ ốm, lưng còng lão lục, các ngươi, cửu thúc thực sự là không nghĩ tới, thế mà còn có người muốn làm phản, liên tiếp phản bội để cửu thúc càng ngày càng phẫn nộ, kém chút không có thở phì phì dậm chân liền đi, chẳng qua hắn vội vàng hít hai cái thuốc lá sợi, giống như tình huống mới chuyển biến tốt một chút. Xem ra là tẩu hút thuốc bên trong bạch hồ ly bảo trụ tính mạng của hắn, nhưng hắn vẫn là chăm chú che ngực, bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy, khóe miệng cũng không ngừng có máu tràn ra tới. Lúc này những người còn lại đều chạy tới, bọn hắn làm thành một vòng tròn đem cửu thúc bảo hộ ở giữa, muốn thể sống chết thủ hộ cửu thúc,
xem ra những cái này âm hành người vẫn là rất tôn kính cửu thúc, không phải sẽ không lấy mạng bảo vệ, bất quá còn lại người cũng không nhiều, bị làm phản người cùng thiên gia quân đoàn đoàn vây quanh, kỳ thật cùng bắt rùa trong hũ cũng không có gì khác biệt. Lúc này Bách Lý Thanh Vân cùng Ngụy Thư Đình cũng lui trở về, sau đó tiến trong vòng đỡ lấy cửu thúc, một người giúp hắn vỗ ngực, một người giúp hắn vỗ phía sau lưng, hy vọng hắn tình huống có thể cải thiện một điểm. Sâu quai nón cười lạnh nói, hiện tại số người của chúng ta là các ngươi gấp 5 lần trở lên, đầu hàng không giết, nhiều nhất làm tù binh nhốt mấy ngày, sau khi đi ra ngoài thần phục chúng ta trời một thiếu đương ra là được. Ta nhổ vào, người tên phản đồ, thật không biết xấu hổ, còn thiếu đương ra, đổi giọng thật là nhanh, nếu không phải lão tử nhặt ngươi trở về, tiểu tử ngươi mẹ nó sớm chết đói. Cửu thúc nếu không phải bệnh tim phát tác, đoán chừng đều có thể lao ra bóp chết dâu quai nón. Dâu quai nón móc móc lỗ tai, một mặt không quan tâm, thôi đi, thật mẹ nó dài dòng, nếu không phải ngươi cái xú lão đầu, lão tử sớm tại âm hành dầu to, hôm nay ai cũng có thể đi, đầu của ngươi, nhất định phải lưu lại. Dâu quai nón sau khi nói xong, phất phất tay, ra hiệu tiến công, đã không đầu hàng, vậy hắn liền muốn đại khai sát giới. Hiện tại cửu gia bên này tình huống thật đáng lo, toàn bộ người cộng lại tối đa cũng liền 50 người, cửu gia bệnh tim phát tác, mặc dù chết không đi, nhưng đã không có chút nào sức chiến đấu, năm cái khác đại lão vẫn là một mặt không quan trọng dáng vẻ, giống như muốn đánh liền đánh, đánh không lại nhiều nhất đầu hàng, không có chút nào sốt ruột, bọn hắn nếu là bất quá nhiều phản kháng, đoán chừng trời một cũng không dám đem bọn hắn thế nào. Mà Ngụy Thư Đình năng lực quá kém, liền thừa một cái Bách Lý Thanh Vân, hắn cũng không có khả năng một cái đánh ba cái đường chủ, loại tình huống này, đã tính không thể cứu vãn, thật đánh lên, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc này, Bạch Phú Hồng đột nhiên đem mọi người ngừng lại, dâu quai nón có chút khó chịu, hỏi Bạch Phú Hồng muốn làm gì. Bạch Phú Hồng nói, trời vừa có lệnh, trước không động này một số người, chờ hắn mệnh lệnh lại nói. Dâu quai nón nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, nói trời một có phải bị bệnh hay không, liền chuyện dễ như trở bàn tay, còn lề mề cái gì. Lúc này Bạch Phú Hồng đột nhiên hung hăng trừng mắt liếc dâu quai nón, dọa đến hắn đánh run một cái, giờ mới hiểu được tự mình nói sai. Bạch Phú Hồng đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười, sau đó đem tay khoác lên dâu quai nón trên bờ vai, tiếp lấy chợt kéo một cái, đem đầu của hắn lôi đến trước mặt của mình giống như cười mà không phải cười nhìn hắn chằm chằm nói. Ghi nhớ, đừng đùa lừa, thiếu đương ra cũng không phải lão giả thối tha này, đốt chính ngươi, cũng không tốt. Ghi nhớ, vĩnh viễn không muốn chất vấn hắn. Dâu quai nón sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng gật đầu nói là, sau đó rụt rụt thân thể, không dám nói nữa, phản đồ khỉ ốm cùng lưng còng lão lục trao đổi một chút ánh mắt, giống như đang trao đổi cái gì, chẳng qua sắc mặt cũng khó nhìn. Cửu thúc bọn hắn còn tưởng rằng lập tức liền sẽ gặp nạn, không nghĩ tới còn có thể thở một ngụm. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là cái tin tức tốt, địch không động ta không động, cửu thúc bọn hắn cũng chỉ là cảnh giác phòng vệ, không còn dám có động tác, chẳng qua coi như thế, bọn hắn giống như cũng không có phần thắng chút nào, chỉ là có thể kéo dài thêm một chút mà thôi, cũng không thể trông cậy vào đội thứ tư người tới cứu bọn hắn a. Lúc này, ta lại nhìn về phía Thiên Mãn bên kia, bởi vì Thiên Mãn đã một lần nữa thay xong lễ phục ra tới, lúc này hắn đùa cợt nhìn một chút bị treo ở cổng địa trung đường bọn hắn. Trên mặt đều là vẻ đắc ý. Báo, thiếu đương gia, tất cả âm hành người đều đã giải quyết, chờ ngươi xử lý. Một cái thiên gia người đột nhiên vào tới trời một trước mặt đưa tin. Thiên Mãn cười xấu xa lấy liếm môi một cái, trên mặt biểu lộ càng thêm đắc ý, có ý tứ, ta thu kia 1000 cái tiểu lưu manh ở đâu. Tại thiên gia chỗ không xa chờ lấy. Thiên Mãn nhẹ gật đầu, tốt, phi thường tốt, âm hành còn có một cặp tiểu lâu la ở bên ngoài trên đất trống. Ngươi để kia 1000 cái tiểu lưu manh đi đem những cái kia âm hành tiểu lâu la giết, sau đó đem đầu của bọn hắn lưu luyến chặt lên đến, lấy thêm đến trên đường đi du hành. Cái này, quá tàn nhẫn đi, mà lại khẳng định như vậy muốn bị kéo đi ngồi tù, quá rêu rao. Cái kia thiên gia người thật giống như cũng có chút không đành lòng. Cho nên a, ta mới gọi những tên côn đồ các cái kia đi làm, bọn hắn ngồi tù liên quan ta cái rắm, mà lại cái này sự tình cũng kéo không lên chúng ta thiên gia. Nhưng lại có thể trấn trụ tất cả âm hành người biết, sao lại không làm? Không phải ngươi cho rằng ta thu đám rác rưởi này làm gì? Bọn hắn liền điểm ấy giá trị lợi dụng, Thiên Mãn lúc nói, một điểm biểu lộ đều không có. Cái kia thiên gia người nuốt một ngụm nước bọt, giống như đối Thiên Mãn tàn nhẫn cảm thấy khủng bố, nhưng hắn lại không dám phản bác, chỉ có thể về một cái phải, sau đó lại hỏi, những cái kia âm hành người đâu?
Thiên Mãn vuốt vuốt huyệt thái dương, nói những cái này âm hành người giết bọn hắn ngược lại không là biện pháp tốt nhất, Thiên Mãn cũng cảm thấy không có gì hay, biện pháp tốt nhất là nhục nhã, như thế so giết bọn hắn càng thêm khó chịu, đặc biệt là mấy cái kia âm hành đại lão. Cuối cùng Thiên Mãn giống như nghĩ đến một ý kiến hay, hắn vỗ tay phát ra tiếng nói, đúng, để bọn hắn trừ quần áo, đem quần áo trên người đều ném, trên thân cái gì đều không có sau đó lăn ra ngoài, ha ha, dạng này liền có ý tứ, nếu như bọn hắn không từ, vậy liền giết cầm cho chó ăn, hiểu chưa? Người báo cáo nhẹ gật đầu, sắc mặt khó coi, có vẻ như bị Thiên Mãn tàn nhẫn cùng khủng bố hù đến, sau đó Thiên Mãn còn phân phó hắn lấy chút muối rơi tại địa trung đường vết thương của ba người bên trên. Cuối cùng cười ha ha lấy rời đi, hắn muốn vào đại sảnh chuẩn bị cùng Mã Lâm thành hôn. Đại sảnh giống như không có camera, cái này trên màn hình căn bản không hề trong đại sảnh hình tượng, ta lập tức liền gấp, gọi thần Ninh lão đầu tranh thủ thời gian làm một chút, ta muốn nhìn Mã Lâm tại tình huống bên trong, nhưng lúc này tất cả mọi người nhìn ta, ánh mắt không nhích động chút nào, ta hơi nghi hoặc một chút, nói các ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng sẽ không làm những dụng cụ này. Mập mạp lúc này nói một câu nói đem ta cho gõ tỉnh, tiểu ca, ngươi có phải hay không quên vị trí của mình, sau đó có 1000 người tới tìm chúng ta phiền phức. Ta sửng sốt một chút, đúng a, ta mẹ nó chính là thứ tư tiểu phân đội đội trưởng a. Kia 1000 cái tiểu lưu manh, chờ xuống liền phải tới lấy chúng ta mệnh. 1000 cái tiểu lưu manh, kia đến bao lớn trận thế, chúng ta lúc này mới 200 người, mà lại những người kia, trên cơ bản đều là không muốn sống. Lúc đầu chúng ta âm hành người, coi như người ít cũng sẽ không sợ những cái này xã hội người, chẳng qua địa trung đường kia đồ đần, phân cho ta tất cả đều là một chút âm hành người mới, hoặc là tư chất rất thấp, đơn giản đến nói đều là một chút lâu la, ta đây cầm cái chùy đi cùng 1000 người đánh. Ta khuyên ngươi thừa dịp hiện tại người không đến thời điểm, tranh thủ thời gian phân phát bọn hắn đi thôi, không muốn đổ thêm sinh mệnh, cái kia Thiên Mãn hạ tử mệnh lệnh, các ngươi đoán chừng chết đều không có toàn thây. Thần Vũ nói. Đây cũng là hắn hôm nay nói câu nói thứ ba, chẳng qua lời hắn nói có đạo lý, đám người này còn không có lấy ít đánh nhiều trình độ, không chạy hẳn phải chết không nghi ngờ, nhân số của đối phương thế nhưng là chúng ta gấp 5 lần. Chẳng qua mập mạp lại không đồng ý, hắn nói không thể làm đào binh, tới đây, không đem đầu đừng dây lưng quần bên trên, đến đùa giỡn đâu. Lại nói, âm hành thảm bại, vẫn chờ chúng ta đi cứu vớt thế giới đâu. Lúc này thần Vũ cùng thần Ninh đều trộm nở nụ cười. Dùng xem thường biểu lộ xem chúng ta, giống như mập mạp tại nói chuyện viển vông, trước ba đội nhiều cao thủ như vậy đều không thể thắng, đội thứ tư đều là chút cặn bã, còn muốn cứu vớt thế giới. Ta cũng không muốn phản bác bọn hắn, bởi vì tình huống thực tế đúng là như thế, chẳng qua âm hành đại quân tử thương vô số, còn lại tất cả đều bị vây khốn, tất cả trách nhiệm tự nhiên rơi xuống trên người của chúng ta, đồng thời ta không muốn thua, ta đã đáp ứng Mã Lâm, ta nhất định phải thắng trời một. Đúng vào lúc này, đột nhiên ta nhìn thấy góc trên bên phải trên màn hình có cái thân ảnh quen thuộc, một đầu anh khí tóc ngắn, dưới váy ngắn là một đôi lại bạch lại lớn lên cặp đùi đẹp, trên lưng là cái màu xám hai vai bao. Lâm Tuyết, ta kinh hô một tiếng, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nàng là lúc nào tiến vào thiên gia. Nàng đi vào làm gì, uống rượu mừng sao, không có khả năng, nàng đã không biết trời một, cũng không biết Mã Lâm, mà lại nàng xuất hiện vị trí cũng rất kỳ quái, tựa như là... Thiên gia tàng thư các. Thiên gia tàng thư các thủ rất nhiều người, không sai biệt lắm có mười mấy nam nhân, bọn hắn vừa nhìn thấy Lâm Tuyết liền quát, dừng lại, ngươi là ai? Tới đây làm gì? Đây là thiên gia trọng địa, người không có phận sự, không được đi vào. À, thật sao? Lâm Tuyết không có chút nào không thèm để ý, miệng nàng bên trong hài lòng thổi nhà bong bóng, chờ phốc một tiếng thổi phá một cái đại phao phao về sau, nàng mới liếm môi hỏi, vậy ta nhất định phải đi vào đâu? Chết, kia mười mấy nam nhân cũng không khách khí, rất nhanh liền đem Lâm Tuyết vây lại, sau đó 10 cái thân ảnh không ngừng tại Lâm Tuyết bên người dũng động, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, thấy ta đều hoa mắt, tuyệt đối là cao thủ. Lâm Tuyết lại thổi một cái to lớn ngâm, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, bong bóng phá về sau, một đạo bóng trắng hiện lên, kia mười mấy nam nhân ứng thanh ngã gục, trên cổ họng của bọn hắn đều có mấy đạo huyết trảo ấn, mắt cũng không kịp nhắm lại liền tắt thở. Lúc này một tiếng mèo kêu vang lên, tiểu bạch rơi xuống đất liếm liếm dính đầy máu móng vuốt, sau đó quay đầu hướng Lâm Tuyết nhìn một chút, lộ ra cái manh manh nụ cười. Lâm Tuyết xấu nở nụ cười, dẫm lên những nam nhân kia thi thể đi qua ôm lấy tiểu bạch, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tàng thư các ba chữ to, sau đó từng bước một đi vào. Nhanh, mau đưa hình tượng cắt đi vào,
ta muốn nhìn Lâm Tuyết muốn làm gì. Ta vội vàng nói. Thần Ninh trợn mắt nhìn ta một cái, nói ta điên rồi sao? Đây chính là thiên gia tàng thư các, hắn coi như có lá gan lớn như trời cùng bản lĩnh, cũng không có khả năng ở bên trong an camera. Thần Ninh nói, thiên gia tàng thư các chẳng những có thiên gia bí thuật, còn có rất nhiều bí mật cùng tư liệu, hắn không biết nữ nhân này muốn làm cái gì, nhưng đây không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ, không có chín đầu mệnh người cũng không dám dạng này đùa lửa, coi như ngươi đi vào, thiên gia cũng sẽ thu sau tính sổ. Ta nghe xong liền gấp, ta không biết Lâm Tuyết muốn làm gì, nhưng ta không thể để cho nàng làm ẩu, đến lúc đó phạm phải cái gì không cách nào vãn hồi sai lầm liền xong. Lúc này ta đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến sao động thanh âm, còn có tiếng hò hét, ta đoán chừng vài phút không đến, thiên mãn trong miệng kia 1000 cái tiểu lưu manh liền sẽ giết tới cửa nhà nha. Tiểu tử, nên đi, không có việc gì, ta sẽ trả cho ngươi một cái công bằng lịch sử, sẽ không viết ngươi là đào binh, ngươi đây là cơ chí quyết định, bằng không, sẽ thêm 200 cái nhân mạng. Thần Ninh nói, ta nhắm mắt lại nắm chặt nắm đấm, mười mấy giây qua đi, ta đột nhiên nhếch miệng lên nở nụ cười. Nắm chắc quả đấm cũng buông ra, thần Ninh cho là ta rốt cục nghĩ thoáng, cũng không nói thêm cái gì, nhưng ta lại đột nhiên nắm chặt cổ áo của hắn nói, lão đầu, người nghe kỹ cho ta muốn âm hành bên trong đó một trang giấy, đều là liên quan tới tên của ta. Âm hành người không liên quan gì đến ta, sinh tử của bọn hắn ta cũng không quan tâm, nhưng là Mã Lâm, ta muốn cứu, Lâm Tuyết, ta cũng phải ngăn cản, lần này trời một làm không được sự tình, để ta làm. Tại ta buông ra thần Ninh đi ra thời điểm, ta nghe thấy một mực trầm mặc ít nói thần Vũ nói thầm câu, tiểu tử này điên rồi đi. Không muốn sống sao? Ta không để ý tới hắn, địa trung đường hoàn toàn chính xác cho ta phát một bộ rất dở bài, nhưng ta muốn cố gắng hết sức đem bộ này bài đánh tốt, ta không muốn thua, cũng không nghĩ vứt bỏ bài. Sau khi đi ra, kia 200 người rất nhanh liền xông tới, còn lao nhau nói. Lão đại ra tới. Tiểu tử này là lão đại của chúng ta a. Khó a, coi như địa vị không cao, làm gì cũng phải là cái lão giang hồ đi. Tiểu tử này, còn không có ta tuổi tác lớn. Thôi đi, liền chúng ta những cái này tân thủ, còn muốn cùng địa trung đường đại thần hỗn a. Ai, người khác đều ở bên trong ăn thịt, chúng ta còn ở lại chỗ này ngốc đứng, uất ức a, làm sao cũng phải cho tân thủ ra sân cơ hội a. Không đúng, ta có vẻ giống như nghe thấy có số lớn người hướng chúng ta bên này rồi. Chẳng lẽ người của chúng ta trở về rồi, khải hoàn mà về. Nghe bọn hắn nghị luận, ta thật sự là dở khóc dở cười, âm hành người đã thảm bại, có thể còn sống ra tới cũng không tệ, còn muốn khải hoàn trở về, ta ước chừng đoán chừng một chút, đi người hẳn là chết 1/3, còn có 1/3 cũng bị trọng thương. Thừa dịp kia 1000 tiểu lưu manh không giết tới, ta đem tình huống đối bọn hắn đơn giản nói một lần, những người này ngay từ đầu còn không tin, âm hành nhiều như vậy người. Làm sao có thể còn không đánh lại một cái thiên gia, toàn quân bị diệt càng là lời nói vô căn cứ, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy sắp giết tới tiểu lưu manh. 1000 người tình cảnh thật đúng là hùng vĩ, những tên côn đồ các cái kia trên thân tất cả đều là hình xăm, nhuộm lòe loẹt màu tóc, trên tay đao thương côn bổng mọi thứ đầy đủ, mình mông cuồn cuộn liền hướng chúng ta đi tới, bộ dáng cực kỳ phách lối. Lần này lời ta nói bọn hắn tin hoàn toàn, dù sao cũng là âm hành người mới, đối phương nhiều như vậy người. Bọn hắn lập tức dọa đến tè ra quần, chạy trốn tứ phía, chẳng qua để ta không tưởng được chính là, những cái này tiểu lưu manh là từ 4 phương 8 hướng bao tới, chúng ta bên này người, một cái đều trốn không thoát. 4 phía chạy trốn người, lại bị chạy về, bọn hắn dọa đến run lẩy bẩy, tất cả đều núp ở sau lưng ta, mà kia 1000 người đem chúng ta vây lại, muốn sống sót, liền phải liều mạng. 1000 đối 200, đây là một cái nghiền ép số lượng, nếu như chỉ có ta cùng mập mạp mấy cái. Ta chọn giết ra ngoài, nhưng bây giờ không được, ta không thể không cố hơn 200 cái nhân mạng, bọn hắn mới vừa tiến vào âm hành, không thể cứ như vậy chết rồi, đây là một trận âm hành quyền lợi tranh đoạt chiến, bọn hắn không nên làm vật hy sinh. Mập mạp úp sấp lỗ tai của ta hỏi, tiểu ca, đây là một trận ngạnh chiến, làm sao đánh trong lòng có cái đo đếm không có. Ta nghe ngươi, luận đánh nhau, mập mạp là lão tướng, đã hắn nghe ta, nói rõ hắn đối ta cực độ tín nhiệm. Ta cho hắn một ánh mắt, biểu thị không có vấn đề. Tiểu lưu manh dẫn đầu là một cái mang theo vòng tai người trẻ tuổi, so ta cũng không lớn hơn mấy tuổi, hắn nhuộm tóc vàng, một mặt lệ khí, trên mặt có đầu mặt sẹo, bộ dáng cực kỳ phách lối. Cũng thế, tuổi tác có thể làm 1000 người đại ca, về sau đủ thổi cả một đời, bành trướng là bình thường sự tình,
ta cũng biết trời một chọn cái chơi như vậy ý làm lão đại ý đồ, bởi vì tốt khống chế. Hoàng Mao trên vai khiêng một thanh đại khảm đao, đối ta nhổ một bãi nước miếng sau liền khinh miệt nói, quỳ xuống, liếm giày, tha bất tử. Ta không giận không giận, ngược lại cười biến mất trên mặt nước bọt, lúc này ta nhìn thấy rất nhiều người đều sợ đến run lẩy bẩy, thậm chí có một phần nhỏ người đã quỳ xuống cầu xin tha thứ, liền dập đầu đều có, bọn hắn coi là Hoàng Mao thực sẽ bỏ qua bọn hắn, Thiên Mãn hạ tử mệnh lệnh, tất cả mọi người phải chết, mà lại không lưu toàn thây, đầu chém đứt dẫn theo đi dạo phố. Hoàng Mao trông thấy ta đang cười, có chút khó chịu châm chọc nói, tiểu tử này ngốc hả? Thế mà còn tại cười, còn không cho ba quỳ xuống liếm giày. A, à, ta dựa vào. Hoàng Mao nói còn chưa dứt lời, ta đột nhiên chợt một chân hướng bộ ngực hắn đá tới, một chân này, tuyệt đối là thần tiên cũng đoán không được, thì ngôn cùng mập mạp có lẽ sẽ biết ta muốn phản kháng, nhưng ta một chân này quá đột ngột, tất cả mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng, đoán chừng Hoàng Mao trong lòng mình cũng có chút mộng. Hắn không sẽ nghĩ ra được ta lại dám đá hắn. Kỳ thật mỗi một bản Mao Sơn Quỷ Đạo đều có một ít liên quan tới võ thuật chỉ đạo cùng luyện tập, cho nên thân thủ của ta mới có thể càng ngày càng tốt, luyện đến cuốn thứ ba thời điểm, thực lực của ta tuyệt đối phải so Karate Đai Đen cũng mạnh hơn mấy cấp bậc, tăng thêm ta những ngày này vào sinh ra tử, thực lực của ta không thể hoài nghi, ta một chân này càng không phải là một cái tiểu lưu manh có thể đối phó được. Hoàng Mao chẳng những bị ta đá bay ra ngoài, còn một chút trong đám người xuyên qua mấy chục người mới dừng lại, phía sau một loạt càng là toàn bộ bị hắn đụng ngã, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục. Ta một chân này, chẳng những đem Hoàng Mao đá bay, còn đem quỳ xuống người đá tới, trên mặt của bọn hắn đột nhiên có một chút tự tin, chẳng qua vẫn là run run rẩy rẩy, dùng nửa tin nửa ngờ ánh mắt nhìn ta, thậm chí có ít người phát ra hít vào âm thanh, thật giống như ta một chân này đem bọn hắn đều choáng váng. Đừng nóng vội, chuyện tốt còn tại phía sau. Ta rãnh người mỗ mỗ, ta rãnh cả nhà ngươi, người tới, bắt hắn cho lão tử bắt tới, ta muốn đem tay chân của hắn đều cho gỡ. Hoàng Mao tại người khác nâng đỡ giấy ruộng lấy đứng lên, trong miệng hắn tất cả đều là máu, nhìn ta lần này đá đến thật không nhẹ. Tại Hoàng Mao mệnh lệnh dưới, thật có mấy người lao đến muốn bắt ta, lúc này chúng ta bên này không có một cái dám phản kháng, thấy chạy ta tới, trốn ở sau lưng bọn hắn đều tán đến địa phương khác đi, giống như sợ liên lụy đến mình đồng dạng. Ta cười khổ một cái, thật thất bại, làm sao liền không có một cái mang loại, địa trung đường đến cùng cho ta phân chút thứ đồ gì, quả thực ném âm hành mặt. Chẳng qua ta giống như quá bi quan, dùng mắt liếc một chút phía sau, phát hiện vẫn là có mấy người bất động. Một cái manh muội tử, cột xong đuôi ngựa, mặc cao bồi đai đeo váy, ước chừng 18 tuổi trái phải, mặc dù không có đi, nhưng biểu lộ vẫn còn có chút sợ hãi. Một cái lão đầu, đã mù một con mắt. Hắn một điểm biểu lộ đều không có, nhìn không ra có bất kỳ sợ hãi cảm xúc, ước chừng 50 tuổi. Còn có một cái nhuộm hoa mái tóc màu xanh lục thanh niên, cầm cái kéo tại trước mặt lắc lư, ta liếc mắt nhìn sang còn tưởng rằng hắn là đối mặt, chẳng qua hắn nhìn qua không giống là tiểu lưu manh, ngược lại giống tẩy cắt thổi, tuổi chừng hơn 20 tuổi, thật dài tóc cắt ngang trán che khuất hắn một con mắt, hắn còn cố ý thổi một chút đùa nghịch, hắn cho là mình rất đẹp trai, kỳ thật cực kỳ vớt. Còn có một thanh niên dáng dấp rất tráng, chẳng qua làn da cực kỳ đen, đại khái hơn 20 tuổi, bên cạnh hắn đứng hai cỗ thi thể, không phải là cản thi nhân. Trừ bốn người này, còn có một con chó, là đầu Husky, chờ một chút, Husky. Ta dựa vào, cái này Husky không phải vũ tầm, lúc nào đến. Kafka mặc dù bây giờ đối ta khinh miệt nhìn xem, nhưng ta không đếm xỉa tới nó, hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt, mấy người kia đã đi tới trước mặt ta, đưa tay liền phải đến bắt ta. Lưu tính mạng, ta mắt cũng không chấp cái nào, cũng không để ý tới mấy người này, chỉ là mắt hung hăng trừng mắt Hoàng Mao. Lão bản, thu được, một đạo hàn quang hiện lên, thi ngôn chủy thủ từ mấy người này trước mặt xẹt qua, chỉ nghe thấy bọn hắn kêu thảm một tiếng, trên mặt đất nhiều mấy đầu ngón tay, ta cũng chia không rõ ai là ai, dù sao bọn hắn tất cả đều khoanh tay nằm trên mặt đất kêu thảm, mỗi người đều thiếu một cái ngón tay. Lúc này ta nhìn thấy Hoàng Mao nuốt một ngụm nước bọt, biểu lộ bắt đầu có chút sợ hãi, vừa tới kia một cỗ phách lối đã giảm mấy phần. Đốt thuốc, ta đối mập mạp hô, chàng ích chàng nguyên bộ, ta hiện tại đã không phải là một học sinh cấp 3, ta là trụ cột tinh thần của bọn hắn, ta là lão đại, ta chẳng những có thể đánh, ta còn muốn có khí chàng, chỉ có đem chàng tử chấn trụ, khả năng cho bọn hắn lòng tin, đối mặt 1000 người cũng không cảm thấy mình sẽ thua lòng tin. Mập mạp minh bạch ta ý tứ về sau, hô một câu có ngay,
nhưng ra hỏa này móc ra lại không phải khói, mà là xì gà, sau đó hắn nói phải có khí chẳng phải có cái đồ chơi này, nhưng hắn không biết, ta mẹ nó là lần đầu tiên hút thuốc lá. Ta hít một hơi xì gà về sau, lại không dám khục, chỉ có thể cố nén, đừng đề cập nhiều khó chịu, cuối cùng ta cũng không hút, liền ngậm miệng bên trong làm dáng một chút. Hoàng Mao bị chúng ta hù sợ về sau, cũng không dám lại dở trò gian, trực tiếp liền hô, giết, giết bọn hắn, một cái không. Nhưng hắn lời nói còn chưa hô xong, mập mạp đột nhiên liền cùng một cỗ chiến xa vọt tới, tốc độ của hắn rất nhanh, cùng thân hình của hắn thể trọng hoàn toàn kém xa, ánh mắt của hắn phi thường dọa người, cùng bình thường cười đùa tí tưởng mập mạp hoàn toàn không phải một người. Hoàng Mao nhìn xem mập mạp ánh mắt dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, ánh mắt này đoán chừng đồ tể trông thấy đều sợ. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại tên mập mạp chết bầm này. Hoàng Mao có chút sợ hãi, mập mạp thẳng đến hắn mà đi, đồng thời cỗ khí thế này, giống như mãnh hổ chụp mồi, một cỗ vương giả không thể ngăn cản sức mạnh. Một đám tiểu lưu manh vọt lên, nhưng bọn hắn hoàn toàn ngăn không được, mập mạp một cái tay xuyên qua đám người, trực tiếp liền tóm lấy Hoàng Mao mặt, sau đó đem Hoàng Mao cho ném ra tới, Hoàng Mao lăn một vòng, lăn đến dưới chân của ta. Ta thuốc lá cho đạn đến dưới ngực hắn. Sau đó một chân hung hăng đạp lên hắn mặt, liếm giày, bằng không, ta để ngươi sống không bằng chết. Trong lúc nhất thời, ta đằng sau đột nhiên sôi trào lên, tiếng vỗ tay kéo dài không suy, mọi người cùng đánh thuốc giống như, có chút thậm chí bắt đầu kích động cùng những tên côn đồ kia đánh. Bắt giặc trước bắt vua, lão đại của bọn hắn bây giờ bị ta giẫm tại dưới chân, lần này đám côn đồ trung thực. Hoàng Mao bị ta giẫm tại dưới chân về sau, y nguyên không phục, kêu gào nói tiểu tử ngươi chết chắc. Trời một chủ nhà sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thử xem đụng đến ta một cây lông tơ. Ta nở nụ cười gằn, đối với hắn nhổ một ngụm tinh bọt, đem trước đó kia một chút còn cho hắn, sau đó một chân giẫm tại trên miệng của hắn, để hắn lời nói đều nói không nên lời. Đưa đao cho ta, ta treo xì gà nói. Lúc này không biết là ai hướng ta đưa qua một thanh khảm đao, ta sau khi nhận được, không cần suy nghĩ trực tiếp phế bỏ Hoàng Mao một lỗ tai, hắn kêu thảm một tiếng về sau. Đầy tay là máu che lỗ tai lăn lộn trên mặt đất. Những người khác vốn là tại đè lại mập mạp, Hoàng Mao bị ta cắt lỗ tai về sau, bọn hắn lập tức liền chấn trụ, tùy theo mà đến là phẫn nộ, lão đại tại 1000 người trước mặt bị tổn thương, khả năng bọn hắn cảm thấy đây là sỉ nhục, tất cả đều hướng ta lao đến. Quá nhiều người, mập mạp ngăn không được, chỉ có thể quán tính né tránh, thi ngôn hướng ta nháy mắt, ra hiệu ta cưỡng ép Hoàng Mao áp chế bọn hắn, không phải thoáng một cái toàn xông lại. Chỉ bằng chúng ta mấy cái, có chút không chịu đựng nổi. Thi ngôn cái này đích thật là biện pháp tốt, nhưng ta không muốn làm như vậy, dạng này quá uất ức, coi như đến 1000 cái, ta cũng không sợ, người bình thường thôi. Ta gọi thi ngôn cùng mập mạp trước giúp ta ngăn cản một hồi, sau đó quay đầu đi đối cái kia có hai cỗ thi thể dáng dấp đen nhánh tiểu tử hỏi, người gọi cái gì? Tiểu tử lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn trả lời, gọi ta hắc tử là được, ta là cản thi nhân. Nguyên lai thật sự là cản thi nhân, trách không được bên người đi theo hai cỗ thi thể, ta liếc mắt nhìn, phát hiện cái này hai cỗ thi thể cùng bình thường thi thể không có gì khác nhau, liền rách rách dưới dưới một điểm, trên mặt không có một khối hoàn chỉnh, coi như xem như cương thi dùng, cũng không có gì sát khí, trách không được bị lưu lại. Ngươi sẽ khống chế thi thể sao? Ta hỏi. Hắc tử nói sẽ a, hắn chính là cản thi nhân, tay nghề này khẳng định sẽ, nói xong vội vàng đong đưa linh đang, bóp thủ quyết bắt đầu cản thi. Chẳng qua ta nhìn hắn thủ quyết bóp lung tung ngổn ngang, đoán chừng là tân thủ, quả nhiên, kia hai cỗ thi thể không nhúc nhích, một điểm phản ứng không có. Ta nói dẹp đi đi, ta dạy cho ngươi mới cản thi pháp, nhưng so sánh ngươi cái này lợi hại nhiều, nói xong ta kêu hắn nhìn ta tay, sau đó hướng trên trán của hắn dán một tấm hoàng phù. Hắc tử một chút liền gấp, nói hướng hắn trên trán dán cái đồ chơi này làm gì, hắn cũng không phải thi thể. Ta kêu hắn đừng lên tiếng, chờ xuống liền biết. Sau đó hướng hắn trên trán đập 3 lần, cắn nát ngón tay về sau, điểm tại mi tâm của hắn, lại đem hắn tay cùng thi thể giao nhau, 10 mấy giây qua đi, hắc tử thân thể liền ngã xuống, bên cạnh một cỗ thi thể ngược lại động. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng ta giết hắc tử, dọa đến sắc mặt đều trắng rồi. Ta nói không cần sợ hãi, ta đã đem hắc tử linh hồn chuyển qua trên thi thể đi, đây là Mao Sơn quỷ đạo bên trong di hồn đại pháp. Có thể đem người hồn phách chuyển qua tùy ý một cỗ thi thể bên trên, hiện tại hắc tử triệt để trưởng khống cỗ thi thể này, liền cùng thân thể của mình đồng dạng, nhưng không có đau đớn, lại lực lớn vô cùng, một bộ có ý thức tử thi, đây chính là cực kỳ khủng bố sự tình.
Cuốn thứ ba Mao Sơn Quỷ Đạo chính là lợi hại như thế, chẳng những ghi chép câu hồn thuật, còn có di hồn đại pháp, nếu như ta về sau thuần thục vận dụng, uy lực có thể nghĩ. Hắc tử linh hồn chuyển qua trên thi thể về sau, ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, biết nguyên lý về sau, lập tức té ngã dã thú đồng dạng đánh giết ra ngoài, đem Thi Ngôn cùng Mập Mạp giật nảy mình. Những tên côn đồ các cái kia không phải âm nhân, nhìn thấy thi thể đập ra đến, dọa đến mặt đều xanh, tăng thêm chặt lại chặt bất tử, đánh lại không đánh nổi, chỉ có thể run run rẩy rẩy lui về sau, nơi nào còn có cứu lão đại tâm tình, từng cái rụt trở về. Ta nở nụ cười gằn, nói các ngươi liền chút năng lực ấy. Một con cương thi liền đem các ngươi hù sợ rồi. Đám kia tiểu lưu manh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám bên trên, hắc tử hướng bọn họ gào thét một tiếng, bọn hắn lại dọa đến lui về phía sau mấy bước, lúc này mọi người mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, tất cả đều sử xuất âm thuật, những tên côn đồ các cái kia nhìn thấy quỷ quái, dọa đến nước tiểu đều vẩy ra đến mấy giọt, nhanh chân liền chạy, liền hoàng mao đều mặc kệ, không có vài phút, chỉ còn lại cuồn cuộn cho bụi ở trên bầu trời tung bay, cái này 1000 người gan, cộng lại chả ta một người lớn. Nếu như thiên mãn nhìn thấy, nhất định có thể tức chết đi được. Hoàng Mao biết đại thế đã mất, cũng sợ hãi cực, xoay người liền đối ta quỳ, lão đại, bỏ qua cho ta đi, ta. Ta cũng là bị người sai xử, không liên quan chuyện ta, thật. Nhìn xem gia hỏa này nghèo túng dáng vẻ, ta cảm giác có chút buồn cười, mới vừa rồi còn một bộ rất chảnh dáng vẻ, hiện tại liền cùng con chó chết, thật là một cái đồ bỏ đi, trách không được chỉ có thể làm thiên mãn thủ hạ một con chó. Hoàng Mao thấy ta không nói lời nào, chỉ là cười lạnh, hắn càng thêm sợ hãi, toàn thân đều phát run lên, sợ ta muốn hắn mệnh. Ta cho ngươi liếm giày, ta liếm. Hoàng Mao đột nhiên quỳ ở trước mặt ta cho ta liếm lên giày, nhưng ta cảm thấy trước nay chưa từng có buồn nôn, liền đá một cái bay ra ngoài hắn. Cút, ta đối hắn quát. Hoàng Mao rốt cục như chút được gánh nặng, giấy dụa lấy đứng lên về sau, lảo đảo hướng về sau chạy đi, vừa vặn cùng trở về Mập Mạp đụng cái mặt. Mập Mạp lại một chân đem hắn đá trở về, lỗ tai không muốn kéo. Muốn, Hoàng Mao nơm nớp lo sợ nhặt lên lỗ tai nhét vào trong túi, sau đó thật nhanh thoát đi. Ta cười khổ một cái, còn tưởng rằng là một trận ác chiến, không nghĩ tới chỉ là một đám giấy da người, ta hơi thi tiểu thuật, vẻn vẹn một cỗ thi thể liền đem bọn hắn dọa lùi, quả nhiên đây đều là bất nhập lưu tiểu lưu manh mà thôi, thiên mãn cũng không có gì ánh mắt, khả năng hắn cũng không nghĩ tới, bọn này tiểu lâu la đầu là ta. Chẳng qua ta không dám cao hứng quá sớm, cao thủ chân chính, đều ở bên trong. Gặp được bọn hắn đó mới là một trận ác chiến. Giải quyết tiểu lưu manh về sau, ta giơ lên nắm đấm hô, muốn đi hiện tại có thể đi, không muốn đi, trước ước lượng một chút mệnh có đáng tiền hay không, cảm thấy không quan trọng, liền cùng ta giết tiến thiên gia. Nghe ta về sau, đi một nửa, cũng lưu lại một nửa, so lúc bắt đầu muốn tốt, có lẽ là ta vừa rồi cho bọn hắn lòng tin. Không phải bọn hắn cũng không có khả năng đem mệnh cược tại trên người ta, thắng, làm dạng dỡ tổ tông, ghi vào sử sách, thua, trên hoàng tuyển lộ thấy. Việc này không nên chậm trễ, đã quyết định đi theo ta, vậy liền minh mông cuồn cuộn giết tiến thiên ra đi. Ta đem hắc tử linh hồn trả lại về sau, liền dẫn những người còn lại tiến về thiên gia đại viện, lúc này thần ninh lão đầu ra tới, hắn đối ta khuyên can nói tiểu tử, đi thôi, vừa rồi ngươi chỉ là may mắn, đối thủ là một đám đi người ngoài. Đi vào bên trong, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không nói gì, hướng hắn hơi cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước, thần ninh lão đầu thở dài, dùng một bộ nhìn người chết ánh mắt đưa mắt nhìn ta rời đi. Đi vài bước về sau, Mập Mạp đột nhiên hỏi ta, hậu viện ít người, chỉ có một cái đường chủ trông coi, chúng ta không phải hẳn là trước từ bên kia tấn công vào đi sao? Mập Mạp tuy có đạo lý, nhưng ta không cho rằng như vậy, hậu viện cái kia một đội người tác dụng quá nhỏ. Ta trước tiên cần phải đi cứu cửu thúc bọn hắn, lấy những cái này các đại lão tính tình, chắc chắn sẽ không tiếp nhận thiên mãn nhục nhã, đến lúc đó hợp lại, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không phải ta xem thường hậu viện những người kia, chỉ là cửu thúc bọn hắn đối âm hành tác dụng không cần nói cũng biết, không phải ta không đối xử như nhau, mà đây là một trận chiến tranh. Ta muốn thắng, liền phải hạ tốt mỗi một bước cờ. Đi vào thiên gia cổng thời điểm, đại môn đã sớm mở ra. Ta mang theo người cẩn thận từng ly từng tí vọt vào, lúc này Bách Lý Thanh Vân đã mang theo những người còn lại đang chém giết lẫn nhau, nhưng ở ba cái đường chủ vây quét dưới, đã thừa không được mấy người. Lúc này ta xâm nhập, cũng không có cho ba cái đường chủ mang đến bao lớn bối rối, bọn hắn thậm chí có chút khinh thường ta, Bạch Phú Hồng nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, mà là đối cửu thúc bọn hắn nói,
thiếu chủ nói, đem quần áo ném đi, từ nơi này lăn ra ngoài, tha bất tử. Những người khác làm sao có thể đáp ứng, đương nhiên thề sống chết không từ, bọn hắn đều là âm hành người có mặt mũi, nếu như vậy ra ngoài, về sau đoán chừng sống còn khó chịu hơn chết. Cửu thúc nhìn chúng ta đến về sau, đột nhiên đối ta quát, các ngươi còn tới làm gì, ngươi cái thối đồ đần, có thể hay không làm đội trưởng, thế mà còn dẫn người đi tìm cái chết, địa trung đường mắt mù, chọn cái dạng này đồ chơi. Khả năng quá mức kích động, cửu thúc trái tim lại kịch liệt đau đau, hắn chăm chú che ngực, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp, trên trán tràn đầy mồ hôi, Ngụy Thư Đình ở bên cạnh chăm chú vịn hắn. Bách Lý Thanh Vân nhìn ta liếc mắt, nhíu mày, trên người hắn tất cả đều là máu, mặt mũi tràn đầy cũng đều là vết máu, sống đến bây giờ, đoán chừng nhờ có Bách Lý Thanh Vân, người này ta vẫn luôn cảm thấy không đơn giản, cho đến bây giờ, ta đều cảm thấy hắn không có sử xuất toàn lực, trên người hắn nữ nhân kia hình xăm, khẳng định sẽ để cho hắn còn có phát huy không gian. Chủ nhà thế nào rồi? Bách Lý Thanh Vân đối mặt với địch nhân, nhàn nhạt đối ta hỏi. Ta biết Bách Lý Thanh Vân hỏi chính là Huyền Âm, hắn hiểu được ta nhìn màn hình giám sát mới tới. Ta cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời, sống chết không rõ, bị treo ở thiên gia trước đại sảnh, ba cái đều là. Bách Lý Thanh Vân rung động run một cái, nhưng trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, chẳng qua Ngụy Thư Đình mắt lại đỏ, ta đoán chừng nữ nhân này, liền đối địa trung đường tốt nhất. Sâu quai nón cười lạnh một tiếng, nói không cần lo lắng, các ngươi rất nhanh đều có thể đi trên hoàng tuyền lộ làm bạn, chẳng qua hắn cũng không rảnh rỗi nhìn, hắn phải uống rượu mừng đi. Sâu quai nón sau khi nói xong, nhặt lên trên đất thiệp cưới, sau đó cùng khỉ ốm, lưng còng lão lục nghênh ngang rời đi, bọn hắn cảm thấy cửu thúc đám người này đã thoi thóp, mà vừa mới tiến đến chúng ta lại là một đám lâu la, căn bản một điểm uy hiếp không có, ba cái đường chủ đủ để giải quyết, cho nên liền đi uống rượu mừng đập thiên mãn mông ngựa đi. Ba người này sau khi đi, Bạch Phú Hồng cũng không dài dòng, trực tiếp ra lệnh, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Ta xoay mấy lần cổ, phát ra vài tiếng giòn vang, ha ha, cái này cần có bao nhiêu xem thường ta, đều vội vàng đi uống rượu mừng đâu. Có ta ở đây, cái này rượu mừng ai cũng uống không thành. Thiên gia rất nhiều người, tăng thêm chúng ta bên này vốn dĩ đã làm phản người, ta mang đến cái này 100 người căn bản không đáng chú ý, cũng đều là một chút đạo hành thấp người. Chẳng qua gặp phải đại bộ đội về sau, bọn hắn đột nhiên liền có lực, liều mạng mệnh chống cự, chẳng qua cũng là liên tục bại lui. Cửu gia vẫn là tiếp tục mắng lấy ta, nói ta sọ não có vấn đề, còn dẫn người tới chịu chết, sớm biết vừa rồi tại mộc lều, hắn nên đem ta làm thịt. Mập mạp có chút khó chịu, nghĩ mắng lại vài câu, ta vội vàng kéo hắn lại, bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm, hiện tại chuyện quan trọng nhất là trùng điệp đánh lão nhân này mặt, đã ta đến. Chết cũng không thể cho Mao Sơn quỷ đạo bốn chữ này mất mặt, vừa rồi khinh thường, ta phải tự tay nhét về những người này miệng bên trong, nhưng tình huống bây giờ không thể lạc quan, muốn lật bàn, ta phải đem ba cái kia đường chủ cho làm thịt. Thiên gia ba cái đường chủ, Bạch Phú Hồng, Thanh Phong, Soái Ngọc, từng cái đều là đỉnh tiêm cao thủ, muốn thắng bọn hắn không dễ dàng, chẳng qua chỉ cần mập mạp cùng Thi Ngôn đem bọn hắn trong đó hai cái kiểm chế lại, ta liền có thể dần dần đánh tan. Mập mạp. Ngươi chọn một đi, ta đối hắn nhỏ giọng nói. Mập mạp nhìn thoáng qua Soái Ngọc, biểu thị liền hắn, Thi Ngôn càng là không khách khí, trực tiếp liền vung chủy thủ đâm vào Bạch Vũ Hồng, ta cùng mập mạp cũng không làm phiền, trực tiếp liền lên đi cùng cái khác nhóm xoay đánh lên. Ba người bọn hắn không nghĩ tới chúng ta lại dám trực tiếp liền động thủ, bọn hắn thực chất bên trong là xem thường chúng ta, đối với chúng ta bổ nhào tự nhiên khinh thường, cũng là bởi vì dạng này, bọn hắn mới ăn lớn thua thiệt ngầm. Thi Ngôn chủy thủ càng lúc càng nhanh, quả thực đến hoa mắt tình trạng, mỗi một cái đều kém chút tại Bạch Vũ Hồng trên cổ vạch ra một đạo huyết hồng đường vòng cung, Bạch Vũ Hồng lần này kịp phản ứng, ở trước mặt nàng, không phải cái gì người bình thường. Nhưng lúc này nàng đã tới không kịp phản kích, Thi Ngôn tiến công vẫn luôn không có đình chỉ qua, nàng thân thể thậm chí cũng không kịp đứng vững, chủy thủ lại dẫn một trận hàn quang lóe lên đi, nàng chỉ có thể một mực tránh né, căn bản tìm không thấy cơ hội phản kích. Mập mạp bên này cũng thế. Hắn một mực lợi dụng mình thể trọng ưu thế cùng Soái Ngọc quấn đánh, từng cái ôm quẳng để Soái Ngọc đầu óc choáng váng, liền âm thuật đều không dùng được, hai người chỉ có thể trên mặt đất xoay đánh nhau. Thanh Phong trông thấy tình huống này nghĩ đi lên hỗ trợ, nhưng lúc này một trận trầm đục tại sau lưng của hắn truyền đến, ta một cái ngũ lôi chú trực tiếp đánh phía bờ vai của hắn. Thanh Phong phản ứng rất nhanh, vội vàng né tránh, nhưng ta ngũ lôi chú tốc độ so trước kia nhanh hơn không ít, hắn không hoàn toàn né tránh.
bị chém trúng nửa cái bả vai, hắn kêu lên một tiếng đau đớn thối lui về sau, nửa cái bả vai đều phát tiêu, bên trong da thịt còn thấm lấy máu. Thanh Phong nhíu mày, quát to, Ngũ Lôi chú, ngươi đến cùng là ai? Mao Sơn quỷ đạo hẳn là bị diệt môn, chẳng lẽ, ngươi chính là âm hành mới ra đến tiểu tử kia, Lâm Nguyên? Ta hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt đáp, chính là ta. Thanh Phong sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, còn tưởng rằng nghe đồn là giả, chỉ là một cái thần côn, không nghĩ quả là quỷ đạo truyền nhân. Ta không có thời gian lại cùng hắn giải dòng, Ngũ Lôi chú lần nữa đập tới, Thanh Phong giải khai găng tay, cũng một quyền đánh vào ta Ngũ Lôi trên lòng bàn tay, ta nhìn thấy trên tay của hắn tất cả đều là phù văn, những cái kia phù văn phát ra kim quang nhàn nhạt, không ngừng vờn quanh ở quả đấm của hắn, cùng trước đó trời dùng một lát qua một loại thuật rất giống. Ta cùng hắn đánh cái chia 5 năm, hai người sau khi tách ra, các lui lại mấy bước, xem ra Ngũ Lôi chú thắng không được hắn, ta phải dùng mới thuật, đến từ cuốn thứ 3 Mao Sơn quỷ đạo mới thuật. Thanh Phong đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, sau đó cảnh giác nhìn ta, chẳng lẽ cao thủ đều có thể ý thức được nguy hiểm không? Hừ, không hổ là thiên gia đường chủ, chẳng qua lần này, ta không phải thắng bọn hắn không thể, xin lỗi, trời một. Cuốn thứ 3 Mao Sơn quỷ đạo ghi chép một loại đạo pháp. Gọi cát đỏ câu hồn tay, này đạo pháp luyện thành sau có thể khiến người sinh ra thần lực, biến ảo khó lường, sách lực vận lực lúc, tay trái hiện lên màu đỏ thẫm một màu đỏ, mật điểm trạng cát ban, đập nện địch nhà thân thể sau thì khiến cho thần hồn điên đảo, tinh thần mê hoặc, khí lực thất lạc, rất người có thể đem hồn phách móc ra tới. Chẳng qua cát đỏ câu hồn tay, giới hạn trong càn người, nam tính người thao tác diễn luyện, khôn người, nữ tính nghiêm cấm thao tác, nếu không đem dẫn đến bại máu vong âm chi ác quả. Cát đỏ câu hồn tay thuộc về nửa dương nửa âm đạo pháp, đã có thể giết người, cũng có thể chu quỷ, uy lực không hề tầm thường, mặc dù ta chỉ luyện không có mấy ngày, nhưng hẳn là đủ để đối địch. Lần này ta cắn nát bờ môi, phun một ngụm máu trên tay, vẽ xong phù chú về sau, ta khí vận đan điền, nội kình chìm xuống, hét lớn một tiếng liền hướng Thanh Phong một móng vuốt móc qua. Thanh Phong không nhìn ra ta đây là manh mối gì, một chân hướng ta đá tới, ta một chảo chộp vào chân hắn trong lòng. Không thể không nói, Thanh Phong thực lực xác thực rất mạnh, hắn một chân đem ta đạp lui vài chục bước, chẳng qua hắn đã chúng ta cát đỏ câu hồn tay, hắn chân chạm đất về sau, người thế mà mơ mơ màng màng lắc lư lên, đứng cũng không vững, hắn có chút không hiểu, vịn cái trán vẻ mặt nghi hoặc. Ta sẽ không để cho hắn có cơ hội phản ứng, vội vàng vây quanh hắn phía sau, song chảo phát ra cùng một lúc, một chút bắt lấy hắn hai cái bả vai sau đó nhấc lên, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, xương cốt của hắn giống như bạo liệt giống như. Cả người còn cùng mất hồn đồng dạng, ngồi sập xuống đất không nhúc nhích, hai mắt vô thần. Đây là ta lần thứ nhất dùng cát đỏ câu hồn tay, không nghĩ tới uy lực như thế lớn, nếu như đối thủ bên trong cái này chiêu, liền sẽ cùng mất hồn giống như, tác dụng quả thực quá lớn. Nếu như là quỷ hồn chúng, vậy liền sẽ hồn bay yên diệt, cái này nhưng so sánh Ngũ Lôi chú lợi hại nhiều. Không có khả năng, tiểu tử này mặc dù so ta tưởng tượng bên trong lợi hại, nhưng không có khả năng Thanh Phong liền hoàn thủ cơ hội đều không có liền biến thành dạng này, hắn đến cùng làm cái gì? Bạch Phú Hồng kinh ngạc hô. Trừ Bạch Phú Hồng, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người, cửu thúc càng là kinh ngạc không ngậm miệng được, không có người sẽ nghĩ tới, mới vừa rồi còn bị không để ý tới ta, 10 phút đồng hồ không tới liền giải quyết một cái đường chủ, đây quả thực quá khó mà tin nổi, mà lại chính ta, lông tóc không tổn hao. Ta tin tưởng nơi này không ai có thể làm đến lông tóc không tổn hao liền đánh bại một cái đường chủ, trừ ta. Lão đại, lão đại, lão đại, hô hô hô. Hô hô hô, ta mang tới người đột nhiên a hô lên, mà lại một mặt hưng phấn, mang trên mặt sùng bái bọn hắn thế mà điên cuồng lên, điều này thực đem đối thủ giật mình kêu lên. Cửu gia bên này người đột nhiên đối ta bắt đầu có lòng tin, có thể là ta cho hy vọng thắng lợi, mọi người càng đánh càng ra sức, đối diện ngược lại có chút héo rút. Nhiều chúng ta mấy lần người lại đột nhiên bị đánh trở về. Bạch Phú Hồng cùng Xoáy Ngọc bắt đầu không bình tĩnh, nhìn xem ngốc ngồi yên ở trên mặt đất Thanh Phong đường chủ, bọn hắn có chút lòng còn sợ hãi, bởi vì hoàn toàn không biết ta dùng cái gì tà thuật, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn phát hiện mập mạp cùng Thi Ngôn thế mà có thể cùng bọn hắn bất phân cao thấp, bọn hắn một chút thượng phong đều không chiếm được. Tránh ra, Thi Ngôn, ta không có dừng bước lại, vội vàng thừa thắng xông lên, ta ra chảo tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay cả chính ta đều có chút kinh ngạc, bởi vì ta phát hiện mắt của ta đột nhiên nhìn có chút không rõ mình ra chiêu, Bạch Vũ Hồng cũng rất giống mộng, nàng đối tốc độ của ta thế mà hoàn toàn phản ứng không kịp.
Ta một móng vuốt hướng Bạch Vũ Hồng lồng ngực đánh tới, nhưng ta quên đây là nữ nhân, lần này giống như bắt đến kẹo đường đồng dạng. Bạch Vũ Hồng không có né tránh, cũng không có thét lên, người thật giống như chỗ này đồng dạng, cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó hai mắt vô thần cùng mất hồn giống như. Kế tiếp, ta quát to, chỉ còn lại một cái liền giải quyết xong, thắng lợi trong tầm mắt. Giải quyết hai cái về sau, Soái Ngọc có chút hoảng, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chính là cái này một loại quỷ bí làm cho hắn sợ hãi, hắn đá một cái bay ra ngoài mập mạp về sau, từ dưới đất nhảy lên một cái, sau đó tốc độ ánh sáng thoát đi. Ta vội vàng đuổi theo, sau đó một chảo hướng sau lưng của hắn chộp tới, Soái Ngọc phản ứng so Bạch Vũ Hồng phải nhanh, hắn uốn éo thân tránh khỏi, sau đó một tay chạm đất, một chân hướng ta bay đá tới. Ta cười lạnh một tiếng, dạng này vừa vặn, ta một chảo bắt lấy hắn chân, sau đó đem cả người hắn nhấc lên hất lên, cả người hắn đều bị ta quăng bay đi đến không trung, chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, người cũng trước mặt hai cái đường chủ đồng dạng. Ba cái đường chủ, nhẹ nhõm giải quyết. Đến bây giờ ta mới hiểu được trời một là cái gì gọi là ta nhất định phải đi học cuốn thứ ba Mao Sơn quỷ đạo, câu hồn thuật, di hồn thuật, cát đỏ câu hồn tay, quyển sách này ghi lại đạo thuật, có thể nói là uy lực vô cùng, nếu như ta không có nó, trận này chiến ta tuyệt đối thắng không được. Ba cái đường chủ đổ xuống về sau, thiên gia người bắt đầu hoảng, những cái kia làm phản âm hành người càng sợ chết hơn, vội vàng nhanh chân liền chạy, hướng phía đại sảnh vị trí đi tìm chân chó của bọn họ chủ tử đi. Thiên gia người xem xét, cũng đi theo chạy, ta đây mới một lần nữa thở phào một cái, rốt cục thắng. Chúng ta bên này người lập tức reo hò lên, cửu thúc bọn hắn cũng bắt đầu đối ta lau mắt mà nhìn, vừa rồi loại kia xem thường biểu lộ đã không còn sót lại chút gì. Tiểu tử, có thể, người vừa rồi dùng đến cùng là bí thuật gì, thế mà lập tức đem ba cái đường chủ cho quật ngã. Cửu thúc ha ha phá lên cười, chẳng qua hắn hiện tại không thể đại hỉ hoặc là đại bi, một cao hứng, trái tim vừa đau. Ngụy Thư Đình vội vàng giúp hắn xoa trái tim. Mập mạp đối cái này cửu thúc khó chịu thật lâu, vội vàng châm chọc nói cái này gọi rõ ràng là cháu trai, lại muốn nhìn không dậy nổi ra gia thuật, đúng không? Tiểu ca, ta nở nụ cười, không nói gì, cửu thúc lão nhân này mắt chó coi thường người khác, là nên thật tốt giáo huấn một chút hắn, chẳng qua ta nể tình hắn tuổi đã cao phân thượng, để mập mạp nói là được. Mập mạp một tát này có thể nói là đánh cho phi thường vang. Cửu thúc sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, vừa rồi thật sự là hắn rất xem thường chúng ta, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, ta thế mà lập tức liền thu thập ba cái đường chủ, đây hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Cửu thúc không dám nói nữa, chỉ có thể ngậm lấy thuốc lá sợi, những người khác càng không dám nói lời nào, sợ mập mạp đánh mặt của bọn hắn, vừa rồi ai bảo bọn hắn mắt chó coi thường người khác, ta cái này đội thứ tư đội trưởng, xem như mở mày mở mặt một cái, cũng coi là không có ném Mao Sơn quỷ đạo mặt. Hiện tại lấy được thắng lợi, chúng ta có thể nói thẳng, chẳng qua bên trong đối thủ thế nhưng là thiên mãn, nhiều người cũng vô dụng, huống hồ rất nhiều thương binh, còn có hậu viện cũng cần chi viện, ta quyết định mang một tiểu đội người giết tiến đại sảnh là được, những người khác cứu người về sau, trực tiếp rút khỏi bên ngoài chờ. Trừ ba người chúng ta bên ngoài, trước đó đi theo ta phía sau nửa mù lòa lão đầu, cột xong đuôi ngựa nữ hài, còn có tẩy cắt thổi đều muốn cùng đi theo, Bách Lý Thanh Vân cũng muốn đi. Tăng thêm một mực đi theo ta nhị cáp, cái này một tiểu đội liền 7 người thêm một cái nữa chó, những người khác cứu người hoàn mỹ sau đều rút, cái này thắng thua, liền cược tại trên người chúng ta. Ngay tại chúng ta đang định rời đi thời điểm, đột nhiên cửu thúc bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt của chúng ta. Ta có chút kinh ngạc, lão nhân này thế mà lại quỳ ta. Ta không có nhìn lầm a. Trông thấy cửu thúc hướng ta quỳ xuống, ta có chút kinh ngạc, cái này tiểu lão đầu đến cùng tại tính toán gì. Không riêng gì ta, những người khác càng thêm kinh ngạc, tất cả đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn ta, có thể để cho cửu thúc quỳ xuống người, khả năng trong mắt bọn hắn đều tương đối hiếm lạ đi. Ta vội vàng nói, đừng, đừng, ta nhưng không chịu nổi, nhanh lên, có lời nói, ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Cửu thúc nói, cái quỳ này, không phải vì hướng ta xin lỗi, mà là muốn cầu cạnh ta. Ta nhíu mày, hỏi là chuyện gì, nếu như ta có thể làm đến. Ta tận lực làm được, trước dậy lại nói lời nói. Cửu thúc y nguyên không dậy, mà là đối ta khẩn cầu, dâu quai nón 6 tuổi năm đó, ta bơi đống rác đem hắn nhặt trở về, nuôi hắn hơn 20 năm, hôm nay, hắn cắn ta một hơi, trong lòng ta thật sự là vừa hận vừa đau, nhưng ta hiện tại tình trạng, căn bản không có cách nào thanh lý môn hộ, thỉnh cầu ngươi đem đầu của hắn mang cho ta trở về, ngày sau ngươi lâm nguyên sự tình, chính là ta sự tình,
tuyệt không hai lời. Lúc này mập mạp đụng đụng cánh tay ta lặng lẽ nói, khoản này thanh âm có lời, không bằng. Đáp ứng trước. Đã mập mạp đều như vậy nói, ta liền miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, dù sao chờ xuống chiến thiên mãn, dâu quai nón khẳng định phải thu thập, cũng liền thuận tay sự tình. Cửu thúc thấy ta đáp ứng, lúc này mới tại Ngụy Thư Đình nâng đỡ đứng lên, về sau hắn đem thuốc lá trên tay thương đưa cho ta. Ta có chút mơ hồ, ta cũng không có hút thuốc a, cho ta cái đồ chơi này làm gì. Chẳng qua cái này tẩu hút thuốc ta cầm trong tay cảm giác có chút quái dị, rõ ràng bóng loáng cán thương, sợ ở trong tay lại cảm giác lông xù, lại nhìn khói miệng, thật giống như nằm sấp một con cỡ nhỏ hồ ly, chẳng qua thoáng chớp mắt liền chui đi vào không gặp. Cửu thúc nói, cái này tẩu hút thuốc có bạch hồ hồn phụ ở trên đây, phun ra ngoài sương mù có thể khiến người ngẩn người cùng mê hoặc người khác, chờ xuống có thể sẽ đối ta có trợ giúp, mà lại không dùng khói tia, cũng có thể phun khói. Trách không được ta cho tới bây giờ không gặp cửu thúc đưa qua làn khói, hóa ra là chuyện như thế, nghe cửu thúc nói như vậy, cái này tẩu hút thuốc vẫn là cái thứ tốt, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ta thu hồi tẩu hút thuốc, dự định cáo biệt cửu thúc bọn hắn thời điểm, đột nhiên mắt cá chân ta bị một người cho kéo lấy, ta lập tức toàn thân chấn động, sẽ không phải là đường chủ nhóm phục sinh đi. Nhưng khi ta quay đầu lại thời điểm, mới phát hiện kéo lấy ta mắt cá chân chính là cường tử. Cường tử bị dâu quai nón song trưởng vỗ trúng đầu, hiện tại cũng còn tại thất khiếu chảy máu, hắn nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Cường tử chật vật ngẩng đầu lên đối ta khẩn cầu, mang. Mang ta lên, ta cường tử mệnh, về ngươi. Ta hơi kinh ngạc, đều bị thương thành dạng này, vì cái gì còn muốn cậy mạnh. Trong này đối thủ thế nhưng là thiên mãn, ta không muốn mang cái thương binh tăng thêm chúng ta gánh vác. Ta dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt. Nhưng cường tử y nguyên không chịu buông tay ra, hắn kỳ thật lực tay phi thường nhỏ, ta một giấc là có thể đem hắn đá văng ra, chỉ là ta không đành lòng, dù sao hắn hiện tại bị thương cũng không nhẹ. Dâu quai nón cái này hỗn đản, đầu của hắn, nhất định phải thuộc về ta. Cường tử mắt đột nhiên trở nên như là chó sói hung ác, hắn một cái tay khác chăm chú nắm thành quyền đầu, chợt nện ở mặt đất. Ta không cam tâm, ta lần này nhất định sẽ không thua, cầu ngươi, về sau ta cường tử mệnh, ngươi muốn. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 giây đồng hồ liền đưa đến trên tay của ngươi. Cường tử cắn răng, hận hận khẩn cầu. Ta ngồi xổm xuống, nhìn qua mắt của hắn, ánh mắt so hắn còn hung ác, hắn tuyệt không hư, một mực chăm chú nhìn ta hai mắt. Hừ, là cái nhân vật hung ác, người này có thể mang lên. Ta đột nhiên đem hắn từ dưới đất nắm chặt lên, sau đó chợt đập hắn 7 cái huyệt vị, cuối cùng một chưởng đánh vào hắn trên đỉnh đầu, đột nhiên ngân châm phốc một tiếng, liền bay ra. May mắn ta né nhanh, bằng không, đoán chừng ta liền bị đâm vừa vặn. Cường tử ngân châm sau khi ra ngoài, hắn đột nhiên cùng sống đồng dạng, hung hăng liền từ dưới đất nhảy lên, hắn lau sạch sẽ máu trên mặt, sau đó quỳ xuống đến cùng cửu thúc tạm biệt. Cường tử vô năng, để cửu thúc thụ tên xúc sinh kia khi dễ, chẳng qua ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. Cửu thúc vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó đối cường tử phất phất tay, ra hiệu hắn đi thôi. Chúng ta cùng cửu thúc cáo biệt xong. Liền thẳng đến thiên gia đại sảnh bên kia, thiên mãn cùng mã lâm hôn sự này, lão tử cũng không đáp ứng. Dọc theo con đường này, chúng ta gặp rất nhiều trấn giữ thiên gia tiểu binh, chẳng qua đều bị từng cái giải quyết, đều là chút lính tôm tướng cua, căn bản không đáng nhắc đến, chỉ là lãng phí chúng ta thời gian. Trừ ta biết những người kia, mới mang tới 3 cái kia cũng rất giống rất có thể đánh, theo thứ tự là nửa mù loà tiểu lão đầu, buộc xong đuôi ngựa nữ hài, còn có tóc nhiễm phải xanh xanh đỏ đỏ tẩy cắt thổi. Trên tay hắn cái kéo rất là lợi hại, sai sử mấy lần về sau, còn có thể biến thành dao cạo, đồng thời đao đao phong hầu. Ta có chút kỳ quái, thứ tư phân đội thế mà còn có cao thủ. Chẳng lẽ cũng giống như ta, đắc tội địa trung đường. Ở trên đường ta gọi bọn họ giới thiệu một chút, đều tên gọi là gì, ăn loại kia người chết cơm. Nửa mù loà lão đầu nói hắn gọi Trình Ba, người khác đều gọi hắn mù lão tam, trước kia là cái trộm mộ, bởi vì trộm mộ thiếu đạo đức nhất. Bị âm hành người chỗ xem thường, cũng là âm hành thấp nhất nghề nghiệp, cho nên bị phân tại thứ tư tiểu phân đội. Song đuôi ngựa nữ hài nói nàng gọi nhân nhân, nàng là cái nuôi quỷ sư, nàng trời sinh mệnh cứng rắn, chẳng những khác người nhà, khác bằng hữu thân thích, chỉ cần bên người nàng có sinh mệnh, nàng đều khác, cho nên nàng từ nhỏ đã là cô nhi, thậm chí liền một người bạn đều không có. Về sau lớn lên, nàng nuôi sủng vật đều không có một con có thể sống, thực vật cũng không được. Liền cây xương rồng cảnh cũng nuôi không sống, thế là nàng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn hiện tại nghề nghiệp,
nàng đi nuôi quỷ, dạng này cũng không thể chết đi. Nhưng ra ngoài ý định chính là, nhân nhân liền quỷ đều nuôi không được, nuôi quỷ không phải tan thành mây khói, chính là chạy trốn, tình nguyện không đầu thai, cũng không muốn cùng nhân nhân ở chung một chỗ. Lúc này nhân nhân mới hiểu được, mạng của mình thế mà đã cứng rắn đến, liền quỷ đều khắc. Chẳng qua nhân nhân tại mình 20 tuổi sinh nhật ngày ấy, gặp một con rất đặc biệt quỷ, cái này quỷ cái đầu rất nhỏ, thân cao cùng 5 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm, đầu của nó rất lớn, thân thể rất nhỏ, cùng cái đầu to nhi tử đồng dạng, trên mặt thịt đô đô, phi thường đáng yêu, nhân nhân là tại một tòa cũ nát miếu nhặt được, cái gọi là miếu chính là cung phụng thổ địa công công miếu. Cái này đại đầu quỷ tựa như là uống trộm thổ địa công công cung cấp rượu, thế là liền rượu đổ vào trước miếu, người khác nhìn không thấy, nhân nhân là nuôi quỷ sư, tự nhiên có thể phát hiện, thế là liền đem nó nhặt trở về nuôi. Để nhân nhân không nghĩ tới chính là, cái này đại đầu quỷ một mực không chết không có chạy, một mực bồi nhân nhân đến bây giờ. Nhân nhân sở dĩ bị phân đến thứ tư phân đội, là bởi vì nàng đạo hành hoàn toàn chính xác thấp, nàng bây giờ có thể đánh, cũng đều là đại đầu quỷ công lao. Nghe xong nhân nhân, chúng ta một đám người vội vàng tản ra, sợ cùng nàng tới gần, đây cũng quá mãnh, ai tới gần ai chết a, đặc biệt là nhị cáp, chạy so với ai khác đều nhanh. Chúng ta rời xa nhân nhân về sau, mới phải cầu nàng đem đại đầu quỷ kêu đi ra, để chúng ta thấy vì nhanh, đến cùng cái này quỷ có năng lực gì, thế mà có thể chống đỡ được nhân nhân vô hình sát hại. Nhân nhân niệm mấy lần chú ngữ, sau đó đập 3 lần bàn tay kêu lên, đầu to, ra tới cho mọi người xem một chút đi. Đúng vào lúc này, một trận âm phong thổi qua, đột nhiên một cái đầu lớn thân nhỏ tiểu quỷ liền xuất hiện tại trước mặt chúng ta, trên mặt thịt đô đô, còn thật đáng yêu, nhìn ta đều nghĩ bóp hai thanh, thanh âm của hắn cũng nãi thanh nãi khí, đây là quỷ sao? Quả thực so thiên sứ còn đáng yêu a, chính là thiếu khuyết một đôi cánh. Đại đầu quỷ vừa ra tới liền hướng nhân nhân trong ngực chui, còn đem đầu ở nơi đó cọ đi, đem ta cùng mập mạp ao ước nghiến răng, thật là sống phải không bằng một con quỷ. Lúc này Thi Ngôn đem ta kéo sang một bên, nói cái này đại đầu quỷ có điểm gì là lạ, cái này quỷ, giống như chính là thổ địa công công a. Ta liếc nàng một cái, nói hiện ở loại tình huống này, ngươi còn cùng ta làm loạn, thổ địa công công không phải thần tiên trong truyền thuyết sao? Làm sao biến thành quỷ rồi? Mà lại ngươi còn nói cùng thật đồng dạng, ngươi nhìn Tây Du Ký nhìn nhiều đi ngươi. Thi Ngôn nói ta cái này cũng không biết, tại lục đạo luân hồi quỷ đạo bên trong. Có phúc báo quỷ một trong chính là thổ địa công, bọn hắn tại quỷ đạo bên trong tương đương với huyện thị giáng dấp cấp bậc, nói trắng ra, thổ địa công công cũng không phải là thần tiên, mà là một loại quỷ. Đây cũng không phải là truyền thuyết, loại này gọi thổ địa công công quỷ, chỉ làm việc thiện, bọn hắn mỗi làm một kiện việc thiện, đầu liền sẽ đại nhất tắc, chờ đầu có thể lớn đến mình nổi lên trời thời điểm, bọn hắn liền công đức viên mãn thượng thiên làm thần tiên. Ta nửa tin nửa ngờ nhìn xem Thi Ngôn, thật giả. Nói đến tài năng như thần đồng dạng, nào có cái gì thần tiên, việc thiện làm nhiều nhiều nhất tiếp theo thai có thể ném tốt một chút. Thi Ngôn nói coi như cái này quỷ không phải thổ địa công công, cũng tuyệt đối không phải là loại lương thiện, nhân nhân loại này mệnh cách gọi thiên sát cô tinh, sinh ra tới liền không cha không mẹ vô thân vô cố không bằng, loại người này có một cái đặc thù, chính là dưới lòng bàn chân có 6 khỏa nốt ruồi. Ta không tin, trực tiếp liền hỏi nhân nhân, không nghĩ quả là, nàng còn hỏi ta làm sao biết. Ta gãi đầu một cái, nói đoán mò, trong lòng không khỏi đối Thi Ngôn giơ ngón tay cái lên. Cái này đoán mệnh, chính là châu, hẳn là, cái này đại đầu quỷ cũng đúng như Thi Ngôn nói đến như thế, là thổ địa công công. Ta dựa vào, cái này cùng ta biết không giống a. Nhân nhân giới thiệu xong về sau, liền đến tẩy cắt thổi, hắn thổi thổi mình tóc cắt ngang trán, một bộ đùa nghịch dáng vẻ nói, ta gọi ngân cầm đầu, là cái cạo đầu tượng. Cạo đầu tượng cái nghề nghiệp này ta biết. Đương nhiên, cùng các ngươi hiểu rõ loại kia quang giúp người cắt tóc nhưng khác biệt, cạo đầu tượng chẳng những giúp người sống cắt ngắn, còn giúp người chết cắt, nghe nói đạo hành cao, trên tay một cái dao cạo có thể tu âm dương, cạo tà mị, cũng có thể để có oán khí người an tâm lên đường. Chẳng qua cái này nhuộm xanh xanh đỏ đỏ nhan sắc tiểu tử, thật sự là cạo đầu tượng truyền nhân sao? Cái này nên không phải chỉ là để táng yêu phi chủ lưu gia tộc phong ấn bị phá chạy đến a. Còn có tên của hắn, ngân cầm đầu, ta đi. Cái gì quỷ? Ngân cầm đầu đùa nghịch trên tay cái kéo, hoàn toàn không quan tâm chúng ta ánh mắt khác thường, đột nhiên vèo một tiếng, cái kéo tại một giây đồng hồ bên trong lại biến thành dao cạo, thủ pháp quỷ bí, tốc độ cực nhanh. Gia gia của ta nói, chỉ cần ta hôm nay giết đủ 100 người, liền có thể trở về chơi huyễn vũ,
Táng Yêu gia tộc vĩnh viễn không làm nô. Ngân Cầm Đầu đột nhiên gầm thét lên. Lúc này mọi người trên mặt đều là hắc tuyến, dựa vào, nói cho cùng vẫn là Táng Yêu gia tộc, làm sao liền cho cái này phi chủ lưu tiến vào đội ngũ chúng ta đây. Ta hiện tại có chút hối hận. Phía chúng ta nói, một bên hướng đại sảnh bên kia đánh tới, ngay tại lúc này, chúng ta đột nhiên trải qua thiên gia tàng thư các, mà lại một thân ảnh từ bên trong đi ra, là Lâm Tuyết. Lâm Tuyết, Bách Lý Thanh Vân so ta còn kinh ngạc, đây chính là thiên gia tàng thư các, đồ đệ của hắn thế mà từ bên trong đi ra, cái này sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Lâm Tuyết cũng không tị hiềm, mắt nhìn lướt qua chúng ta người về sau, mới tất cung tất kính hô một câu, sư phó. Bách Lý Thanh Vân có chút không hiểu, vội vàng hỏi Lâm Tuyết tới đây làm gì. Hiện tại thiên gia đang đánh trận, Lâm Tuyết không giúp đỡ thì thôi, thế mà còn thừa lúc vắng mà vào tiến thiên gia tàng thư các. Thiên gia tàng thư các có bao nhiêu bí mật, không ai biết, nếu như có một ít đại lão chuyện xấu đâu. Cái này sự tình nếu như Lâm Tuyết biết, khẳng định sẽ bị truy sát, cái này cũng không chỉ là thiên gia tổn thất vấn đề gì, dù sao thiên gia tàng thư các không thể tùy tiện vào, nếu như ngươi muốn lấy được thứ ngươi muốn, trừ phi ngươi có đầy đủ mạnh thực lực, rất rõ ràng hiện tại Lâm Tuyết, mặc kệ tại ai trong mắt, đều chẳng qua là một con cừu nhỏ mà thôi. Lâm Tuyết nở nụ cười, nói không có gì, chính là đi vào cầm vài cuốn sách, chỉ thế thôi. Lâm Tuyết nói chỉ thế thôi thời điểm, cố ý nhấn mạnh, ý là, ai cũng đừng nghĩ cản nàng, bao quát sư phó Bách Lý Thanh Vân. Ngay tại Lâm Tuyết nghĩ rời đi thời điểm, ta đột nhiên đưa tay ra ngăn cản không để nàng đi, Lâm Tuyết, trả lại, người dạng này không có quả ngon để ăn. Lăn đi, Lâm Tuyết nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, biểu lộ cùng ánh mắt đều cực kỳ băng lãnh. Ta nhíu mày, nếu là ta không để đâu. Nếu như Lâm Tuyết không chịu trả về, vậy ta liền dùng cứng rắn, bất kể như thế nào, ta cũng không thể để nàng làm loạn, ta là sợ tổn thương đến chính nàng. Chết, đột nhiên Lâm Tuyết hung hãn nói. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo bóng trắng hiện lên, vẫn là đồng dạng tốc độ, vẫn là đồng dạng khiến người sợ hãi cương phong, còn có kia lóe hàn quang bén nhọn móng vuốt, là Tiểu Bạch. Chẳng qua có một chút rất kỳ quái, không biết vì cái gì, ta giống như có thể kịp phản ứng, dù cho mắt của ta vẫn là theo không kịp tốc độ của nó. Nhưng lại tại ta dự định tránh né thời điểm, đột nhiên uông uông hai tiếng chó sủa, nhị cáp từ phía sau vọt ra. Hiện tại nhị cáp, không có chút nào hay, ngược lại giống một đầu ác lang, nó toàn thân da lông đều dựng lên, hai con bén nhọn chó răng hung ác thử, càng thêm khó mà tin nổi là, mắt của nó thế mà phát ra kim quang. Loại màu sắc này mắt, lần trước ta vẫn là tại doanh câu trên thân nhìn thấy qua. Nhị cáp sức chiến đấu cũng vượt quá dự liệu của ta, nó thế mà có thể đuổi theo Tiểu Bạch tốc độ, hai người lẫn nhau nhào cắn, đánh cái bất phân cao thấp, Tiểu Bạch móng vuốt thậm chí tổn thương không được nhị cáp, chờ chúng nó sau khi tách ra, một mèo một chó đều thấp ngồi xổm thân thể phát ra gầm nhẹ, còn giống như muốn đánh, chung quanh thậm chí đều sinh ra một trận cuồng phong, không biết có phải hay không là bọn chúng phát ra tới. Lâm Tuyết cũng có chút kinh ngạc, nàng cau mày nhìn về phía ta, giống như đang hỏi ta cái này chó ở đâu ra. Chẳng qua sau đó Lâm Tuyết vẫn là phất phất tay nói, Tiểu Bạch, đừng đánh, chúng ta đi. Ta còn muốn ngăn cản, nhưng lúc này Lâm Tuyết đột nhiên nói, bên trong sắp tuyên thệ, lại không đi, ta sợ ngươi không kịp. Sau khi nói xong, Lâm Tuyết nhanh chân rời khỏi nơi này. Không có cách, ta hiện tại nếu như muốn cùng Lâm Tuyết ở đây dây dưa, bên trong liền không có cách nào ngăn cản, hiện tại chỉ có thể thả nàng đi, cái này sự tình, chờ sau này hãy nói. Chúng ta đi, ta nhìn qua Lâm Tuyết bóng lưng biến mất, vội vàng hướng phía đại sảnh chạy đi. Lâm Tuyết sau khi đi, chúng ta một đoàn người rất nhanh liền giết tới đại sảnh trước cửa, lúc này trên người chúng ta đều dính đầy máu, cùng thiên gia hiện tại cái này vui mừng hớn hở bầu không khí không có chút nào phù, lấy sát xung hỉ, ta hôm nay nhất định phải xách thiên mãn đầu, bởi vì hắn tử thương người thật sự là vô số kể. Thiên mãn liền tại bên trong, quyết chiến thời khắc cuối cùng đã tới. Đại sảnh trước cửa còn treo địa trung đường ba người bọn hắn, ta để tẩy cắt thổi đem dây thừng cắt đi, sau đó trước chăm sóc bọn hắn một chút, ta cùng những người khác giết đi vào. Đi, ta mang theo mọi người cùng nhau xung phong đi vào, nói cũng khéo, ta vừa mới giết tiến đại sảnh, đột nhiên liền nghe được người chủ trì hỏi, Mã Lâm tiểu thư, người nguyện ý gả cho thiên mãn tiên sinh làm vợ sao? Cái này mới tới người chủ trì thật là biết đơn giản hóa, ta nhớ được phía trước còn có một đống lớn lời kịch, cái gì vô luận nghèo khó vẫn là phú quý, vô luận khỏe mạnh vẫn là tật bệnh, thế nào đều mẹ nó cho tỉnh lược rồi. Không nguyện ý,
Ta một chân đem cản ở trước mặt ta tiểu binh đá đi vào, hắn đổ vào cái bàn bên trên, đem người đang ngồi đều đụng bay. Đúng, không nguyện ý, ta Mã Lâm tỷ tỷ sao có thể gả cho ngươi cái này đại ma đầu, ngươi không xứng. Thi Ngôn đi theo thét. Thiên Mãn vạn vạn không nghĩ tới, thế mà còn có người sống có thể giết tiến đến, hắn đã sớm coi là tất cả âm hành người đều đã treo, mình có thể an tâm cưới Mã Lâm. Trông thấy ta dẫn đầu đi tới, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, sau đó dùng một bộ nhìn người chết ánh mắt nhìn ta, cũng thế, địa trung đường ba người bọn hắn đều đánh không lại người, ta còn tới, đây không phải là hầm cầu bên trong đốt đèn, muốn chết phân sao. Dâu quai nón ngồi tại phía trước nhất, hắn trông thấy ta đột nhiên nở nụ cười, thế nào, thừa dịp tam đại đường chủ không chú ý, vụng trộm tiến vào tới rồi. Không có việc gì, đã dạng này, vậy liền để ta thay thiên gia thiếu chủ phân một chút lo đi, để ta giải quyết các ngươi. Sau khi nói xong, dâu quai nón đứng lên, sau đó không ngừng án lấy ngón tay, phát ra bên trong cách cách tiếng vang. Ta cười lạnh một tiếng, ta Mao Sơn quỷ đạo không thích nhất lén lút, không giống một ít người, ăn cây táo rào cây sung, còn lén lút đánh lén, ngượng ngùng ba cái kia đường chủ, đã bị ta đánh bại. Dâu quai nón nghe xong, cười đến càng thêm điên cuồng, tiểu tử, thổi, tiếp lấy thổi, liền ngươi cái này rác rưởi, còn có thể thắng tam đại đường chủ. A, à, thứ tư tiểu phân đội đội trưởng, còn có ngươi mang tới những cái này tiểu lâu la, có thể thành cái đại sự gì? Ha ha, dâu quai nón cười một tiếng, hắn người bên kia cũng cười theo, mà lại càng cười càng lớn tiếng, Thiên Mãn nhìn ta bị người chế giễu, cũng ngoạn vị nhìn ta, khắp khuôn mặt là đùa cợt cùng khinh thường, hắn đối ta đi vào chỉ có kinh ngạc, nhưng hoàn toàn không có để mắt ta ý tứ, hoặc là hắn chỉ là coi ta là một cái thằng hề, đến cho hôn lễ của hắn hiện trường tăng thêm một điểm niềm vui thú thôi. Hắn cũng không nóng nảy ra tay, liền nghĩ để dâu quai nón nhục nhã ta. Ta nhìn dâu quai nón buồn nôn khuôn mặt, thật muốn một quyền đánh nổ hàm răng của hắn, thế nhưng là ta không thể, bởi vì vì người này, phải để lại cho cường tử. Cười xong chưa, ta lạnh lùng mà hỏi. Dâu quai nón sờ sờ râu mép của mình, rốt cục cũng ngừng lại, nói hắn cũng không muốn cười, chỉ là ta nói trò cười thực sự quá buồn cười. Ta cười lạnh một tiếng, nói không quan trọng. Người muốn cười liền cứ việc cười đi, không phải đợi chút nữa, sợ là muốn khóc cũng khóc không được, đừng nói cười, ta mang một người tới gặp ngươi. Vừa dứt lời, ta đột nhiên lệch vị trí ra ngoài, vừa rồi giấu ở sau lưng ta cường tử chợt vọt ra, sau đó một chân đá hướng dâu quai nón lồng ngực. Dâu quai nón phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng hai tay ngăn tại phía trước, nhưng vẫn là bị đá lui xa mấy mét. Kỳ thật bị ngân châm đâm trúng mi tâm, dù cho lấy ra. Đạo hành cùng khí lực cũng sẽ không lập tức khôi phục, nhiều nhất chỉ có trước kia ba thành, không có có tầm một tháng là không thể nào khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cường tử một chân này, dâu quai nón hai cánh tay cũng đỡ không nổi, có thể thấy được chân chính cường tử thực lực cường hãn bao nhiêu, nếu không phải là bị đánh lén, đoán chừng còn không có ta ra sân cơ hội. Dâu quai nón trông thấy cường tử, sắc mặt một chút liền biến, người cũng lập tức khẩn trương lên, cường tử. Ngươi làm sao có thể sẽ còn đứng lên? Không có khả năng. Chỉ cần tam đại đường chủ vẫn còn, người không có khả năng đứng. Chẳng lẽ, ba cái đường chủ thật? Dâu quai nón rốt cục có chút tin tưởng lời ta nói, cường tử thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu như ba cái đường chủ vẫn còn, không có khả năng để hắn lại đứng lên, trừ phi. Bọn hắn thật chiến bại. Không có khả năng, tiểu tử này liền một cái hạng chót phế vật, làm sao có thể? Đánh chết ta cũng không tin, dâu quai nón mình nửa tin nửa ngờ nói thầm. Cường tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ vào dâu quai nón mũi mắng, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung nội gian, cửu thúc cứu ngươi trở về, nuôi ngươi trưởng thành, lại dám phản bội hắn, ta hôm nay nhất định phải bắt ngươi đầu người trở về. Cường tử song chảo như câu, không nói lời gì hướng dâu quai nón cổ bóp quá khứ. Dâu quai nón cũng không giả, nói ngươi liền ba thành khí lực, còn sợ ngươi cái chim, lúc đầu cường tử trở về tu dưỡng khôi phục còn có cơ hội, hiện tại, chính là đi tìm cái chết. Dâu quai nón lập tức cũng đối với cường tử quyền cước tương ra, hai người xoay đánh sau khi, cường tử giống như có chút không chịu đựng nổi, khả năng trước đó chẳng những thực lực bị cắt giảm, còn bị thương, hiện tại đánh lên, thân thể liền không chịu đựng nổi. Dâu quai nón nhìn ra mánh khóe, lập tức cuồng tiếu lên, sau đó không ngừng phát động tấn công mạnh, cường tử chỉ có thể bị động phòng ngự, nhưng vẫn là bị đánh cho từng bước lui lại, cường tử thể lực cũng mau cùng không lên. Ngay tại ta do dự có cần giúp một tay hay không thời điểm, đột nhiên đại đầu quỷ nhảy đến ta trong ngực, ôm lấy ra hỏa này ta mới biết được, nguyên lai quỷ là không có trọng lượng,
lại nói ta bắt nhiều như vậy quỷ, nhưng cho tới bây giờ đều không có ôm qua quỷ. Ngươi muốn làm gì? Ta hơi nghi hoặc một chút, ta cũng không phải chủ nhân của nó nhảy đến trong ngực của ta làm gì? Hút thuốc lá, hút thuốc phiện, nghiện đi lên, đại đầu quỷ nãi thanh nãi khí nói. Ta dựa vào, cái này khẩn trương thời khắc, ta nào có ở không quản nó, vội vàng đem tẩu hút thuốc đưa cho nó, để nó mình giày vò đi. Nhưng không đầy một lát, đại đầu quỷ hít một hơi khói miệng về sau, theo nó thịt đô đô trong mồm phun ra một hơi màu đỏ thắm sương mù, kia cỗ sương mù thẳng đến cường tử mà đi, sau đó bao trùm tại cường tử trên thân biến mất không thấy gì nữa. Ta nhìn nó liếc mắt, cái này đại đầu quỷ đang làm cái gì mờ ám, thế mà còn có loại này thao tác. Quỷ hút khói, là màu đỏ thắm sao? Khói tiến cường tử thân thể về sau, mắt của hắn đột nhiên trở nên sát đỏ lên, cường tử bạo quát to một tiếng, đột nhiên một quyền đánh ra. Dâu quai nón cũng nâng quyền chống đỡ, nhưng dâu quai nón đột nhiên miệng phun máu tươi bay ra ngoài, tay cùng đoạn mất đồng dạng, vô lực rũ xuống. Cường tử trong hưng phấn mang theo một điểm kỳ quái, thực lực của ta giống như khôi phục. Dâu quai nón bay ra ngoài về sau, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, tường đều bị hắn xô ra một cái động lớn, người khác sau khi hạ xuống, thân thể đau khổ cung, sau đó không ngừng vặn vẹo, trong miệng tất cả đều là máu. Cái này uy lực, xem ra cường tử thật khôi phục. Hiện tại giết dâu quai nón, đoán chừng cùng bóp gà con cũng kém không nhiều. Dâu quai nón đột nhiên đem bàn tay hướng thiên mãn, tràn đầy máu miệng gian nan kêu cứu, 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 ta. Thiên mãn thờ ơ, cũng không nhìn hắn cái nào, cường tử thì mặt mũi tràn đầy cừu hận hướng hắn từng bước một đi qua, nhân quả báo ứng, nên còn. Dâu quai nón một mặt là máu dẫy dụa đứng lên, đối mặt với cường tử từng bước một tới gần, hắn sợ hãi không ngừng lui về sau. Hắn không biết vì cái gì đột nhiên cường tử sẽ khôi phục thực lực, nhưng hắn biết, cường tử hiện tại giết hắn cùng bóp một con gà con đồng dạng. Khỉ ốm, lưng còng lão lục, cứu ta. Dâu quai nón nhìn thiên mãn không thèm để ý hắn, vội vàng hướng cái khác hai cái có chút thực lực người cầu cứu. Làm sao biết, khỉ ốm cùng lưng còng lão lục cũng không có ý định quản hắn, đều quay đầu đi chỗ khác. Dâu quai nón giận, hắn lớn tiếng mắng, các ngươi những cái này xuẩn tài. Hiện tại chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, cho là ta chết rồi, các ngươi liền không có phiền phức sao. Dâu quai nón giống một câu về sau, cường tử chân liền bay đến trước mặt của hắn, hắn lại một lần nữa bị đá bay ra ngoài, lần này tường gạch bị hắn chấn động đến đều nát, từng tầng cho rơi xuống. Khả năng khỉ ốm cùng lưng còng lão lục bị vừa rồi dâu quai nón kia lời nói xúc động, thân thể khẽ động, liền muốn tiến lên hỗ trợ, môi hở răng lạnh đạo lý bọn hắn không thể không hiểu. Giải quyết xong dâu quai nón, kế tiếp liền đến phiên bọn hắn. Đối với phản đồ, ta tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Đời ta ghét nhất người, chính là ăn cây táo rào cây sung. Lúc này ta ngón tay giật giật, cũng ra lệnh cho những người khác đi lên giúp cường tử, dâu quai nón cùng cường tử lần này ân oán cá nhân, ta cũng không hy vọng có người quấy rầy. Lưng còng lão lục loan đao còn không có ra tay, đột nhiên mù lão tam vung ra một cái móc sắt bay chảo. Lưng còng lão lưu vội vàng dơ lên loan đao ngăn cản, nhưng lại bị thiết chảo câu trúng tay, may mắn hắn nhanh rút về, bằng không, toàn bộ tay đều không có. Gấu chó trình ba, lưng còng lão lục một tiếng kinh hô, nhìn xem trên tay mình kia mấy đạo vết thương, lộ ra khó mà tin nổi thần sắc. Mù lão tam, ngươi làm sao lại đến rồi? Hơn nữa còn xen lẫn trong thứ tư tiểu đội, khỉ ốm giống như cũng nhận biết cái này mù lão tam, hắn không phải trộm mộ sao? Làm sao hai người này đối hắn giống như có chút sợ hãi? Lúc này mù lão tam đột nhiên đối thiên mãn lộ ra căm hận biểu lộ, còn lại con kia mắt, chừng phải đều nhanh ra tới. Mù lão tam nói, hắn đã trậu vàng rửa tay rất nhiều năm, còn tìm cái lão bà, sinh hai đứa con trai, có thể là trộm mộ thiếu âm đức, hai đứa con trai kia một cái là điếc, một cái là câm điếc, nhưng mù lão tam cũng không oán ai, hắn đã thỏa mãn. Nhưng mà ai biết, liền hai đứa con trai này mệnh. Ông trời đều muốn thu hồi đi, hung thủ chính là Thiên Mãn. Thiên Mãn vì thống nhất âm hành, đúng không phục tùng âm hành cửa hàng tiến hành cướp bóc đốt giết, mà mù lão tam mở minh tệ cửa hàng, liền bị Thiên Mãn cho đốt, liền cùng nhi tử lão bà, cũng cùng một chỗ chôn vùi tại trong hỏa hoạn. Sau khi nói xong, mù lão tam hận hận nhìn xem Thiên Mãn, trên mặt lệ khí cực kỳ nặng, chẳng qua không có mệnh lệnh của ta, mù lão tam vẫn là không có làm loạn, xem như rất cho ta mặt mũi. Giết con giết vợ mối thù, thế nhưng là không đội trời chung, cừu nhân đang ở trước mắt, có thể nhịn được, đều là chân nam nhân. Tại ta báo thù trước đó, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ loạn động.
Mù lão tam lạnh lùng nói, sau đó lung lay trong tay móc sắt. Mập mạp nói, hắn nghe qua gấu chó cái danh này, hắn cái kia một tay bay câu, có thể câu bên trong 50 mét bên ngoài trên cây trứng chim mà không phá, có thể xưng thần kỹ, người bình thường cũng không dám chọc hắn. Khỉ ốm cùng lưng còng lão lục bị ngăn trở, không dám hướng về phía trước nghĩ cách cứu viện, dâu quai nón lần nữa giãy giụa đứng lên về sau, chỉ có thể hướng thiên mãn cầu cứu, nhưng lúc này thiên mãn chỉ nói một câu để dâu quai nón tuyệt vọng lời nói, phế vật, cứu cũng là lãng phí cơm, có người giúp ta diệt trừ, với ta mà nói là chuyện tốt. Dâu quai nón không nghĩ tới thiên mãn qua sông đoạn cầu nhanh như vậy, hắn không tại trông cậy vào bất luận kẻ nào, nhưng hắn lại đánh không lại cường tử. Tại gặp cường tử mấy lần quyền đấm cước đá về sau, hắn rốt cục gánh không được, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cường ca, bỏ qua ta biết sai, bỏ qua ta, nể tình ta và ngươi nhiều năm như vậy huynh đệ phân thượng, tha ta lần này. Cường tử hừ lạnh một tiếng, tha thứ ngươi là thượng đế sự tình, mà ta chuyện cần làm, chính là đưa ngươi đi gặp thượng đế. Thấy cường tử chết sống không chịu buông tha mình, hắn đột nhiên đứng lên, sau đó từ trong túi rút ra một cây, phải biết. Lần này chiến tranh là nghiêm cấm mang thương cùng sử dụng thương, dâu quai nón một chiêu này, không có bất kỳ cái gì nghĩ đến. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, cường tử lại bị dâu quai nón âm, giữa hai chân của hắn một thương, hắn phát ra rên lên một tiếng, quỳ trên mặt đất. Dâu quai nón, người điên rồi sao? Lúc này gần như tất cả mọi người đang chỉ trích hắn, nếu như tiếng súng dẫn tới điều tử, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng qua đây đối với dâu quai nón đến nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới, bởi vì hắn đều nhanh muốn chết rồi, còn tuân thủ cái gì điều ước. Ngậm miệng, các ngươi bọn này cháu trai, lão tử muốn dùng cái gì liền dùng cái gì. Dâu quai nón nổi giận mắng. Ha ha, không nghĩ tới sao, cường tử, ngươi lại bị ta âm. Dâu quai nón tiếp tục nói, đi chết đi. Chỉ nghe thấy phanh 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 ba phát vang, đạn nhanh chóng bắn về phía cường tử toàn thân đều bên trong đầy đạn, nhưng lại không có chảy máu. Dâu quai nón có chút bối rối, lập tức đem đạn đánh xong, cường tử vẫn là không có đổ xuống, nhưng đạn quả thật đánh trúng bộ ngực của hắn. Chuyện gì xảy ra, ngươi? Ngươi là yêu quái sao? Dâu quai nón có chút hoảng, liền xem như lão hổ sư tử, ăn nhiều như vậy đạn, cũng nên đổ xuống. Cường tử lúc này một tay lấy quần áo trên người cho giật ra, lộ ra một kiện cũ nát cổ đồng giáp. Tướng quân giáp, dâu quai nón biến sắc, vội vàng đi trang đạn, nhưng đã tới không kịp. Cường tử dù cho chân trúng đạn, y nguyên tốc độ rất nhanh, chờ dâu quai nón lắp đạn xong thời điểm, cường tử đã bóp lấy hắn cái cổ nhắc. Không muốn, giết ta, dâu quai nón miệng bên trong không ngừng chảy ra máu tới. Đời sau, người vẫn là đầu thai làm một con chó đi. Cường tử vừa nói, đột nhiên nghe thấy ba một tiếng, dâu quai nón cổ bị vặn gãy, thời điểm hắn chết, liền mắt đều không có nhắm lại. Dâu quai nón chết về sau, cường tử cũng ầm vang đổ xuống. Chân trúng đạn bởi vì chảy máu quá nhiều, mặt lập tức đều bạch thành giấy. Thiên mãn đột nhiên vỗ tay lên, rất tốt, Lâm Nguyên, xem ra ngươi mang những người này, cũng không hết là rác rưởi nha, nhiều nhất tính đổ rác rưởi, đặc biệt là ngươi. Ta nở nụ cười gằn, nói ngươi không phải rác rưởi, giả chó, nói nhiều như vậy làm gì, có gan liền tới làm hai lần, ai rác rưởi liền đều sáng tỏ. Thiên mãn đột nhiên giận tím mặt, tiểu tử thúi. Đêm đó ngươi trộm đi tiến đến thiên gia, nếu không phải Mã Lâm ngăn đón ta, ngươi mẹ nó chết sớm, thật sự là không biết sống chết, muốn động thủ với ta, ngươi lại ăn nhiều hai năm sữa đi. Sau khi nói xong, thiên mãn phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người đối với chúng ta khởi xướng tiến công, lập tức hai đôi người liền chiến đến cùng một chỗ, chúng ta người ít, đánh lên có chút phí sức, kém chút liền bị buộc ra đại sảnh bên ngoài, mà thiên mãn thì đứng tại trên đài trên cao nhìn xuống nhìn ta. Ta vừa định đi lên cùng hắn ganh đua cao thấp, đột nhiên Mã Lâm đối ta hô, không muốn lên đến, ngươi không phải đối thủ của hắn, đi mau, coi ta cầu ngươi. Nghe Mã Lâm, ta nhíu mày, có thể là bởi vì thiên mãn trận chiến kia rung động nàng sợ ta gặp nguy hiểm, cho nên mới gọi ta đi. Chẳng qua muốn ta đi, không có khả năng, đã đến, hôm nay ta mệnh liền cược cái này. Ngay tại lúc này, đột nhiên thiên mãn trở tay rút Mã Lâm một cái miệng rộng tử, kia một chút phi thường nặng. Mã Lâm ngã nhào xuống đất về sau, khóe miệng tất cả đều là máu. Muốn ngươi lắm miệng, đến cùng ta là lão công ngươi, vẫn là hắn là lão công ngươi. Ngươi cho rằng hắn có thể đi ra nơi này sao? Đã đến, liền đem mệnh lưu lại. Thiên mãn đối Mã Lâm hung dữ mắng. Mã Lâm nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt oán hận nhìn xem thiên mãn, biểu lộ tràn ngập lệ khí,
theo tính tình của nàng, nếu như là tình huống bình thường, đoán chừng đã đem người này lớn cắt tám khối, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, cái này một nhịn, rất rõ ràng là vì trời một, thế giới này, đoán chừng lại không có người đáng giá để nàng làm như vậy. Thiên Mãn đối Mã Lâm cái biểu tình này cực kỳ bất mãn, hắn cười lạnh một tiếng, dùng sức bắt lấy Mã Lâm tóc, ngươi chừng mắt ta làm gì? Cho ta cười, bằng không, hôm nay đến người Mã gia, toàn bộ đều phải chết. Mã Lâm nhìn một chút mẫu thân, lại liếc mắt nhìn hôm nay đến uống rượu mừng người Mã gia, đành phải miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, nhưng là hai hàng nhiệt lệ lại trượt xuống đến gương mặt. Thiên Mãn ha ha phá lên cười, chậc chậc chậc, cái biểu tình này, tốt điềm đạm đáng yêu, đêm nay lão tử lại để cho ngươi sống không bằng chết, để ngươi so sánh với trời còn thoải mái, ha ha. Ai, Lâm Nguyên, có muốn hay không ta đêm nay cho ngươi thêm cái băng, để ngươi nhìn ta là thế nào tại huynh đệ ngươi nữ nhân trên người xoa tròn vừa vò dẹp, ha ha. Thiên Mãn đối ta cười như điên nói. Ta tào ngươi nhị đại gia, Thiên Mãn, ta gầm thét một tiếng, cả người cùng ăn thuốc nổ đồng dạng, xúc sinh này, ta hôm nay nhất định phải làm thịt hắn, không phải ta thể không làm người. Ngay tại lúc này, lại có thể có người so ta vượt lên trước nhảy lên, người kia là Bách Lý Thanh Vân, lập tức mà đến còn có Mù Lão Tam, hắn bay câu so đạn còn nhanh còn hung ác, chỉ nhào Thiên Mãn kiểm môn, khuôn mặt. Thiên Mãn nở nụ cười gằn, ngẹo đầu, thế mà nhẹ nhõm tránh khỏi, sau đó tay hướng thiết chảo câu dây thừng kia kéo một cái, đem Mù Lão Tam trực tiếp cho vung tới, kia khiến người khỉ ốm cùng lưng còng lão lục đều nghe tin đã sợ mất mật thiết chảo bay câu, thế mà bị Thiên Mãn lập tức liền phá giải. Mù Lão Tam bị túm đi lên thời điểm, người còn tại không trung liền bị Thiên Mãn một chân đá ngã trên mặt đất, lúc này may mắn Bách Lý Thanh Vân đi lên nhanh, không phải Mù Lão Tam liền phế. Chỉ thấy Bách Lý Thanh Vân toàn thân sát đỏ, áo của hắn đã không gặp, nữ nhân hình xăm trải rộng toàn thân, giống như địa ngục đi lên ác quỷ la sát, cùng thời điểm đó huyền âm giống nhau như đúc. Hôm nay, ta muốn giúp chủ nhà báo thù, Bách Lý Thanh Vân cùng như bị điên hướng Thiên Mãn nhào tới, sau đó quyền cước tương ra. Đánh cho Thiên Mãn không ngừng lui về sau. Không thể không nói, huyền gia cái này chiêu còn rất lợi hại, chỉ có điều Bách Lý Thanh Vân thực lực cùng huyền âm vẫn có chút chênh lệch, hắn chỉ có thể cùng Thiên Mãn đánh cái tương xứng, mà không giống huyền âm, một chiêu liền đem Thiên Mãn cho dây, nếu không phải Thiên Mãn trên thân có cái tả vật, đoán chừng một trận đã thắng. Bách Lý Thanh Vân không ngừng tiến công, Thiên Mãn tuy có điểm chống đỡ không được, nhưng Bách Lý Thanh Vân từ đầu đến cuối không thể bắt lấy hắn. Thiên Mãn lúc này trên mặt lộ ra một cái cười xấu xa, bắt đầu không ngừng tránh né lấy, hắn rốt cục phát hiện huyền ra một chiêu này thiếu hụt, đó chính là có thời gian hạn chế, hắn chỉ cần kéo là được. Bách Lý Thanh Vân thời gian hạn chế so huyền âm nhanh nhiều, không bao lâu hắn hình xăm liền đã rút đi, cả người bắt đầu mỏi mệt không chịu nổi lên, quỳ một chân trên đất nằm dạp trên mặt đất. Hừ, người cùng huyền âm so, kém xa, người đứng thứ hai. Thiên Mãn cái này người ra tay cực kỳ hung ác. Một chưởng trực tiếp liền chụp về phía Bách Lý Thanh Vân đầu, nếu như bị vỗ trúng, đoán chừng liền dịch não đều có thể tràn ra tới. May mắn lúc này Mù Lão Tam thiết chảo bay câu câu ở Thiên Mãn tay, bằng không, Bách Lý Thanh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngoài dữ liệu chính là, thiết chảo câu tại Thiên Mãn trên tay, đã không chảy máu, cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, thân thể của hắn tựa như là tinh cương thiết cốt. Loại này đồ chơi nhỏ, gãi ngứa ngứa còn thật thoải mái. Thiên Mãn sau khi nói xong, tay làm đao hình, trực tiếp đem thiết chảo bay câu chém thành mảnh vỡ. Mù Lão Tam bị khiếp sợ nói không ra lời, hắn cái này một thần kỹ, tại Thiên Mãn trước mặt thế mà chính là cái đồ chơi nhỏ, nhưng hắn mắt cũng không kịp nháy một chút, Thiên Mãn đã đi tới trước mặt hắn. Ai, ta nhìn ngươi chỉ mù một con mắt rất không được tự nhiên, một cái khác mắt ta cũng giúp cho ngươi đào đi. Thiên Mãn quỷ mị cười một tiếng, sau đó hai ngón như câu. Trực tiếp vươn hướng Mù Lão Tam tốt một con kia mắt. Mù Lão Tam giống như bị choáng váng, cả người cùng đầu gỗ, một điểm muốn ý nhúc nhích đều không có, lần này hắn muốn biến thành chân chính mù lòa. Tránh ra, ta đột nhiên từ Mù Lão Tam lưng sau chui ra, sau đó một chưởng đem hắn đẩy ra, hai chân lăng không mà lên, trực tiếp đạp hướng Thiên Mãn lồng ngực. Thiên Mãn không có dự liệu được ta sẽ ở nơi này ra tới đánh lén. Tăng thêm hắn vừa rồi đem lực chú ý đều đặt ở Mù Lão Tam trên thân, ta cái này hai cước hắn khó lòng phòng bị, trực tiếp bị ta đá trúng lồng ngực, chẳng qua hắn giống như không có việc gì, chỉ là lùi lại mấy bước. Thiên Mãn vỗ nhẹ trên ngực cho, hừ, tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là đi lên chịu chết, hôm nay, ta thành toàn ngươi, Diêm Vương gia đều cứu không được ngươi.
Ta nhìn thoáng qua Mù Lão Tam cùng Bách Lý Thanh Vân, phát hiện bọn hắn cũng không có trở ngại về sau, ta mới đối Thiên Mãn hỏi, ngày ấy, tại rạp chiếu phim cổng ngươi đến cùng có hay không ra hại qua một cái nữ hài tử, hắn gọi Lâm Tuyết, chân dài dài, dáng dấp thanh thuần xinh đẹp. Đối với Lâm Tuyết sự tình, ta đến nay cũng còn không có xác định, cho nên một mực canh cánh trong lòng, hôm nay, ta nhất định phải đạt được đáp án. Thiên Mãn nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, cái gì rạp chiếu phim, cái gì nữ hài, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi cái yêu tăng, chẳng lẽ là hại nữ hài quá nhiều, không nhớ sao? Ta có chút phẫn nộ, người này thật sự là không bằng heo chó. Thiên Mãn y nguyên không chịu thừa nhận, phi, ngươi mới là yêu tăng, ta Thiên Mãn muốn nữ nhân, cần như thế. Tiểu tử ngươi lại dám vũ nhục ta, lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Ta không biết vì sự tình gì đến hôm nay, Thiên Mãn hay là không muốn thừa nhận mình là yêu tăng, là hắn giảo hoạt, vẫn là có nguyên nhân khác. Đã dạng này, vậy ta đem hắn đánh ngã hỏi lại, ta liền không tin, đến lúc đó hắn còn mạnh miệng. Thiên Mãn một quyền hướng ta đánh tới, ta hai tay hóa trưởng, lấy nhu thắng cương, thật không nghĩ đến chính là, ta trực tiếp bị một quyền đẩy lui thật xa, kém chút từ trên đài rớt xuống. Thiên Mãn thực lực quả nhiên không phải bình thường, trách không được lấy một địch ba đều không có thua, ta cùng hắn vẫn là có một khoảng cách, bốn lạng chống ngàn cân cũng không tốt làm, bởi vì cái này đã không chỉ ngàn cân. Không được, ta phải dùng cắt đỏ câu hồn tay, nếu như chúng, ta trực tiếp liền có thể một chiêu gây nên địch, quản hắn là lộ nào thần tiên. Ta không do dự nữa, trực tiếp một chiêu cắt đỏ câu hồn tay hướng Thiên Mãn chộp tới, nhưng tiểu tử này giống như có phát giác giống như, thế mà bắt đầu tránh né lên, không cùng ta chính diện giao phong. Ta nhíu mày, có chút kỳ quái, chẳng lẽ hắn biết cắt đỏ câu hồn tay? Không có khả năng, Mao Sơn Quỷ Đạo đã diệt môn mấy trăm năm, một chiêu này. Ở thời đại này có thể người nhìn thấy cực kỳ bé nhỏ, lấy tuổi của hắn, không có khả năng được chứng kiến, liền cửu thúc cũng không biết, hắn làm sao có thể biết. Thiên Mãn giống như biết ta đang suy nghĩ gì, hắn nhếch môi cười một tiếng, khinh miệt nói, không cần hoài nghi, cát đỏ câu hồn tay đúng không? Ha ha, còn rất lợi hại, thế mà cái này đều biết. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này thế mà thật biết. Thiên Mãn hừ lạnh một tiếng. Nói coi là thiên gia tàng thư các là bài trí sao. Liên quan tới Mao Sơn Quỷ Đạo một chút chiêu số, hắn đã sớm nhìn qua, cắt đỏ câu hồn tay cái này một âm thuật, tại Mao Sơn Quỷ Đạo bên trong thế nhưng là số một số hai, hắn làm sao có thể không biết. Người biết cắt đỏ câu hồn tay làm sao phá sao? Thiên Mãn đột nhiên hỏi. Thấy ta nhíu mày không trả lời, Thiên Mãn lại tiếp tục cười nói, đó chính là đem thi thuật giả tay cho vặn gãy. Vừa dứt lời. Thiên Mãn đột nhiên vây quanh đằng sau ta, tốc độ của hắn rất nhanh, ta gần như phản ứng không kịp, quay người đã tới không kịp, ta không thể làm gì khác hơn là trở tay cho hắn thúc cùi chõ một cái. Địch nhân ở hậu phương, cắt đỏ câu hồn tay căn bản là chỉ trích công dụng, tiểu tử này hoàn toàn lý giải ta nhược điểm, lần này không xong. Ta cái này trở tay thúc cùi chõ một cái, phảng phất đánh vào lớp kín trên tường, toàn bộ cánh tay đều tê dại, ta giật mình, thế giới không có khả năng như thế xa xôi. Chẳng lẽ ta liền thân thể của hắn đều không đánh nổi sao? 3 giây qua đi, ta tay liền bị hắn vịn đi qua, ta kêu thảm một tiếng, không còn dám dùng một cái tay khác khuỷu tay đánh hắn, chỉ có thể không để ý đau đớn, cưỡng ép xoay tròn thân thể. Động tác này phi thường khó, muốn thân thể cực kỳ mềm mại mới được, bởi vì thân thể bị người ở phía sau nắm chặt lấy, người phải đầu ngồi xuống từ cái tay kia hạ chuyển qua mới được, may mắn ta có thể miễn cưỡng làm được, không phải lấy Thiên Mãn thủ đoạn. Ta một khi bị bắt, hậu quả khó mà lường được. Ta chuyển qua về sau, một cái cắt đỏ câu hồn tay liền bắt tới, có thể để ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, Thiên Mãn thế mà kịp thời hướng về sau nhảy ra, sau đó một chân đá phải ta trên trán, ta bay ra ngoài về sau, một chưởng đánh trên mặt đất, sau đó xoay tròn nhảy lên, vẫn không có ngã xuống đất. Có thể, so trước đó tiến bộ, nhưng vẫn là cái yếu gà. Liền địa trung đường bọn hắn đều không phải là đối thủ của ta, ngươi dựa vào cái gì? Làm nóng người làm xong, nên tiễn ngươi lên đường, Thiên Mãn đột nhiên hung hãn nói. Gia hỏa này, chẳng lẽ vẫn luôn không nhúc nhích thật sự sao? Không có khả năng. Ngay tại ta chất vấn thời điểm, ta mới phát hiện thật sự là dạng này, hắn không còn tị húy ta cắt đỏ câu hồn tay, một quyền liền đánh tới, ta cũng không sợ hãi chút nào, song chảo như câu, huyết hồng sắc móng vuốt câu hướng nắm đấm của hắn, nhưng lúc này, nắm đấm của hắn đột nhiên co rụt lại, ta câu cái không, chờ ta nghĩ giống như hắn thu trở về thời điểm, nắm đấm của hắn thế mà nhanh đến lại đánh ra.
Cái này vừa thu lại duỗi ra, tốc độ là ta 2 lần, ta bị hắn một quyền đánh trúng lồng ngực, người bay ngược ra ngoài, máu nhả vẩy vào không trung. Ngã xuống đất sau ta mới hiểu được, ta cùng hắn ngạnh thực lực chênh lệch nhiều lắm, căn bản không thể nào là đối thủ, nhưng không sợ, Mao Sơn quỷ đạo dù sao không phải bí tịch võ công, là đạo pháp. Cùng xuất thân Thiếu Lâm Hòa Thượng so, ta khẳng định không phải là đối thủ, dù sao hắn từ nhỏ đã bắt đầu luyện công, ta khi đó còn tại chơi bùn cát đâu. Không có cách nào, đánh không lại, cũng chỉ có thể liều bí thuật, ta phải chịu anh linh thân trên, không phải cuộc chiến này phải thua. Ta nhìn một cái bên cạnh lo lắng Mã Lâm, còn có ngã trên mặt đất Cường Tử, Mù Lão Tam, Bách Lý Thanh Vân, còn có bây giờ tại tắm máu chiến đấu hăng hái mập mạp cùng Thi Ngôn bọn hắn, ta biết, ta một trận không thể thua, thua, nơi này tất cả mọi người sẽ chết, ta sẽ bị thua tất cả mọi thứ, bao quát Mao Sơn quỷ đạo 4 chữ, không còn có ra mặt thời gian, ta không thể thua, tuyệt không thể. Ta phun một ngụm máu ra tới, sau đó bắt đầu vẽ bùa, bóp thủ quyết, đọc chú ngữ, kỳ quái là, Thiên Mãn cũng không tới ngăn cản, giống như đang nhìn thằng hề đồng dạng nhìn ta, mang trên mặt khinh thường, thật giống như đang chờ xem kịch vui. Đã dạng này, vậy ta liền cho người biểu diễn một trận trò hay. Kỳ thật mời anh linh cũng không đơn giản, nó khó liền khó trên thế giới này cũng không phải là ai cũng có anh linh, giống Lữ Bố loại này ba họ gia nô, thật không nhất định có, bằng không, ta đã sớm đem hắn mời lên thân, cổ đại có thể đánh rất nhiều, nhưng trung can nghĩa đảm, nghĩa hẹp tâm địa thiện lương, phổ độ chúng sinh, thật không nhiều, chẳng qua ta đã nghĩ kỹ một người đến trị Thiên Mãn. Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, Thiên Mãn thân thủ là tốt, thực lực tương đối cường hãn, đã dạng này, ta liền đem Thiếu Lâm võ công người sáng lập mời đi ra, người này chính là Đạt Ma Tổ Sư Gia. Đạt Ma Tổ Sư Gia là Phật gia, lòng dạ từ bi, sau khi chết nhất định có anh linh, mà Thiếu Lâm võ công chính là hắn khai sáng, Thiên Mãn gặp gỡ hắn, cũng chỉ có bị đánh phần. Qua không bao lâu, thân thể ta đột nhiên có đồ vật gì tiến đến, giống như một cái thân thể, gánh chịu 2 phần linh hồn, lúc này, thế mà liền Thiên Mãn đều khẩn trương lên, hắn nói thầm câu, Đạt Ma Tổ Sư. Thân thể của ta đột nhiên không bị khống chế, song trưởng sát nhập về sau, mồm mép mình niệm một câu, A-di-đà Phật, bỏ xuống đổ đao, quay đầu là bờ. Ta không nói gì, thanh âm cũng không là của ta, mà lúc này ta càng giống một cái hòa thượng, chẳng lẽ thành, Đạt Ma Tổ Sư ra thật bên trên thân thể của ta. Ta về ngươi sao bút, Tổ Sư ra lão tử cũng chiếu đánh. Thiên Mãn đột nhiên giận dữ hét, sau đó tứ chi chạm đất, miệng phồng đến đại đại, cùng một con cóc. Cáp mô công, gia hỏa này làm thật. Thiên Mãn không nghĩ tới ta thế mà có thể đem Đạt Ma Tổ Sư ra cho mời đến, hắn hiện tại ở trước mặt ta chính là cháu trai, tức giận đến hắn mặt đều xanh, sử xuất cáp mô công hướng ta đánh tới. Đạt Ma Tổ Sư ra không chút hoang mang, thế mà dùng một tay nắm liền chống đỡ Thiên Mãn đầu, sau đó hắn liền bay ra ngoài, là thật bay, người kém chút liền đụng vào nóc nhà, hắn tiến đụng vào trong tường mặt, cả người là máu, mà trên tường có một cái cự đại thủ trưởng ấn. Thiên Mãn liền rơi vào trong lòng bàn tay. A-di-đà Phật, quay đầu là bờ đi. Đạt Ma Tổ Sư ra tiếp tục khuyên nhủ. Thiên Mãn quả nhiên lợi hại, toàn bộ thân thể đều bị rơi vào trong tường mặt, thế mà còn có thể nói chuyện, hắn uốn éo người mắng, có Như Lai thần trưởng không tầm thường. Hôm nay ta cáp mô công, liền phải phá ngươi Như Lai thần trưởng. Thiên Mãn từ trong tường vọt ra, lúc này cả bức tường đều oanh một tiếng ngã xuống, hắn cùng một con phi thiên cóc đồng dạng. Mang theo một trận cương phong hướng ta lần nữa đánh tới, lần này, hắn kia cóc đầu biến thành hỏa hồng sắc, giống như mang một đám lửa, hắn tứ chi ở giữa không trung chỉnh tề vạch lên, cùng buồn nôn cóc giống nhau như đúc. Thiên Mãn lần nữa dùng cáp mô công xông lại thời điểm, Đạt Ma Tổ Sư ra lại là một cái Như Lai thần trưởng, lần này trực tiếp đặt tại trên đầu của hắn, Thiên Mãn bị cả người đều ấn vào dưới nền đất, không sai biệt lắm có hơn một thước sâu, toàn bộ lòng đất đều hình thành một cái bàn tay thật to. Đại sảnh oanh một tiếng, nóc nhà cùng cây cột đều lung lay sắp đổ, phảng phất muốn sụp đổ. A-di-đà Phật, thiện tai, Đạt Ma Tổ Sư ra chắp tay trước ngực, nhưng lần này tay phải của hắn dính đầy máu, nhìn qua có chút châm chọc, may mắn đây là thân thể của ta, bằng không, còn tưởng rằng là Phật đọa nhập ma đạo. Lúc này ta ở trong lòng thở dài một hơi, đoán chừng Thiên Mãn rốt cuộc không thể đứng lên, vừa rồi kia một cái Như Lai thần trưởng. Đủ để đem hắn toàn bộ sọ não đều đánh xuyên qua, quả nhiên vẫn là Tổ Sư gia chỉ cháu trai, Đạt Ma Tổ Sư gia vẫn là châu. Có thể ra có ta dự kiến chính là, lúc này đột nhiên có một con huyết thủ từ dưới nền đất trèo tới, cái tay kia tất cả đều là máu,
nhưng lại để người nhìn có chút sợ hãi. Ngoá, còn chưa có chết, cái này đến cùng là quái vật gì? Ta ở trong lòng mạnh mẽ mắng, liền xem như thiết nhân, một chiêu kia như lai thần trưởng đều đủ để đem đầu xuyên qua, hắn thế mà còn sống. Ở đây đánh nhau người đã sớm ngừng lại, bọn hắn biểu lộ kinh ngạc nhìn ta, không ai từng nghĩ tới, ta thế mà có thể đem thiên mãn đánh đến nước này, đây chính là liền tứ đại gia tộc ba người đều ngăn cản không được đối thủ, nhưng lại bị ta đánh vào trong tường, ấn vào dưới nền đất. Thiên mãn máu me khắp người từ dưới nền đất leo lên, hắn nhìn qua không có chút nào suy yếu, ngược lại như là một cái ác quỷ từ địa ngục chui lên đến đồng dạng, biểu tình kia dữ tợn để người đáng sợ. Coi ta chân chính cùng thiên mãn mặt đối mặt thời điểm ta mới sinh ra cùng mọi người đồng dạng nghi vấn, người này, đến cùng là người hay quỷ. Quá khủng bố. Thiên mãn nâng chán ha ha phá lên cười, phảng phất một điểm cũng không sợ sợ đạt ma tổ sư ra, coi như bị người đánh cho vết thương chẳng chịt. Hắn y nguyên cuồng vọng như vậy, người này đầu óc đến cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ hắn, bẩm sinh liền không hiểu sợ hãi hai chữ sao? Người cười cái gì? Đạt ma tổ sư ra hỏi. Thiên mãn trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trả lời, đạt ma tổ sư, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Ngươi lại đánh không chết ta, ngươi đi, tiểu tử này sẽ chết nha. Mời anh linh thân trên hoàn toàn chính xác có thời gian hạn chế, chẳng qua thiên mãn đây cũng quá phách lối đi. Ta ít nhất còn có 5 phút, nhưng ở khoảng thời gian này bên trong, coi như giết không chết hắn, đem hắn đánh cho tàn phế nên vấn đề không lớn. Đạt ma tổ sư ra lại chắp tay trước ngực. Niệm một câu A-di-đà-phật rồi nói ra, giết không chết ngươi, vậy ta liền phế bỏ ngươi. Thiếu Lâm Long chảo thủ, đạt ma tổ sư ra quát lên một tiếng lớn, sau đó song chảo như câu, nhanh chóng hướng thiên mãn chộp tới. Thiên mãn vội vàng né tránh, nhưng hắn tại đạt ma tổ sư ra trước mặt vẫn là thiếu khuyết mấy cân lượng, đạt ma tổ sư ra rất nhanh liền dùng long chảo thủ bắt bờ vai của hắn cùng cánh tay. Đạt ma tổ sư ra vừa dùng lực, chỉ nghe thấy bộp một tiếng. Thiên mãn xương cốt phát ra tiếng vang lanh lảnh, cánh tay của hắn lập tức rủ xuống, đoán chừng bên trong xương cốt không phải nát chính là đã gãy thành vài đoạn. Thiên mãn không có phát ra rên lên một tiếng, cũng không có phát ra thảm thiết chu lên, chỉ có cười, miệng đầy đều là máu hắn chỉ có cuồng tiếu, liền đạt ma tổ sư ra cũng cau mày lên, cái này người đến cùng điên cuồng đến mức độ như thế nào. Lại là ba một tiếng, đạt ma tổ sư ra lại phế hắn mặt khác một cánh tay, thiếu lâm long chảo thủ uy lực không thể khinh thường. Xương cốt nắm ở trong tay liền cùng bóp mì ăn liền đồng dạng, không bao lâu thiên mãn hai cánh tay đều bị đạt ma tổ sư ra cho phế, sau đó mềm nhũn rũ xuống. Thiên mãn không có chút nào quan tâm, y nguyên cười như điên, trong lòng hô một câu, thoải mái. Tất cả mọi người ở đây, mặc kệ đứng tại một bên nào, đều thấy sắc mặt đột biến, đây quả thực là không hề hay biết tên điên, ai cánh tay bị phế, còn có thể dạng này cười. Ma chướng quá sâu. Ta liền không tin độ không được ngươi. Đạt ma tổ sư ra lại một lần nữa quát lên một tiếng lớn, thiếu lâm kim cương cước. Chỉ gặp hắn chân trái đá đùi phải đá chân trái, thiên mãn hai chân hai lần liền bị hắn đá gãy, thiên mãn quán tính quỳ trên mặt đất, nhưng bởi vì hắn tay cũng đoạn mất, không có cách nào chống đất, quỳ không được mấy giây trực tiếp liền úp sấp trên mặt đất, trong miệng của hắn y nguyên chảy tinh hồng huyết dịch, trong ánh mắt đều là ác độc cùng oán hận, nhưng hắn vẫn là không nhận mệnh, cũng không nhận thua. Trên mặt mang để người dùng mình nụ cười. Ha ha, ta thân yêu tổ sư gia, ta đoán người thời gian cũng nên đến đi. Có cơ hội, ta xuống dưới cho người tự mình thỉnh an, hiện tại ta sẽ không tiến, ha ha ha. Thiên mãn cười nói. Đạt ma tổ sư gia thở dài, 20 chắp tay trước ngực nói ma chướng quá sâu thời gian quá ngắn, coi như ta độ không được ngươi, ta thẹn với Phật môn, thí chủ, còn lại liền giao cho chính ngươi, bảo trọng. Đạt ma tổ sư ra sau khi nói xong, thân thể ta mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, ta rốt cục có thể khống chế thân thể của mình, chẳng qua ta hiện tại hơi mệt, một thân đều là mồ hôi, còn không ngừng thở hổn hển, lần này tác dụng phụ muốn so trước kia nặng, có thể là đạt ma tổ sư ra anh linh quá lợi hại, thân thể của ta không chịu nổi mới thể lực tiêu hao, mà lại ta giống như cảm giác toàn thân đều có đau một chút đau nhức. Thiên mãn nằm dạp trên mặt đất, bởi vì hai tay hai chân đều phế. Chỉ có thể nằm sấp một không thể động đậy được, nhưng hắn vẫn là khí diễm phách lối nói với ta nói Lâm Nguyên, ta thật sự là xem thường tiểu tử ngươi, không nghĩ tới thế mà có thể đem đạt ma tổ sư ra mời đi theo, chẳng qua là bây giờ hắn đi, ngươi vẫn là kia một bãi bùn nhão. Ta nói ngươi đắc ý cái gì lực, ngươi hai chân hai tay đều phế, đứng lên đều tốn sức, còn mẹ nó cho ta trang, chờ ta khôi phục thể lực, ta liền đem ngươi cho làm thịt,
thay vô tội thụ hại nữ hài cùng trận chiến đấu này mất mạng huynh đệ báo thù. Thiên Mãn giống như cũng không sợ hãi, cũng xem thường, hắn đột nhiên vượt qua thân tới nói, người muốn nghe cố sự sao? Ta hơi kinh ngạc, hắn không phải tay chân đứt đoạn sao? Làm sao còn có thể xoay người, ta đột nhiên có loại dự cảm bất tường, gia hỏa này, toàn thân trên dưới đều lộ ra quỷ dị cùng tà môn, ta thật nghi hoặc lúc ấy vì cái gì thiên gia người không đem hắn giết, mà là ném đi dã ngoại, là không bỏ được xuống tay sao? Ta không trả lời Thiên Mãn vấn đề, ta cũng không biết hắn trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì, hắn đều như vậy tử, còn có tâm tình kể chuyện xưa. Chẳng qua là bây giờ ta còn không có khôi phục, hắn muốn nói ta tự nhiên cũng ngăn không được hắn. Thiên Mãn thấy ta không trả lời, liền trêu tức thở dài, thật sự là một đầu con lừa ngốc, trước khi chết có thể nghe được một cái đứng tại đỉnh phong nam nhân cố sự, sao lại không làm? Được rồi, đã ngươi không muốn nghe, vậy ta liền giảng cho đang ngồi tất cả mọi người nghe. Để bọn hắn biết, ta là thế nào bị thiên gia vứt bỏ, trời một lại là cỡ nào một cái bạc tình bạc nghĩa người. Thiên Mãn lau đi khóe miệng máu, sau đó không để ý tới bất luận kẻ nào, bắt đầu phối hợp nói lên cố sự, đây là một cái chân thực phát sinh ở trên người hắn cố sự, một cái bi thảm tuổi thơ cố sự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mười mấy năm trước, thiên gia sinh mọc ra một đôi song bào thai, lớn lấy tên Thiên Mãn, tiểu nhân lấy tên Trời Một. Thiên Mãn trời sinh trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, mà Trời Một tính cách sáng sủa, yêu cười yêu náo. Năm khi 6 tuổi, đã là một cái để người đau đầu nghịch ngợm gây sự quỷ, cũng chính là năm 6 tuổi năm đó, phát sinh một kiện cực kỳ khủng bố sự tình, hai huynh đệ thế mà xâm nhập thiên gia cấm địa. Tại thiên gia trong đại viện, phía tây nhất có một gian phòng ốc, trong gian phòng này mặt đồ vật lác đác không có mấy, gần bên trong tường chỉ có một tấm màu đen trường mộc bàn, mà trên bàn thì thả một khối linh bài, Gia Gia đã từng nói cho Thiên Mãn cùng Trời Một, khối kia linh bài chủ nhân là thiên gia cái thứ nhất tổ tông. Cũng là thiên gia lịch đại mạnh nhất âm nhân. Tại sao phải đem hắn linh bài đơn độc thả ra? Bởi vì gian phòng kia dưới đáy phong ấn một cái cực kỳ khủng bố tà mị, chỉ có hắn linh bài có thể đè ép được, cho nên căn phòng này là cấm địa, ai cũng không cho phép tiến, đây là thiên gia gia quy, kẻ trái lệch, sẽ bị trục xuất thiên gia. Mấy trăm năm qua, căn phòng này trừ thiên gia gia chủ, gần như không có những người khác đi vào qua. Tiểu hài tử lòng hiếu kỳ nặng, năm 6 tuổi, hoặc là khác tiểu bằng hữu còn tại nhìn chú dê vui vẻ, nhưng thiên gia tử tôn, lá gan đã mập qua một con trâu. Tại một ngày phong cao đêm không trăng ban đêm, phụ mẫu cùng Gia Gia đều ra ngoài làm việc, rảnh đến nhàm chán trời máy động nhưng liền giật dây Thiên Mãn đi gian phòng kia thám hiểm. Thiên Mãn liên tục cự tuyệt, Gia Gia mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ qua, gian phòng kia ai cũng không cho phép tiến, nếu như bị phát hiện, ăn một bữa sợi đằng hầm thịt heo việc nhỏ, nếu là Gia Gia nổi trận lôi đình. Thế nhưng là sẽ bị đuổi ra thiên gia, còn có, Thiên Mãn nghe hạ nhân nói qua, nhà kia trong phòng phong ấn đồ vật, so quỷ còn khủng bố. Giống như bọn hạ nhân nói, trước đó liền có một người là hướng về phía thiên gia cái này cấm địa đến, hắn trà trộn vào hạ nhân bên trong, sau đó ban đêm thừa dịp mọi người ngủ, vụng trộm tiến vào cấm địa, sáng ngày thứ hai, hắn liền nâng chính mình nhị đệ tại thiên gia trong viện khiêu vũ, giống như bị điên, nói chuyện cũng nương bên trong nương khí. Còn bóp lấy lan hoa chỉ, bôi một mặt phấn lót, ánh mặt trời đánh trên mặt của hắn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Lúc này Thiên Mãn Gia Gia lắc đầu, nói may mắn tiểu tử này không có xuống dưới, không phải hậu quả khó mà lường được, nói xong cũng đem người kia giết chết, sau đó thi thể đốt thành tro. Nghe Thiên Mãn, trời cùng nhau không có sợ hãi, cũng không có lùi bước, ngược lại lòng hiếu kỳ càng sâu, hắn nói Thiên Mãn không đi, hắn chỉ có một người đi. Còn mắng Thiên Mãn là đồ hèn nhát, nói xong chỉ có một người vụng trộm trượt hướng phía tây nhất phòng. Thiên Mãn vốn không muốn đi, thế nhưng là lo lắng đệ đệ an nguy, bây giờ không có biện pháp tình huống dưới, chỉ có thể đi theo. Chờ Thiên Mãn đi vào phòng trước thời điểm, cửa đã bị mở ra, Thiên Mãn trong lòng lạc một chút, hô to một câu, Trời Một, không thể, người mau ra đây. Trời Một không có trả lời, Thiên Mãn lại gọi vài câu, vẫn không trả lời, Thiên Mãn một chút liền gấp. Sợ mình đệ đệ xảy ra chuyện, thế là cũng không đoái hoài nhiều như vậy, cẩn thận từng ly từng tí bước vào gian phòng kia. Làm Thiên Mãn cái thứ nhất chân đạp tại phòng dưới mặt đất thời điểm, đột nhiên hắn liền dùng mình một cái, một cỗ rất kỳ quái khí tức đập vào mặt, không phải âm khí, không phải lệ khí, là yêu khí, nhưng cỗ này yêu khí rất kỳ quái, lại không giống như là động vật thành tinh loại kia yêu, trước đó Gia Gia nắm qua hồ ly tinh cho Thiên Mãn, Trời Một huấn luyện luyện, cho nên hắn đối yêu khí vẫn là rất mẫn cảm.
Thiên Mãn dọa đến không còn dám đi vào trong, chỉ có thể một chân ở bên ngoài, một chân ở bên trong, sau đó không ngừng la lên trời một danh tự, vẫn không trả lời. Lần này Thiên Mãn là thật gấp, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy, trực tiếp vọt vào. Nhưng khi cả người hắn đi vào phòng ở giữa thời điểm, đột nhiên hai cánh tay dựng trên vai của hắn, đem hắn hạ khẽ run rẩy. Hắc hắc, hù đến người đi. Đột nhiên thanh âm quen thuộc truyền đến, người phía sau hóa ra là Trời Một, vừa rồi một mực không trả lời chính là vì dọa một chút Thiên Mãn. Thiên Mãn vỗ nhẹ lồng ngực, nói kém chút bị trời giật mình chết rồi, người dọa người, là sẽ hù chết người, mà lại căn phòng này bầu không khí quỷ dị như vậy, vẫn là mau chóng rời đi đi. Nói xong Thiên Mãn dắt lấy Trời Một tay nhỏ liền nghĩ rời đi, nhưng Trời Một ngựa bên trên liền đem Thiên Mãn tay cho hất ra, nói không tiến đều tiến đến, gấp làm gì, nhìn nhiều một hồi lại đi cũng không muộn. Thiên Mãn không có cách nào, chỉ có thể hù dọa một chút Trời Một, hắn sâu kín nói, chẳng lẽ Trời Một không có cảm giác đến căn phòng này có cái gì không đúng lực sao? Trời Một trợn trắng mắt, nói hắn đương nhiên biết, hắn vừa tiến đến liền cảm thấy căn phòng này yêu khí. Còn có một loại ở người chết phòng mới xây ở phía tây, cái nhà này vốn là không bình thường, không phải làm sao xưng là cấm địa đâu. Không thể không nói, Trời Một tư chất trời sinh muốn so Thiên Mãn tốt, học âm dương thuật phương diện này, cũng phải so Thiên Mãn nhanh, cho nên Thiên Mãn phát giác được vấn đề, Trời Một tự nhiên đã sớm biết. Chỉ có điều Thiên Mãn có chút kỳ quái, nếu biết phòng này không tầm thường, biết là cấm địa, Trời Một là cái gì còn không đi. Trời Một nhếch miệng, nói lúc này mới kích động. Không phải gọi thế nào thám hiểm. Những cái kia quỷ hắn đều chơi chán, hắn muốn tìm một cái đại gia hỏa qua tay. Tuổi còn nhỏ Trời Một rất là cuồng vọng, thậm chí đều đã đem lời của gia gia xem như gió bên tai, hoàn toàn không đem trong cấm địa con kia đồ vật để vào mắt. Thiên Mãn tính cách muốn so Trời trầm xuống ổn, mà lại lá gan cũng không có Trời Một lớn, hắn không còn cùng Trời mài một cái răng, nắm kéo Trời Một liền phải ra bên ngoài túm, Trời vừa chết sống không chịu. Còn cần răng đi cắn Thiên Mãn tay. Ngay tại lúc này, cửa đột nhiên phanh một tiếng, mình chăm chú đóng lại. Còn có càng làm người ta sợ hãi, có một cơn gió lớn không biết từ nơi nào thổi đi qua, còn phát ra hô hô tiếng vang, thật giống như một nữ nhân đang khóc, lại hình như tại cuồng tiếu, phải biết cửa đã đóng lại, cửa sổ lại không có mở, nơi nào đến hô hô cuồng phong. Thiên Mãn mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đi cực lực vịn cửa, nhưng cái cửa này làm sao đều vịn không ra. Giống như xây cốt thép xi măng đồng dạng, tăng thêm hắn mới 6 tuổi, khí lực cũng không lớn, tiểu thân bản còn không có cửa một nửa cao. Trời Một cũng có chút hoảng, vội vàng dùng chân đi đá cửa, thế nhưng là đều vô dụng, bọn hắn lực lượng quá nhỏ, nếu như người trưởng thành lực lượng, liền có thể phá cửa mà ra. Ca ca, vậy phải làm sao bây giờ? Trời hỏi một chút nói, hắn chỉ muốn đến thám hiểm, không nghĩ tới cửa thế mà tự động đóng bên trên, đem hai người đều vây khốn. Thiên Mãn lúc này móc ra một chi đèn pin, mắng một câu, liên thủ đèn pin đều không mang, ngươi cũng dám đến thám hiểm, thật là một cái đồ ngốc. Trời quính lên bận bịu đoạt lấy đèn pin vuốt vuốt, còn chiếu vào tự mình làm mặt quỷ dọa Thiên Mãn, vừa rồi khẩn trương lại tan thành mây khói. Thiên Mãn nói đừng đùa, đi ra ngoài trước lại nói, cái nhà này rất tà môn, nếu như bị khốn trụ còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Sau khi nói xong, Thiên Mãn bắt đầu một bên gõ cửa. Một bên hô cứu mạng, Trời Một cũng chỉ đành đi theo gọi, nhưng hai người gọi vào cuống họng câm đều không có người tới nghĩ cách cứu viện, bình thường trốn cấm địa này vốn là không có người đến, ra ra bọn hắn lại đi ra ngoài, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng vào lúc này, đột nhiên ba một tiếng, giống như có đồ vật gì vỗ một cái bên tường trường mộc bàn. Lần này động tác đem hai huynh đệ dọa đến cũng không nhẹ, hai người vội vàng quay đầu về sau bên cạnh trường mộc bàn nhìn lại. Bọn hắn trông thấy một cái khối linh bài, còn có một con tái nhợt tay đập vào trên bàn, vừa rồi kia một chút ba âm thanh, chính là cái tay này vỗ lên bàn phát ra tới thanh âm. Thiên Mãn lúc này đem Trời Một bảo hộ ở sau lưng, nhưng lúng túng là, hắn có chút sợ hãi, thân thể có chút hơi run, trốn ở sau lưng Trời Một lại không sợ, hiếu kỳ đem đầu nhô ra đến xem. Trên bàn liền một cái tay, cũng không nhìn thấy người, nhưng vẻn vẹn một cái tay, làm sao lại động đâu? Chẳng lẽ là nháo quỷ? Nói đến quỷ, hai tiểu gia hỏa này cũng không sợ, Trời vừa hiện tại đều có thể đem quỷ nắm lấy chơi, chỉ là cái tay này rõ ràng không có đơn giản như vậy, đèn pin chiếu trên tay, có thể phát ra làm người ta sợ hãi lục quang. Đột nhiên, cái tay kia vươn một con ngón trỏ, sau đó hướng hai người câu một chút, ra hiệu bọn hắn đi qua. Thiên Mãn cùng Trời Một nuốt một ngụm nước bọt,
hai người cũng không dám động, cảnh giác nhìn xem cái tay kia. Đúng vào lúc này, đột nhiên linh bài cũng động, nó đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó hung hăng nện ở cái tay kia phía trên, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, cái tay kia hóa thành một đạo hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe được hai người bọn họ hô hấp cùng tiếng tim đập. Lúc này Thiên Mãn quỳ xuống, tất cung tất kính đối linh bài bái nói, tạ ơn tổ tông phù hộ, tạ ơn tổ tông phù hộ. Nói xong để trời một cũng quỳ xuống. Trời một không chịu quỳ, nói đây không phải thiên gia tổ tông, Thiên Mãn nói bậy bạ gì đó, mới vừa rồi còn nhờ có cái này linh bài cứu bọn hắn, bằng không, cái tay kia còn không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Trời dùng một lát đèn pin chiếu vào trên linh bài, sau đó chỉ vào phía trên nói ra, ngươi nhìn linh bài chữ, căn bản cũng không có chữ thiên, ta bái qua nhà ta tổ tông, trên linh bài thiên gia ta nhận ra, cái này không phải nhà ta tổ tông. Kinh Thiên một nhắc nhở, Thiên Mãn mới phát hiện, nguyên lai cái này linh bài thật không có chữ thiên, nói rõ đây không phải thiên gia linh bài, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Gia Gia lừa bọn họ? Thiên Mãn gãi đầu một cái, làm sao cũng nghĩ không thông Gia Gia tại sao phải lừa bọn họ, còn có, nếu như không phải thiên gia tổ tông, vậy hắn là ai? Hai tiểu gia hỏa này có thể nhận chữ không nhiều, vẽ bùa còn có thể, chữ lời nói, 100 cái có thể biết 5 cái thế là tốt rồi. Cũng liền có thể nhận cái chữ thiên, cho nên cái này linh bài viết cái gì, bọn hắn cũng xem không hiểu. Lúc này trời máy động nhưng nói, ca, có thể hay không cái nhà này sự tình, là Gia Gia biên cố sự gạt chúng ta. Khả năng tối đa cũng liền giấu cái ác quỷ, căn bản liền không có gì lợi hại đồ chơi. Thiên Mãn cười khổ một cái, nói có khả năng, không phải Gia Gia tại sao phải lừa bọn họ. Chẳng qua Thiên Mãn cho rằng, căn phòng này từ đầu đến cuối cất giấu cái gì bí mật. Không phải Gia Gia cũng sẽ không cố ý biên cố sự không khiến người ta đi vào nơi này. Hai huynh đệ ý kiến nhất trí về sau, trời một cũng không còn sợ hãi, nếu như chỉ là ác quỷ, trời một mới không sợ, coi như không đề cập tới đạo hành cao thấp, thiên gia máu, trời sinh liền có thể trị quỷ, so hoàng phù còn lợi hại hơn. Bình thường tiểu hài đều có bao nhiêu động chứng, hai huynh đệ bị nhốt về sau, bắt đầu cả phòng chạy, nhìn có không có đồ chơi tốt gì, dù sao cũng ra không được. Nhưng cuối cùng bọn hắn phát hiện, gian phòng này thật sự là rỗng tuếch, thứ đồ gì cũng không có. Không có cách nào, trời một con có thể leo đến trên mặt bàn bắt đầu tìm được, nhưng cái bàn cũng không có, chỉ có kia một khối linh bài. Trời một lúc này nhìn không được bỗng nhúc nhích linh bài, đột nhiên phía sau tường liền oanh một tiếng đẩy ra, phía dưới là một đầu đen như mực thông đạo. Hai huynh đệ bị đột nhiên giật nảy mình, không nghĩ tới cái này linh bài chẳng những là phong ấn, vẫn là cơ quan, thật là thần kỳ. Ca, chúng ta đi xuống xem một chút, trời hỏi một chút nói. Thiên Mãn lắc đầu, nói không thể dưới, cái nhà này bản thân liền đủ quỷ mị, phía dưới còn không biết có cái gì, cái này linh bài mặc dù không phải thiên gia tổ tông, nhưng là lời của Gia Gia sẽ không sai, cái nhà này khẳng định đóng cái gì không được đồ vật. Trời một cũng không vui lòng, nói thật vất vả mới phát hiện một cái lối đi, không đi xuống chơi đùa sao được, lại nói, hiện tại lại ra không được, chẳng lẽ ở nơi này đến hừng đông sao? Nói không chừng lối đi này phía dưới có lối ra, hảo vận lời nói, bọn hắn liền có thể chạy đi. Mặc kệ trời một nói thế nào, Thiên Mãn vẫn là không hề bị lay động, hắn tin tưởng vững chắc lời của Gia Gia có đạo lý, lối đi này không thể hạ. Trời một có chút tức giận, bĩu môi nói, hừ, đồ hèn nhát, chính ngươi ở chỗ này lấy đi, ta xuống dưới tìm lối ra. Sau khi nói xong, trời một mực tiếp chạy vào thông đạo, liền cũng không quay đầu một chút, Thiên Mãn có chút bận tâm. Chỉ có thể đi theo. Nhưng lối đi này 9 quẹo 18 rẽ, chạy trước đi vào trời từng cái chớp mắt liền không gặp, chung quanh đen kịt một màu, đèn pin lại tại trời một nơi đó, Thiên Mãn lập tức liền sợ hãi, miệng bên trong vội vàng hô hào trời một danh tự. Càng sợ hãi, liền càng phải chạy, bằng không, hắn dừng lại một cái liền đuổi không kịp trời một, đang sợ hãi điều khiển, Thiên Mãn không khỏi bước nhanh hơn, ngay tại lúc này, đột nhiên đen nhánh trước mắt xuất hiện một đầu phân nhánh đường. Thiên Mãn trong lòng lộp bộp một tiếng, lần này hỏng bét, hắn nhưng không biết trời vừa chạy con đường nào, một khi đi nhầm, hai người kia không biết sẽ chuyện gì phát sinh, bây giờ quay đầu cũng không tốt, đã chạy dài như vậy một đoạn đường đến, mà lại Thiên Mãn rất là lo lắng trời một. Đúng vào lúc này, đột nhiên đường bên trái phát ra tiếng vang, Thiên Mãn trong lòng một hỉ, vội vàng hô một câu trời một, sau đó liền nghĩ hướng đường bên trái chạy đi, nhưng lúc này, đột nhiên một cái tay nhỏ kéo hắn lại. Ca. Bên này, trời máy động nhưng từ bên phải đi ra,
lôi kéo hắn liền phải hướng bên phải đi. Thiên Mãn cảm giác có điểm gì là lạ, bởi vì trời một đèn pin không gặp, mà lại trời một bước đi giống như không có tiếng bước chân, vừa rồi đi gần hắn cũng không biết, nếu không phải tay bị bắt lại, hắn còn không biết có người tại bên cạnh mình. Thiên Mãn vội vàng hất ra trời một tay, sau đó vấn Thiên một đèn pin đi đâu rồi. Trời nói chuyện vừa rồi hắn vấp một phát, đèn pin mất đi, chẳng qua không quan hệ, hắn tìm được lối ra, ngay tại bên phải con đường này. Tìm tới lối ra rồi, Thiên Mãn tâm vui mừng, cũng quên đi đối trời một hoài nghi, dù sao chỉ là tiểu hài tử, hắn cùng trời một tay nắm tay liền cùng một chỗ hướng bên phải thông đạo đi đến. Nhưng càng chạy Thiên Mãn càng cảm thấy không thích hợp, đi trên đường thời điểm, mình là có tiếng bước chân, nhưng trời một nhưng không có, mà lại trời một tay giống như rất nhẹ, bình thường trời một rất nhiều, nhưng lúc này trời từng cái âm thanh đều không lên tiếng. Nghĩ tới đây, Thiên Mãn có chút sợ hãi, hắn vội vàng ngừng lại, sau đó dùng lực hất lên, hắn vốn là muốn đem tay hất ra, thật không nghĩ đến thế mà toàn bộ tay đều bị hắn vung lên, Thiên Mãn kêu lên một tiếng sợ hãi, chẳng lẽ trời một cánh tay cho mình vung đoạn mất. Ngay tại lúc này, đột nhiên một vệt sáng từ phía sau chiếu đi qua, cũng là bởi vì đạo ánh sáng này buộc, Thiên Mãn mới nhìn rõ hết thảy trước mắt, kia không phải cái gì trời một, cũng chỉ là một cái tay mà thôi, hơn nữa còn trắng bệch như tờ giấy, rơi xuống đất thời điểm còn phát ra lục sắc u quang. Ca, chạy mau, đằng sau một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, sau đó Thiên Mãn bị kéo liền chạy, lần này nhìn xem bóng lưng Thiên Mãn xác định, đây mới là trời một. Mà lại trọng yếu nhất chính là, có đèn pin ánh sáng. Trời kéo một phát lấy Thiên Mãn một mực chạy, chạy về nguyên lai phân nhánh miệng thời điểm, trời một mực tiếp liền lôi kéo Thiên Mãn hướng bên trái chạy, thẳng đến hai người mệt bở hơi tai mới dừng lại. Thiên Mãn vỗ nhẹ trời một bả vai hỏi, người vừa rồi đi đâu rồi, hại ta dừng lại dễ tìm, nơi này thật tà môn. Lúc này trời máy động nhưng vừa quay đầu, dùng một tấm hư thối mặt đối Thiên Mãn yếu ớt nói ra, không có đi đâu. Ta một mực ở chỗ này mấy trăm năm. Trời một cái này quay đầu, đem Thiên Mãn giật nảy mình, vốn cho rằng là đệ đệ mình, không nghĩ tới quay đầu thế mà là cái dạng này đồ chơi, kia hư thối trên mặt còn bò mấy đầu mục nát trùng. Thiên Mãn đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó không ngừng lui về sau, ngươi. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Không có gì à, ta ở đây mấy trăm năm, tốt cô độc, ngươi lưu lại bồi theo ta được không? Thiên Mãn điên cuồng lắc đầu. Hắn mới không nghĩ bồi cái này buồn nôn đồ vật, cũng không biết là người hay quỷ, trời vừa đến đáy lại chạy đi nơi đâu rồi. Đúng vào lúc này, đột nhiên lại một chùm sáng chiếu đi qua, Thiên Mãn quay đầu nhìn lại, thế mà là trời một, lần này mặt không có hư thối, hẳn là chân nhân. Trời xem xét cái kia hư thối đồ vật liếc mắt, dọa đến oa một tiếng, hắn vội vàng nắm Thiên Mãn đứng dậy liền chạy. Vật kia cũng không có truy, chính là một mực cười, cười đến hai người bọn họ huynh đệ tê cả ra đầu. Thật giống như mèo vờn chuột đồng dạng. Hai người thẳng đến nghe không được tiếng cười, mới chậm rãi ngừng lại thấu khẩu khí, Thiên Mãn đột nhiên một cây đèn pin đoạt lại, sau đó dùng đèn pin không ngừng chiếu vào trời một, từ mặt bóp đến chân cổ, lúc này mới chứng thực trời một là chân nhân, không phải cái gì vật kỳ quái trở nên. Ca, ngươi làm gì? Trời từng cái đem Thiên Mãn đẩy ra. Thiên Mãn nói không có gì, vừa rồi không biết thứ gì giả mạo ngươi, kém chút liền bị lừa. Còn hỏi vừa rồi trời vừa đi nơi nào rồi. Trời một chỉ phía trước nói, ta vừa rồi một mực chạy, trông thấy phía trước có một cái mộ thất, ta một người không dám vào đi, thế là lại quay đầu tìm ngươi đến rồi. Thiên Mãn nghe xong, có chút do dự, nơi này quá tà môn, đã không có lối ra, vẫn là đường cũ trở về đi, lại nói, vừa rồi vật kia cũng không biết là thứ đồ gì, nếu như lại đuổi tới, bọn hắn phải làm sao. Trời vừa chết sống không chịu đi. Nói thật vất vả đi vào cái này, nếu như không nhìn liếc mắt lại trở về, vậy hắn ban đêm khẳng định ngủ không được, lại nói, hiện tại đường cũ trở về, nói không chừng sẽ đụng vào vừa rồi vật kia, không bằng tiến mộ thất nhìn xem. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đến tại trên con đường kia phát ra một tiếng kinh khủng tư tiếng kêu, oa oa oa, oa oa oa, hai người dọa đến vội vàng ôm lại với nhau, mắt trực câu câu nhìn xem bên ngoài, nhưng cái gì cũng không có tới, liền chỉ có cái này khiến người dùng mình thanh âm. Nghe giống nữ nhân tiếng kêu, lại có chút giống nam nhân gào thét. Lại một lát sau, đột nhiên liền vang lên khua chiêng gõ trống thanh âm, còn có quỷ dị kèn, tiếp lấy liền có một đám mặc quan phủ thái giám cùng cung nữ nhấc lên cố kiệu hướng hai huynh đệ chậm rãi đi tới. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, môi sắc ô đen, đối bọn hắn quỷ dị mà cười cười, về phần trong kiệu ngồi là ai, cũng không biết.
hai huynh đệ cái kia gặp qua quỷ dị như vậy tràng cảnh, cũng mặc kệ đến cùng là tình huống gì, lúc này ở đầu của bọn hắn bên trong chỉ có một chữ, đó chính là chạy. Lần này Thiên Mãn cùng trời một ý nghĩ hoàn toàn tương tự, hai người đồng thời đẩy ra cửa mật thất, sau đó thật nhanh chạy đi vào, nhưng khi hắn nhóm đi vào thời điểm, phía sau Cố Kiệu cùng thái giám cung nữ cũng đồng thời biến mất, cửa lại một lần nữa phịch một tiếng mình đóng lại, hai người hợp lực cũng là mở không ra. Thiên Mãn có chút nhụt chí, nói chúng ta tựa như là chúng bẫy dập gì đồng dạng, bị từng bước một dẫn đến nơi này, đêm nay muốn rời khỏi, giống như có chút khó. Trời khẽ đảo không sợ, nhập ra tùy tục, dù sao đều đến, chơi lại nói. Trời nhiều lần một lần đoạt lấy đèn pin, sau đó chiếu chiếu mật thất chung quanh, hắn phát hiện cái này mật thất rất lớn, mà lại quan tài chung quanh còn có đếm không hết thi cốt, những cái kia thi cốt chồng lại với nhau, hầu như đều có thể gấp thành núi. Trời một nuốt một ngụm nước bọt, thầm thì trong miệng câu, núi thây. Thiên Mãn nói không phải, trước đó Gia Gia cùng hắn nói qua cố sự, như loại này quan tài bên cạnh chất đầy thi thể, đều là chết theo. Trời một cái hiểu cái không a một câu, sau đó tay nhỏ vừa chỉ núi thây bên cạnh một bộ thi cốt hỏi, người này cũng là chết theo sao? Bên cạnh cỗ này thi cốt giống như có chút không giống bình thường, hắn mặc dù cũng chỉ còn lại một bộ xương, nhưng lại ngồi tĩnh tọa ở địa, hai cánh tay lẫn nhau giao nhau, sau đó phóng tới bụng chỗ, bên cạnh hắn có một thanh kiếm, trùng điệp cắm trên mặt đất, thanh kiếm kia có vẻ như phi thường nặng, thân kiếm có một nửa cắm vào lòng đất, trời thường thức thử rút một chút, lại không có tác dụng gì. Trời một, được rồi, Gia Gia nói người chết vì lớn, không phải loạn đụng đồ của người khác. Thiên Mãn ngăn cản nói. Trời một a một tiếng, hướng người chết cúc cái cung, sau đó không còn chơi đùa thi thể, nhưng hắn tiểu nhi nhiều động chứng vẫn là chưa thể dừng lại, đem núi thây bên trên thi cốt mũ hái xuống về sau, mang tại trên đầu mình. Xem được không, ca, trời cười một tiếng hì hì mà hỏi. Thiên Mãn trợn trắng mắt, nói đây đều là thái giám mặc quần áo mũ cũng thế. Cái này trong quan tài sẽ không phải là nằm một vị hoàng đế a. Trời vừa có chút không hiểu, vội vàng hỏi thái giám là cái gì. Hoàng đế hắn biết, nhưng hắn đối với thái giám định nghĩa vẫn có chút mập mờ, chỉ biết là phục thị hoàng thượng. Thiên Mãn chỉ trời một quần nói, chính là đem ngươi trong quần tiểu tượng cắt, liền biến thành thái giám. Trời giật mình phải phía dưới mắt lạnh, vội vàng che mình tiểu tượng, nói mới không muốn, nhặt hắn về sau làm sao đi tiểu. Trách không được những người này đều chết. Đúng vào lúc này, đột nhiên oanh một tiếng, quan tài bỗng nhúc nhích, nhưng chỉ là bỗng nhúc nhích, liền lại ngừng. Coi như lần này, đã đem hai huynh đệ dọa đến quá sức, cùng chuột đồng dạng co lại đến cùng một chỗ, bởi vì quan tài đều là người chết ngủ, làm sao lại động. Hoặc là cương thi, hoặc là nháo quỷ. Ca, chúng ta thiên gia người, không nên sợ cái này a. Là không nên sợ. Trời một câu bản thân an ủi. Hai huynh đệ lại từ kinh hãi bên trong chấn định lại. Nếu không, chúng ta mở quan tài nhìn xem, trong này nằm thứ gì. Không tốt, Gia Gia nói, người chết quan tài không thể loạn mở, chúng ta cũng không phải trộm mộ. Trời vừa cùng Thiên Mãn cũng không phải chưa thấy qua quan tài, Gia Gia vì huấn luyện bọn hắn, có một lần đem bọn hắn nhốt tại trong quan tài ngủ 3 ngày, chỉ đem đồ ăn ném vào cho bọn hắn, chỉ có điều bộ này quan tài, giống như cùng phổ thông quan tài không giống. Bộ này quan tài là thuần kim, đèn pin chiếu đi lên, sẽ phát ra chói mắt kim quang, quan tài trên thân khắc một con rồng, Gia Gia nói qua, kim quan khắc rồng, trừ hoàng đế, ai cũng không có đãi ngộ như vậy. Chẳng qua kỳ quái là, cái này kim quan phía trên, thế mà cắm 7 chuôi kiếm, trên thân kiếm tất cả đều là phù chú, tựa như là có người cố ý đem kiếm cắm ở trên đây dùng để phong quan tài. Kim quan độ cứng có thể nghĩ, có thể đem kiếm chen vào đi, trên cơ bản đều là cao nhân. Đã cao nhân dùng 7 chuôi kiếm phong quan tài, kia quan tài đồ vật bên trong, khẳng định không đơn giản. Nhìn lại cái này chất thành núi thi cốt, trong quan tài chủ khi còn sống đoán chừng cũng không phải người tốt lành gì, còn có thể là một vị bạo quân, chỉ là có chút kỳ quái, hoàng đế quan tài, làm sao lại tại thiên gia mật thất hạ. Trời một lòng hiếu kỳ một mực bị quan tài treo, nhưng Thiên Mãn chính là không để hắn mở, còn nói tranh thủ thời gian tìm lối ra, nhìn mật thất này chung quanh có cơ quan hay không cái gì. Chạy đi lại nói. Trời một không có cách, đành phải dẫn theo đèn pin tại mật thất phách tường chung quanh lục lọi, hy vọng có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Thật đúng là đừng nói, không bao lâu trời một tìm đến một cái hang lõm, tiểu hài tử không có gì tâm nhãn, thuận tay liền theo, may mắn không có chạy ra cái gì mũi tên, phi tiêu, hoặc là khí độc đến, lúc này chỉ nghe thấy oanh một tiếng,
tường một khối tự động mở ra, xuất hiện trước mặt một đầu đen như mực thông đạo, cũng không biết thông hướng nào. Chỉ cần có đường là được, trời dùng một lát đèn pin chiếu chiếu, sau đó hướng Thiên Mãn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian tới. Ngay tại lúc này, đột nhiên quan tài lại động, bên trong phát ra ầm ầm tiếng vang, giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong nhảy ra đồng dạng. Thiên Mãn cùng trời cùng nhau lúc run lập cập, bốn cái mắt chăm chú nhìn quan tài mặt, người cũng sửng sốt. Đột nhiên quan tài phát ra một trận hắc quang, đem trong mật thất thi cốt đều chấn vỡ, trong chốc lát, tất cả thi cốt đều biến thành một đống vôi, trừ cỗ kia tính tọa thi cốt hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này quan tài kịch liệt va đập vào, giống như muốn bạo tạc đồng dạng, đồ vật bên trong càng nhảy càng mạnh mẽ, giống như tùy thời sẽ nhảy ra đồng dạng. Chạy mau, Thiên Mãn kịp phản ứng về sau, tiến lên liền phải lôi kéo trời vừa chạy, nhưng hai người mới mở ra không có mấy bước, đột nhiên thân thể liền không động đậy. Tới, hắc hắc, bỗng nhiên quan tài phát ra quỷ dị thanh âm, đem hai huynh đệ giật nảy mình. Lúc này hai người đồng thời cứng đờ quay đầu lại đi, bọn hắn trông thấy nắp quan tài giống như muốn mở, có một con trắng bệch tay đưa ra ngoài. Cái tay kia bạch dọa người, móng tay có dài nửa thước, nhan sắc đen nhánh, nhìn xem hai người ứa ra mồ hôi lạnh. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, cắm trên quan tài mặt bảy chuôi kiếm nhao nhao phát ra màu trắng tia sáng, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, quan tài một lần nữa cho đắp lên. Hai huynh đệ thân thể buông lỏng, giống như lại có thể động, chỉ là toàn thân đều là mồ hôi, tay chân đều có chút run rẩy. Đi, đi mau, Thiên Mãn kịp phản ứng, lôi kéo trời một liền phải chạy, nhưng bọn hắn quay người lại, đột nhiên thật giống như đụng vào người nào, hai người đều bị đụng ngã trên mặt đất. Hai người sờ sờ đau nhức mũi, chờ đứng lên lần nữa thời điểm, phát hiện đứng trước mặt thế mà là gia gia của bọn hắn. Gia gia, hai người đồng thời gọi một tiếng, sau đó thật nhanh bổ nhào qua ôm lấy gia gia chân, nói ủy khuất lời nói. Nhưng gia gia không có chút nào dung túng bọn hắn, một chân đem bọn hắn đá mở, sau đó mắng, không phải không để các ngươi tiến cái nhà này sao? Làm sao liền không dài lỗ tai? Trời vừa cùng Thiên Mãn đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Lần này bị Gia Gia bắt quả tang, bọn hắn cũng không có gì tốt tranh luận, chỉ có điều có Gia Gia tại, bọn hắn liền không sợ. Hai người các ngươi đi đem cỗ kia thi cốt chuyển tới. Gia Gia đột nhiên ra lệnh. Trời một gãi đầu một cái, hỏi tại sao vậy? Mật thất này đồ vật đều rất tà môn, bọn hắn cũng không dám loạn động. Gia Gia gõ hai lần trời một đầu, nói kia là thiên gia tổ tông, tà môn cái gì, đều ở nơi này bao nhiêu năm, muốn chuyển về đi tế bái. Lão thả nơi này đó chính là thiên gia tử tôn bất hiếu. Trời vừa cùng Thiên Mãn nghe xong, cảm thấy có đạo lý, nói câu có ngay, hai người liền bắt đầu hợp lực di chuyển câu kia thi cốt, nhưng thi cốt vừa mới lệch vị trí, đột nhiên trên nắp quan tài mặt bảy chuôi kiếm liền âm vang một tiếng, phát ra một đạo quang mang về sau, trên thân kiếm phủ chú tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy bảy chuôi kiếm trở nên ảm đạm không ánh sáng, trên thân kiếm tất cả đều là rỉ sắt, giống như biến thành đồng nát sắt vụn. Càng quỷ dị chính là, câu kia thi cốt đột nhiên tán, biến thành một đống bột phấn.